tu chân Liêu Thiên quần, Tống Thư Hàng. Chương 556, làm đạo lữ với ta nhé. Đạo lữ à, ta không có, ta vẫn còn trẻ mà. Ha ha, Tống Thư Hàng cười khan, hắn đã lên đại học rồi nhưng vẫn còn ế chồng mông, đúng là một chuyện đau lòng mà. Vẫn chưa có đạo lữ sao? Diệp Sư Tỷ che miệng cười. Tống Thư Hàng cảm thấy như bị trúng mấy mũi tên trêu chọc của Diệp Sư Tỷ. Vậy, có muốn thành đạo lữ với ta không? Diệp sư tỷ giơ tay chỉ vào chính mình, mắt chấp chấp. Hả, mà tống thư hàng nghịch mặt ra, hắn suýt nữa đã cho rằng tai mình có vấn đề. Ta nói, có thể cân nhắc chuyện trở thành đạo lữ với ta không? Diệp sư tỷ nói lại lần nữa. Lúc này, tống thư hàng hỏi một câu hỏi rất ngốc, tại sao thế? Chủ yếu là vì hắn tự nhận bản thân mình không phải là nhân vật có thể run mình một cái là khí thế bá vương bắn chiếu chiếu. Dựa vào đâu mà Diệp Sư Tỷ vừa mới gặp không được lâu, đã chủ động muốn thành đạo lữ với hắn kia chứ? Vì ta cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, giữa chúng ta sẽ có chung đề tài. Đôi mắt Diệp Sư Tỷ sáng lấp lánh, nói tiếp, mặc dù không biết vì sao, nhưng ta có một loại kích động muốn thử quen với một đạo lữ. Giống như, nó là một nguyện vọng rất mãnh liệt ấy. Đúng vậy, là một nguyện vọng rất mãnh liệt, rõ ràng trước đây, cô chưa bao giờ có suy nghĩ cần phải tìm đạo lữ gì gì đó cả. Nhưng đột nhiên trong lòng cô lại có thêm một nguyện vọng như vậy. Nguyện vọng này, giống như một chấp niệm trong lòng cô vậy. Muốn thử quen với một, đạo lữ tốt nhất là có hứng thú, có chung sở thích với cô vậy, mà Tống Thư Hàng trước mắt này, chính là đối tượng thích hợp nhất. Ít nhất, hai người bọn họ đều có chung sở thích đọc sách, có chung chủ đề, giống như chi kỷ vậy. Nhưng, thế này có hơi đột ngột, Tống Thư Hàng cười khổ nói, đúng là hắn có ấn tượng rất tốt với Diệp Sư Tỷ, một thiếu nữ văn học, sở thích giống nhau, trò chuyện cùng nhau cũng rất vui vẻ. Nhưng hai người bọn họ chỉ vừa mới gặp mặt chưa lâu mà trời. Cũng đúng, đúng là có hơi đột một thật. Diệp sư tỷ gật đầu, sau đó cô nghĩ một lúc, lại nói, nếu, nếu ta và người trở thành đạo lữ, thì sẽ không được coi là người ngoài nữa. Đến lúc đó người cũng có thể xem được tất cả sách ở chỗ này rồi. Vừa nói xong, Diệp sư tỷ vừa rang rộng hai tay, chỉ mấy chục vạn quyển thư tịch có liên quan đến tu sĩ tu luyện trong không gian này. Audio điện tử võ tấn bền Tống Thư Hàng cười khan, Diệp Sư tỷ, cô dụ dỗ trắng trợn như vậy thật sự không vấn đề gì sao? Nhìn thấy Tống Thư Hàng cười khan như thế, Diệp Sư tỷ cũng cảm thấy mình dụ dỗ trắng trợn quá, xấu hổ cười cười, ha ha ha. Sau đó, Diệp Sư tỷ tiếp tục ngồi xem sách, Tống Thư Hàng tiếp tục bắt đầu tu luyện nhưng, tâm đạo thư sinh đạo hiếu, người thật sự không suy nghĩ thử một chút sao. Ta cảm thấy hai người chúng ta nhất định sẽ rất hợp nhau đấy. Diệp sư tỷ nói, chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau trong thời gian dài hơn, sau đó đợi thêm một khoảng thời gian thì chúng ta lại thành đạo lữ được không? Tống thư hàng im lặng nhìn Diệp sư tỷ từ trong thông tin giám định thuật truyền về, hắn biết rằng, trong bích thủy các này, Diệp sư tỷ có hai danh hiệu khá tốt. Diệp sư tỷ tương đối có nhân khí ở bích thủy các. Tống thư Hàng đoán, nếu Diệp sư tỷ đứng ở ngoài bích thủy các hô một tiếng, hãy cho ta một người đạo nữ. Thì sẽ có hàng chục, hàng trăm nam tu sĩ lập tức nhào tới tranh cướp vỡ đầu, muốn kết đôi thành đạo nữ với cô. Thật ra nhìn mấy chục vạn quyển sách kia, Tống thư Hàng thật sự có một loại xúc động muốn nhắm mắt đưa chân cho rồi. Nhưng, hắn không làm như vậy, bởi vì như vậy thật sự rất vô trách nhiệm. Đạo nữ chẳng khác nào vợ mình. Nếu vì tiện đồng ý không chỉ là vô trách nhiệm với bản thân hắn, mà hơn hết là không có trách nhiệm với Diệp Sư Tỷ. Nhìn bộ dạng khó xử của Tống Thư Hàng, Diệp Sư Tỷ chớp chớp mắt. Ơ, ờ, từ từ bồi dưỡng cảm tình cũng không được sao. Bỗng dưng cô như chợt hiểu ra, lẽ nào tầm đạo thư sinh đạo hữu đã có người trong lòng rồi sao? Người trong lòng. Trước khi trở thành tu sĩ, Tống Thư Hàng vẫn ế bền vững, mục tiêu của hắn là trong 4 năm đại học nhất định phải cua được một người bạn gái dễ thương. Sau khi thành tu sĩ, trong khoảng thời gian dài, Tống thư Hàng căn bản hoàn toàn không có cách nào quen với bạn gái được hắn cho rằng tu hành quan trọng hơn với yêu đương linh tinh. Ừm, đến tận bây giờ hắn vẫn ôm suy nghĩ đó. Sau đó, sau khi đã trở thành tu sĩ, thư Hàng được tiếp xúc với mấy vị nữ tu rất tốt. Quan hệ cũng tương đối tốt, Vũ nhu tử, Tô Thi a thập lục đều tiếp xúc khá lâu, thêm cả Sở Sở bây giờ cùng với rất nhiều vị nữ tiền bối xinh đẹp trong nhóm cửu châu số một nữa. Nhưng nếu nói đến nữ tu có thể trở thành đạo nữ thì chắc là không có ai cả nhỉ. Vì vậy, Tống Thư Hàng lắc đầu. Vậy thì hãy nghiêm túc cân nhắc chuyện thành đạo nữ với ta đi. Trong địa hạ thành của thời quang thành này, 12 ngày bằng một ngày ở bên ngoài. Chúng ta có thể sống chung ở đây trong thời gian dài mà, một năm ở đây thì chỉ mới bằng một tháng ở bên ngoài thôi. Diệp Sư Tỷ nói ta ta nghĩ kỹ cái đã. Ách, Tống Thư Hàng vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy vành mắt của Diệp Sư Tỷ ửng đỏ lên. Hả, không phải Diệp Sư Tỷ lại muốn khóc nữa đấy chứ? Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu Tống Thư Hàng, thì nước mắt đã tuôn như mưa từ trong hốc mắt của Diệp Sư Tỷ, từng giọt từng giọt rơi lã trã. Khóc thật rồi. Hu 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 hu, Diệp Sư Tỷ lau nước mắt, sau đó lấy sách che mặt mình, khóc lớn hơn đồng thời cô giơ tay xua xua với tống thư hàng, hu hu, đừng để ý đến ta. trong lòng ta đột nhiên cảm thấy bi thương, vì vậy nhịn không được nên mới khóc thôi. không có liên quan gì với ngươi đâu, hu hu hu, tầm đạo thư sinh đạo hữu người đừng để ý, hu hu, thật sự không phải vì ngươi đâu. lời diệp sư tỷ nói là thật, vì cô tu luyện kỳ công có một không hai là thiên khấp bảo điển của bích thủy các. từ sau khi luyện thành công kỳ công này, điểm khóc của cô cũng trở nên rất kỳ lạ. Có đôi khi, đang đọc sách, một chữ nào đó đập vào mắt cô, cũng làm cô khóc to một trận. Có lúc, khuôn mặt một ai đó bỗng nhiên làm cô liên tưởng đến cái gì đó, chạm trúng điểm khóc cũng làm cô khóc. Có lúc, khi cùng ai nói chuyện, vừa nói một chữ trúng mục tiêu cũng làm cô khóc. Càng kỳ lạ hơn là, đến bản thân của cô cũng không rõ vì sao lại chạm trúng điểm khóc này núa. Tóm lại, lúc muốn khóc, thì sẽ khóc ngay lập tức, căn bản là không ngăn lại được. Vừa nãy, Lúc Tống Thư Hàng nói chuyện có nói ra chứ ta kia, chẳng biết tại sao lại ấn trúng điểm khóc của cô lúc này, thế là cô liền khóc một trận cho thỏa. Cô thiếu nữ văn học giống như đóa hoa dạ lan này, khóc rất đối thương tâm, điềm đạm đáng yêu, không thẹn với danh hào, lệ mỹ nhân thúc thiết của cô. Tống Thư Hàng Vẫn là câu kia, điểm khóc của Diệp Sư Tỷ rất kỳ lạ nhưng bộ dạng cô vừa khóc vừa tốt bụng không quên an ủi người khác thế này, rất ngây thơ hồn nhiên lúc Diệp Tư Sư tỷ khóc tỷ tê mị lực tăng thêm 100, hơn nữa, sau khi khóc xong, hai mắt ửng đỏ, mị lực càng tăng 20 nữa kia. Tống Thư Hàng vuốt chân mày, suy nghĩ trong lòng. Hay là, mình cứ đồng ý yêu cầu làm đạo lữ của Diệp Sư tỷ trước đi đã Diệp Sư tỷ nói rồi, cũng không phải hai người thành đạo lữ ngay lập tức, mà là hai bên tìm hiểu nhau một khoảng thời gian dài trước đã. Nói không chừng vài ngày sau, Diệp Sư tỷ tỉ tỉnh táo lại, sẽ cảm thấy tống thư hàng không hợp làm đạo lữ của cô thì sao? Thậm chí nói không chừng, là do Diệp Sư tỷ nhất thời hứng lên nên mới muốn quen đạo lữ, muốn chơi trò chơi đạo lữ, qua mấy ngày hết hứng không thèm chơi nữa thì sao? Hơn nữa, thật tâm mà nói Diệp Sư tỷ thuộc dạng thiếu nữ văn học thích đọc sách, có sở thích tương đồng với hắn, thật sự rất phù hợp với hình tượng nửa kia của Tống thư hàng. Vậy, Diệp Sư tỷ, chúng ta thử xem sao nhé." Tống thư hàng trả lời, hả diệp sư tỷ bỏ quyển sách xuống trên mặt vẫn còn ngấn lệ nước mắt vẫn còn rơi không ngừng đặc biệt khiến người ta yêu thương tống thư hàng nói chúng ta thử tìm hiểu lẫn nhau xem xem có thật sự thích hợp thành đạo lữ không được chúng ta thử xem hai mắt diệp sư tỷ phát sáng sau đó cô vui vẻ hòa khóc vậy chúng ta hu 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 coi như là đạo lữ dự bị rồi hu 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 đạo lữ dự bị ừ cũng đúng đạo lữ dự bị Tống Thư Hàng cười nói: "Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng tìm hiểu đối phương nhé." Diệp Sư Tỷ cố gắng lau nước mắt của mình, "Đúng rồi, Thư Hàng. Nếu vẫn chỉ là đạo lữ dự bị thì không thể song tu được, cái đó phải đợi chúng ta thành đạo lữ thật sự thì mới có thể làm được." Tống Thư Hàng: "Được rồi, đầu tiên, chúng ta tự giới thiệu về bản thân chút nhé. Tự giới thiệu cặn kẽ để tìm hiểu lẫn nhau dễ dàng hơn." Diệp Sư Tỷ ngồi quỳ ở trước mặt Tống Thư Hàng như cổ nhân được thôi, Tống thư hàng học Diệp sư tỷ, ngồi quỳ xuống. Để ta làm trước, Diệp sư tỷ nói, ta giới thiệu qua trước nhé, ta là đệ tử bối phận chữ Diệp của Bích Thủy Các, đạo hiệu là Diệp Tư. Từ nhỏ ta đã được sư phụ nhận vào Bích Thủy Các, vì vậy đạo hiệu cũng là tên của ta. Bây giờ tu vi của ta là linh hoàng ngũ phẩm, sư phụ là Sở Ngự Hành giả, các chủ của Ngân Nguyệt Các, một trong các phân các của Bích Nguyệt Các. Công pháp ta tu luyện là Thiên Khấp Bảo Điển từ tên công pháp thì chắc người cũng có thể đoán ra được, chuyện ta hay bị xúc động với sinh ra cảm giác đau lòng cũng có liên quan đến công pháp này. Nhưng thiên khớp bảo điển, rất lợi hại đấy, người đừng có xem thường ta. Sở thích của ta là đọc sách, ta thích nhất là xem sách ở trong địa hạ thành của, thời quang thành, 12 ngày ở đây, chỉ bằng một ngày ở ngoài. Ta có thể nhân cơ hội đó mà xem được rất nhiều rất nhiều sách. Đương nhiên, tu luyện cũng không thể tụt lùi được, nếu không thì sư phụ sẽ hủy bỏ thời gian tu luyện ở địa hạ thành, thời quang thành của ta. Còn có đồ ăn ta thích ăn nhất là, bạn tốt ta thích nhất có. Diệp sư tỷ nói nhanh như gió, hận không thể kể hết mọi thứ từ lúc bé cho đến bây giờ ra cho Tống thư hàng nghe. Tống thư hàng im lặng gật đầu, ghi nhớ những gì cô đã nói. Xong rồi, tiếp theo đến lượt ngươi. Diệp sư tỷ chớp mắt, cô gần như đã nói hết mọi thứ của mình cho Tống thư hàng biết rồi ta tên là Tống Thư Hàng, về phần đạo hiệu của ta, ừ, Kim Cương Quân Tử Đao, Bá Đao Tống Nhất, Mộc Đạo Nhân, Bạch Kình Đao Khách, Thư Sơn Cư Sĩ, Tầm Đạo Thư Sinh, Thiện Tâm Tu Sĩ. Tống Thư Hàng kể một lèo hết bảy đạo hiệu của mình ra. Diệp Tư Sư tỷ chớp chớp mắt, đạo hiệu của ngươi dài thật đấy. Tống Thư Hàng lấy hơi, nói, không phải, đó là bảy đạo hiệu của ta. Bảy cái đạo hiệu này mỗi ngày lại đổi một cái. Diệp Tư Sư tỷ, Chương 557, khung cảnh ôm nhau mà khóc đầy thú vị. Một tuần, chính là đại diện cho một vòng 7 ngày sau. Trong vòng tuần hoàn này mỗi ngày đổi một đạo hiệu á. Như vậy không mệt à?" Diệp sư tỷ hỏi. "Ha ha, làm gì có chứ, từ từ là quen thôi ấy à." Tống thư hàng cười khan nói, sau đó tiếp tục giới thiệu về bản thân. Bao gồm chuyện ba bản thân mình được thêm nhầm vô nhóm Cửu Châu số 1 vào 3 tháng trước, bắt đầu kiếp sống tu chân của mình sau đó nhận được sự giúp đỡ của các vị tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 thành công hoàn thành trăm ngày trúc cơ. Sau đó, miêu tả đơn giản một lượt mấy chuyện về các chuyến mạo hiểm và những chuyện xảy ra trong hơn 2 tháng nay. Chờ chút đã, Diệp Sư Tỷ đột nhiên lên tiếng hỏi, từ lúc người bắt đầu tu luyện đến bây giờ là bao lâu cơ? Tống Thư Hàng đáp, chừng 2 tháng, sau đó thêm khoảng thời gian ở địa hạ thành trong thời quang thành này nữa, thì khoảng hơn 3 tháng. 3 tháng, vành mắt của Diệp Sư Tỷ ửng đỏ, đột nhiên khóc giống lên. Tống Thư Hàng, Sư Tỷ lại bị sao vậy? Diệp Sư Tỷ xua tay, không cần phải để ý đến ta đâu, hu hu hu, người cứ tiếp tục nói đi. Hu hu hu, vừa rồi tự dưng trong lòng ta lại dâng lên cảm giác đau xót, nhịn không được nên khóc thôi. Tuyệt đối không phải vì nghe thấy thời gian tu luyện ngắn ngủi của ngươi, ngẫm nghĩ một chút lại thương tâm đâu. Ngươi đừng có tự trách mình. Hu hu hu. Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy nếu mình chuẩn bị chung sống lâu dài cùng Diệp Sư Tỷ, thì nhất định phải làm quen được với thói quen có thể xả nước mắt khóc hù hụ bất kỳ lúc nào của cô ấy mới được. Sau khi hai người giới thiệu đơn giản về nhau xong, sự hiểu biết về đối phương cũng coi như tăng thêm một chút. Diệp Sư Tỷ lau nước mắt, như vậy, từ nay trở đi, chúng ta chính là đạo lữ dự bị của nhau rồi, hãy cố gắng phát triển thành loại song tu kia nhé. Sư Tỷ, có thể đừng treo hai từ song tu ở ngoài miệng như thế được không? Sau đó, ngươi có thể thỏa thích xem tất cả các quyển sách ở đây rồi. Nhiều sách như vậy, đủ để ngươi đọc trong thời gian rất dài rất dài luôn đó. Diệp sư tỷ giang tay chỉ mấy chục vạn quyển sách trong không gian này, cười hì hì nói. Tống Thư Hàng nghi hoặc nói, hả, còn chưa thành đạo lữ chính thức mà cũng có thể xem sao. Công pháp, kinh nghiệm truyền thừa, kiến thức tích lũy của mỗi một môn phái, đều là vốn liếng tài liệu bí mật bất truyền của các môn phái, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Cho dù là đệ tử bản môn mà muốn có được những công pháp này, kinh nghiệm tu luyện, kiến thức cũng chút bước từng bước, tích góp từng chút một sự từng trải trong môn phái, thì mới có thể từ từ đạt được nó. Ừ, không sao hết, tất cả nội dung của sách trong này đều không có công pháp truyền thừa của bích thủy các của chúng ta đâu. Phần lớn đều là lý luận, kỹ xảo, kinh nghiệm tu chân lưu truyền rộng rãi của giới tu sĩ chỉ cần ngươi và ta xác nhận quan hệ, đạo lữ thì những quyển sách này đều có thể đưa cho ngươi xem. Diệp sư tỷ đáp, nói cách khác, trong trong mấy chục vạn quyển sách ở đây, đều là sản phẩm xuất bản của giới tu sĩ giới tu sĩ thời cổ đại, trước khi trải qua kiếp nạn, thiên đạo mới, phát triển cực kỳ mạnh. Rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức chân quý, đều có người chỉnh lý đóng lại thành sách, cung cấp cho tất cả tu sĩ của giới tu sĩ đọc, nhờ vào đó thu được lượng lớn linh thạch. Đối với tán tu mà nói, đó là thời kỳ tuyệt nhất của tu sĩ. Thì ra là vậy, sau khi Tống Thư Hàng nghe đến đó thì cảm thấy yên tâm hơn nhiều, hắn thuận tay lấy một quyển ở trong biển sách ra. Trên bìa sách viết bốn văn tự thời xa xưa, là loại văn tự Tống Thư Hàng không biết, nhưng lúc nhìn thấy bốn chữ này, chân khí trong người hắn bắt đầu khởi động có quy luật dựa theo chữ viết. Sau đó tự nhiên hắn cũng đọc hiểu nghĩa của bốn chữ này luôn. Thiên Khớp Bảo Điển, Mẹ Kiếp đây không phải là công pháp chủ tu của Diệp Sư Tỷ sao? Diệp Sư Tỷ, bộ công pháp này ngươi đưa nhầm, Tống Thư Hàng vội vàng trả lại bộ thiên khấp bảo điển cho Diệp Sư Tỷ. Xem nhầm công pháp độc môn của môn phái người khác sẽ phải trả một cái giá rất lớn, hơn nữa còn đặc biệt phiền toái. Tống Thư Hàng cũng không muốn chuyện phiền toái như vậy quấn vào thân. Tầm đạo thư sinh, người gọi ta là Diệp Tư đi. Bây giờ chúng ta là đạo lữ rồi, dù có là đạo lữ sự bị đi nữa, nhưng chúng ta đều lấy xong tu làm điều kiện tiên quyết để làm quen mà. Diệp sư tỷ nói nghiêm túc. Cô giơ tay nhận bộ, thiên khấp bảo điển, này, nhìn một cái, lại đưa nó cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, bộ, thiên khấp bảo điển, này cũng không được coi là bí pháp của Bích Thủy Các. Cái này là do ta cùng sư phụ sáng tạo ra, là công pháp chế tạo riêng cho ta. Mặc dù bây giờ vẫn không tính là hoàn chỉnh, mới chỉ tính ra đến cảnh giới lục phẩm. Nhưng, đây là công pháp thuộc về ta chỉ cần ta đồng ý thì có thể cho ngươi mượn xem diệp sư tỷ dương dương tự đắc nói công pháp riêng biệt chế tạo riêng đấy công pháp như vậy có lẽ không phải là công pháp nhất lưu gì nhưng quả thật chính là thứ thích hợp nhất với chính mình là công pháp có thể phát huy ra trạng thái mạnh nhất của mình chẳng trách diệp sư tỷ lại trực tiếp để bộ công pháp này ở trong biển sách nhưng hắn tiện tay cầm một cái thôi mà đã có thể trực tiếp lấy được bộ thiên khấp bảo điển này, thật sự là do trùng hợp sao? Muốn xem bộ công pháp đó không? Thông qua nó, ngươi có thể hiểu rõ về ta hơn. Theo ý nào đó mà nói, bộ thiên khấp bảo điển này chính là bản tóm tắt về cuộc đời ta. Diệp sư tỉ cười hì hì mò đến gần. Tống thư hàng nhìn cô một cái, sau đó mở bộ thiên khấp bảo điển này ra. Số chữ này trông giống chữ hán, lại không giống chữ hán, miêu tả lại công pháp. Cũng giống với bốn chữ thiên khấp bảo điển, tên sách, lúc Tống Thư Hàng nhìn nội dung của thiên khấp bảo điển, thì chân khí trong người bắt đầu dục dịch dâng lên. Sau đó, hắn cũng tự nhiên xem hiểu nội dung của thiên khấp bảo điển. Trang đầu tiên, Tống Thư Hàng chỉ mới có xem trang đầu tiên trong bảo điển thôi, thì bỗng nhiên, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác bi thương. Nỗi bi thương này quả thật trầm trọng đến mức không cách nào hình dung được bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức khi Tống Thư Hàng còn bé bị chị cướp mất kẹo. Sau đó là đủ loại chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Ví dụ như đi đường bước hụt, bên người đột nhiên xuất hiện một cái hố to, rồi ăn cơm bị nghẹn, chẳng biết tại sao lại bị người đuổi giết. Ví dụ như tinh thần lực chờ tăng mà thể chất lại không theo kịp, thân thể bắt đầu chảy máu. Rất nhiều đau khổ cùng tụ lại, tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm hồn của Tống Thư Hàng. Hắn cảm thấy mũi mình cay cay, viên mắt ửng đỏ rất bi thương rất đau khổ nước mắt cứ chảy xuống không ngừng hu 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 thật đau lòng vì sao lại đau lòng như vậy chứ hai đầu gối của tống thư hàng quỳ sụp xuống đất cuộc đời ta quả thật là bi kịch thê thảm quá mà vì sao ta lại có cuộc sống như vậy chứ giá trị tồn tại của ta trên thế giới này là gì hu 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 cứ cảm giác ta vẫn luôn ở trong bất hạnh thế này hu 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 đợi chút đợi chút miệng của mình đang nói cái gì? Tại sao tinh thần đột nhiên xa lại suốt vậy cả? Chỉ có chút bất hạnh này đối thì có là cái gì với mình đâu cơ chứ? Ta chính là tống thư hàng ý chí như sắt đá mà. Ý chí của mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị chút bi thương này hạ gục đâu. Nhưng mà đau khổ quá. Giống như ý chí của tống thư hàng đã bị tách khỏi thân xác vậy, mặc dù ý chí cứng rắn như thép, nhưng thân thể lại mềm hoạt. Cuối cùng, hắn hòa khóc, khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt như mưa rơi xuống, ướt cả sàn nhà dưới người hắn. Diệp sư tỷ vội vàng nói: này này, tầm đạo thư sinh, người đừng khóc đau lòng như vậy. Người khóc như thế, ta cũng bị người lây đấy. Ta biết, Diệp sư tỷ, ta biết chứ. Hu hu hu, nhưng căn bản ta không ngừng được, rất xấu hổ, hu hu, rất đau lòng, thương tâm không cách nào kiềm chế được. Ta cũng muốn ngừng lại, nhưng ta không khống chế được bản thân. Tống Thư Hàng khóc càng ngày càng lớn, càng xấu hổ, thì lại khóc càng thương tâm hơn cảm giác xấu hổ, cũng trở thành một trong những ngọn nguồn bi thương của hắn. Không được, dạo này nhất định phải uống nhiều nước, chất lỏng chảy ra quá nhiều. Vừa chảy máu, vừa chảy nước mắt, hoàn toàn không cách nào khống chế. Hu hu hu, tầm đạo thư sinh, đừng khóc nữa, không được rồi, ta cũng muốn khóc theo rồi. Lúc Diệp Sư Tỷ nhìn thấy Tống Thư Hàng khóc lóc, bị lây tiếng khóc của hắn nên cũng không khống chế được mà khóc theo. Người khóc, ta cũng khóc. Tiếng khóc của Tống Thư Hàng làm lay động nỗi thương cảm của Diệp Sư Tỷ. Ngược lại, tiếng khóc của Diệp Sư Tỷ cũng càng làm Tống Thư Hàng đau lòng hơn. Cuối cùng, hai người ôm nhau, gào khóc. Người khóc một tiếng, ta than khóc một tiếng, càng khóc, lại càng không cách nào khống chế được. Hai người ôm nhau, dựa vào trên bả vai của nhau nước mắt diệp sư tỷ làm ướt bả vai của thư hàng nước mắt của thư hàng cũng là ướt bả vai của diệp sư tỷ không được rồi không chỉ là nước mắt mà ngay cả nước mũi cũng đều sắp chảy ra nếu dựa vào bả vai của diệp sư tỷ thì nước mũi sẽ chảy ra người cô ấy đây tuyệt đối sẽ thành một trong những vết nhơ đen tối và xấu hổ nhất trong cuộc đời hắn sau này chỉ cần nhớ lại tình cảnh này bảo giảm hắn sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất mất dừng lại cho ta nước mắt dừng lại cho ta. Nhưng rất đau lòng, hoàn toàn không dừng lại được. Hơn nữa, khóc một lúc thì lại cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái, hình như tất cả áp lực gì đó trong lòng đều đi ra theo nước mắt. Thôi, thôi, đàn ông khóc cũng không phải là tội. Chỉ cần hình ảnh này không bị người khác nhìn thấy là được. Trong lòng Tống Thư Hàng nói thầm, ý niệm vừa mới xuất hiện trong đầu, một lúc sau, cửa, thư viện không gian mở ra, có một con chim nhỏ do băng vải biến thành đi vào. Đằng sau chú chim nhỏ băng vải, một đôi chân đẹp đen nhánh xuất hiện ngay trước mắt Tống Thư Hàng. Là sở sở cô nương đến. Sở sở một đường chạy theo chú chim nhỏ do băng vải biến thành đến đây. Sáng nay, lúc cô thăm dò cửa ra khỏi địa hạ tành cùng với Tống Thư Hàng, đi được một lúc thì lạc nhau. Sau đó, có con chim nhỏ băng vải nhuốm máu kia tìm thấy cô, Cô biết ngay là băng vải trên tay của Tống Thư Hàng, bởi vì trên băng vải đó có ký hiệu sản phẩm sở ra. Lúc ấy Sở Sở rất lo lắng, sợ Tống Thư Hàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, cô ngay lập tức một đường đuổi theo chim băng vải đến đây. Lúc cô chạy đến đích, đúng lúc nhìn thấy cảnh Tống Thư Hàng và một cô thiếu nữ rất có khí chất văn học ngồi ôm nhau khóc nức nở trên mặt đất. Từ góc nhìn của cô, còn có thể nhìn thấy trên mặt Tống Thư Hàng nước mắt chảy kinh người thậm chí còn mơ hồ thây cả nước mũi chảy ra. Sở sở cô nương, cô há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Chẳng lẽ phải cô đi lên an ủi tống thư hàng đạo hữu và cô thiếu nữ tràn ngập khí tức văn học kia sao? mươi 558, tứ chi chạm đất, chạy nhanh 5.000 mét. Hai người các người cứ tiếp tục, ta tránh đi trước. Sở sở an phận giữ mình, sáng suốt giữ thân, cô quyết định kệ xác, không dính vào tình trạng kỳ dị giữa Tống Thư Hàng và vị thiếu nữ tràn đầy khí thức văn học này. Hu hu hu, sở sở cô nương cô đợi chút, hu hu hu, việc này không phải như cô tưởng tượng đâu. Chắc chắn là cô đã hiểu nhầm cái gì rồi. Tống Thư Hàng vươn tay gọi, vẻ mặt sở sở tràn ngập vẻ nghi ngờ và cảnh giác kia, khẳng định là hiểu nhầm gì rồi. Vậy một đại nam nhân như ngươi, khóc đến mức đau lòng như vậy để làm gì? Sở sở dừng bước, nhưng thân thể vẫn không thể khống chế được mà lùi ra ngoài không gian thư viện nọ. Chỉ là do bị ảnh hưởng của một loại công pháp, hu hu hu, không thể khống chế được nên mới khóc. Tống thư hàng trả lời. Sở sở dừng một chút, lại tò mò hỏi, vì sao vị tiên tử cạnh ngươi lại khóc cùng ngươi thế? Diệp sư tỉ tự mình trả lời, hu hu hu, bởi vì ta và Tầm Đạo thư sinh trở thành quan hệ đạo lữ, Tầm Đạo thư sinh khóc thương tâm như vậy, nên bất giác ta cũng thương tâm theo. Hu quan hệ đạo lữ. Sở sở bấm ngón tay, tính thời gian mình và Tống Thư Hàng lạc nhau. Căn bản chưa được bao lâu mà. Trong thời gian ngắn như vậy, Tống Thư Hàng đạo hữu đã trở thành đạo lữ với vị tiên tử đậm chất khí tức văn học này rồi. Còn là loại quan hệ đạo lữ kia. Trong đầu sở sở liền xuất hiện các từ ngữ mạng hiện đại như súng ống hình người, nắm tay là mang thai. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, ném hết những từ đó ra khỏi đầu dù sao thì cũng không phải lần đầu cô tiếp xúc với Tống Thư Hàng, tính tình của Tống Thư Hàng như thế nào cô cũng biết được phần nào. Nhưng mà, trong thời gian ngắn như thế, một vị tiên tử thoạt nhìn có cảnh giới không thấp, lại có loại quan hệ đạo lữ đó với Thư Hàng đạo hiếu, vẫn khiến sở sở bị chấn động rất lớn. Chấm chấm. Nửa tiếng sau đó, cuối cùng Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ cũng ngừng khóc. Thư Hàng tiểu hữu cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt lạ. Từ lúc sinh ra đến giờ, Hắn chưa khóc lớn như thế này, còn khóc lâu như vậy nữa, nước mắt cũng sắp khóc khô rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ba người chủ động tránh đề tài khóc lóc. Để giảm bớt không khí xấu hổ này, Diệp sư tỷ bắt đầu chỉ điểm tống thư hàng và sở sở tu luyện. Diệp sư tỷ chính là cao thủ, linh hoàng ngũ phẩm thật sự. Hơn nữa, cô cũng không phải là linh hoàng ngũ phẩm bình thường. Cô là tu sĩ thiên tài có thể cùng sư phụ tạo ra được một bộ công pháp đặc biệt chỉ dành riêng cho bản thân cô. Cô đều có sự lý giải kỹ xảo vận hành công pháp tu chân, kỹ năng võ thuật, đạo thuật, chân khí và linh lực cấp đại sư. Thậm chí một ít kiến thức nào đó phù hợp với chuyên môn của bản thân cô, cô lại có trình độ cấp tông sư luôn. Sau khi sở sở nhận sự chỉ điểm của Diệp sư tỷ thì thu lợi rất nhiều. Một lúc sau, một mình sở sở yên lặng đi qua một bên bắt đầu cảm ngộ để tìm hiểu về những lĩnh ngộ mà mình mới đạt được. Sau đó Diệp Sư Tỷ chỉ điểm tống thư hàng tu luyện. Cô có phần buồn phiền xoa mày. Bởi vì cô phát hiện, mặc dù công pháp, võ kỹ mà tống thư hàng nắm giữ không nhiều, nhưng phần lớn đều đã ở trình độ đại thành cả rồi. Mấy môn công pháp, võ kỹ như kim cương cản bản quyền pháp, quân tử vạn lý hành, bất động kim cương thân, nghịch lân đao pháp, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, kình thôn thuật, trương tâm lôi đều đã có cấp bậc đại thành cả rồi. Cô chỉ có thể chỉ điểm cho tống thư hàng được, cương thủ, và thánh quang kiếm thuật, dở dở ương ương mà hắn vừa mới tu luyện gần đây. Không thể trợ giúp cho tống thư hàng nhiều ở mặt công pháp, cô chỉ có thể giới thiệu cho tống thư hàng một chút bí quyết nhỏ. Ví dụ như lúc dùng chân khí, kích phát, đao khí, kiếm quang như thế nào thì mới có thể dùng ít chân khí nhất, mà đạt được hiệu quả tấn công mạnh nhất làm thế nào để mượn chân khí đột phá thân pháp của bản thân có hiệu quả hơn, nhanh hơn khi sử dụng quân tử vạn lý hành. Những bí quyết nhỏ này nhìn thì có vẻ như không là gì, nhưng lại bao hàm kinh nghiệm tổng kết của vô số các tiền bối. Mà những bí quyết, kỹ xảo này, nói không chừng ở lúc mấu chốt có thể quyết định thắng thua, sống chết. Đợi sau khi tu luyện kết thúc, Tống thư Hàng và Diệp sư tỷ lại cùng tìm kiếm biện pháp có thể giải trừ tình trạng toàn thân phun máu của thư Hàng sau khi sử dụng giám định thuật trong biển sách. Sở sở không thể tiếp xúc với những thư tịch này. Cô là con gái, không có cách nào trở thành đạo lữ của Diệp sư tỷ được. Cho nên cô không thể đọc sách ở trong không gian thư viện này được. Vì vậy, cô chọn yên lặng nghỉ ngơi ở một bên, làm một bóng đèn sáng rực. Cô rất tò mò giữa Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ sẽ phát triển thành dạng gì đây? Đáng tiếc là, có lẽ vì cô làm bóng đèn điện công suất quá cao, hai người Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ căn bản không có bất kỳ tiến triển nào. Hai người ngồi xổm trong biển sách, mạnh ai nấy cầm một bộ sách thật dày, say xưa xem. Cùng lắm là lúc đổi sách hai người mới cười ra chiều ăn ý. Ngoài ra, giữa hai người không có căn bản tiến thêm một bước thân mật nào cả. Tiến độ phát triển của kịch bản thế này, Sở Sở trốn ở một bên nhìn cũng thấy sốt hết cả ruột. Có lẽ mình nên tránh sang sát phách, như vậy giữa Thư Hàng Đạo Hữu và Diệp sư tỷ mới có thể tiến thêm một bước. Sở Sở nghĩ thầm trong lòng. Chấm chấm. Sáng sớm ngày hôm sau, đã là ngày thứ 37 Tống Thư Hàng và Sở Sở đi vào thời Quang Thành. Tống Thư Hàng mở mắt ra. Bên ngoài, chắc là bắt đầu ngày thứ tư nhỉ. Bây giờ Tống Thư Hàng có thể khẳng định các chủ đại nhân thật sự đã bỏ quên bọn họ ở trong thời quang thành rồi. Cũng tốt, đã như vậy, hắn sẽ cố gắng tu luyện trong quãng thời gian ở thời quang thành. Đây là nơi rất phù hợp để tu luyện. Bên cạnh, truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào. Diệp sư tỷ lại khóc rồi à, mới sáng sớm, lại có chuyện gì chọc chúng tuyến lệ của cô vậy? Thế là, Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Diệp sư tỷ co giúp lại giống một chú mèo nhỏ mệt mỏi, có lẽ là lúc này cô gặp ác mộng, nhỏ giọng khóc, thỉnh thoảng còn có tiếng nức nở. Với thực lực của cô thì vốn không cần đi ngủ. Chỉ là hôm qua, cô thấy Tống Thư Hàng đã ngủ rồi, vì vậy cô cũng thuận tiện tìm chỗ, nằm xuống ngủ một lát. Giấc một giấc thế mà lại mơ thấy một giấc mộng. Này, Diệp Sư, Diệp Tư, Diệp Tư, mau tỉnh lại. Tống Thư Hàng giơ tay đẩy nhẹ Diệp Sư Tỷ. Diệp Sư Tỷ mở mắt, cô nức nở vài tiếng, ngại ngùng nói ta vừa khóc à. Đúng vậy, Diệp Sư, Diệp Tư, cô vừa mơ thấy gì?" Tống Thư Hàng dò hỏi. Diệp sư tỉ suy nghĩ một chút, cười khổ nói, "Một giấc mơ không không thể nào ngờ nổi. Ta mơ đến cảnh ngày tận thế, tu sĩ chém giết nhau rất tàn nhẫn, còn có sự hủy diệt của Bích Thủy các bọn ta. Đã lâu rồi ta chưa nằm mơ, nhưng lại mơ giấc mộng kỳ quái như vậy. Vì vậy, cảm thấy trong lòng rất khó chịu." "Là ác mộng thôi." Tống Thư Hàng nói khẽ. "Ừ, cho nên sau khi khóc xong cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Diệp sư tỷ rũi người, cười ha ha. Nước mắt là cách tốt nhất để chút đi những đè nén trong lòng người. Bữa sáng là ít cốc đan vị bò bít tết. Sau đó, vẫn Diệp sư tỷ vẫn chỉ điểm như cũ, sở sở và tống thư hàng bắt đầu một ngày tu luyện mới. Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, kiếm thuật của sở sở đã nâng cao một bước, đao pháp căn bản cũng đã bước vào hàng nhập môn. Tống thư hàng thì đạt được nhiều hơn. Sau khi kết thúc tu luyện, sở sở tìm cớ, tạm thời đi khỏi cái không gian thư viện này. Để lại hai người Tống Thư Hàng với Diệp Sư Tỷ một chỗ. Đáng tiếc là, Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ không có tính tự giác, cô nam quả nữ một mình một phòng chút nào. Diệp Sư Tỷ rất vui vẻ ngâm mình trong biển sách, ôm một quyển sách thật dày, trông rất thú vị. Tống Thư Hàng thì lấy một viên linh thú tinh từ trong túi thu nhỏ một tất ra. Đây là linh thú tinh loài, ngựa cướp được từ chỗ con ngực giống muốn cướp thông nương cấp bậc rất thấp, chỉ có trình độ nhị phẩm. Lúc đó, để có thể kiếm ra nhiều linh thú tinh, nhị phẩm, như vậy, con ngựa giống kia cũng phải cắn răng dữ lắm. Nếu hấp thu nó, thì cũng tương đương với hấp thu một viên linh thạch nhị phẩm. Bây giờ thể chất của Tống Thư Hàng đã tăng lên gần đến trình độ tu sĩ nhị phẩm đỉnh phong, tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới tam phẩm rồi. Trước đó không lâu, hắn giải khai đan điền thứ ba là Long Chảo Đan Điền, làm cho cái chứng số lượng chân khí quá lớn trong thân thể của hắn được giải trừ. Bây giờ, ngoại trừ tinh thần lực làm nghi tâm của hắn đau nhức âm ỉ ra, thân thể của hắn đã không còn vấn đề gì khác. Bây giờ, hắn có thể thử dùng kinh thôn thuật nuốt tiếp một viên linh thú tinh khác, bù đắp cho cỗ ngụy tiên thiên chân khí sợ ỉnh trong khí hải đan điền kia. Hơn nữa, linh thú tinh hệ ngựa của con ngựa được kia đưa là cấp nhị phẩm. Chắc có thể đủ nuốt. Cũng không biết, nuốt linh thú tinh hệ, ngựa, này vào, có tạo thành xung đột với tinh thần lực không? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trong lòng Tống Thư Hàng hơi động. Sau đó, trên bàn tay phải đang cầm lấy linh thú tinh của hắn xuất hiện hai cái lỗ rất nhỏ và nông, nhưng đang phun máu xối xả. Tống Thư Hàng há miệng. Trong mắt, phù văn kia lại tuôn ra, rơi trên linh thú tinh, biến thành đồng hồ. Một lát sau, phù văn quay trở lại hai mắt của Tống Thư Hàng một viên linh thú tinh linh thú hệ ngựa, cấp nhị phẩm, thông qua dùng, kình thôn thuật, có thể tăng cường thể chất rất nhiều, tăng cường lượng chân khí, hoàn thiện, ngụy tiên thiên chân khí. Sau khi ăn thông qua, kình thôn thuật, tứ chi chạm mặt đất, chạy nhanh 5.000 mét, trình độ dung hòa, linh thú ti nhi sẽ tăng lên nhanh nhất. Tống thư hàng, tầm đạo thư sinh, người lại bị thương rồi, diệp sư tỷ nhanh chóng để sách xuống, đến bên cạnh tống thư hàng, chiếu chỉ rũ thuật xuống miệng vết thương của tống thư hàng không cần lo lắng, Diệp sư, tư chỉ là hai vết thương nhỏ. Tống thư hàng cười nói, vết thương như vậy, căn bản là không cần dùng chỉ rũ thuật, lấy thể chất của hắn, nhiều nhất là một phút sau sẽ có thể khôi phục. Ngươi lại bị mất khống chế cái bí pháp, giám định thuật kia à? Diệp tư tiên tư dò hỏi. Ừ, Tống thư hàng đáp, xem ra phải nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết hậu di chứng bí pháp này của ngươi, nếu không ta sợ một ngày nào đó người dám định thứ gì cường đại, sau đó sẽ chết mất. Diệp tư tiên tử thở dài nói. Tống thư hàng cười khổ. chương 559, bao tay tình yêu của mộc nghiêu kiếm khách. Có khi mình thử đi kiếm một đôi bao tay xem sao. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Theo những gì hắn hiểu về giám định thuật thì khi dùng bí pháp này, tay hắn phải chạm vào vật cần giám định cái đã sau đó khi hắn nhìn chăm chú vào sự vật hoặc trong lòng nảy ra sự tò mò với sự vật thì sẽ có tỷ lệ khởi động bí pháp rất cao. Tiếp xúc bằng tay là điều kiện đầu tiên, cho nên nếu hắn đeo một đôi bao tay thì có thể ngăn cách tay mình với sự vật và giảm bớt tỷ lệ kích hoạt giám định thuật ở một mức độ nào đó nhỉ. Cùng lắm thì khi đeo bao tay chỉ bị thương nhẹ chảy tí máu thôi, chịu tí là qua ngay ấy mà. Có lẽ cách này xài được đó. Đang nghĩ gì thế, Diệp sư tỷ thấy Tống thư hàng suy tư thì hỏi. Thế là Tống thư hàng nói hết ý tưởng của mình vừa rồi cho Diệp sư tỷ nghe. Bao tay, nếu ngươi muốn bao tay thì vừa hay ta có một đôi này. Một tháng trước ta tỉnh lại khỏi trạng thái bế quan thì đã thấy nó ở bên cạnh rồi, chẳng biết là ở đâu ra. Vì thấy hơi lạ nên ta đã cất nó đi, ngươi thử xem có vừa tay hay không." Diệp sư tỷ nói đoạn, bèn đặt tay lên vòng tay của mình rồi lấy ra một đôi bao tay màu trắng. Pháp khí không gian loại vòng tay hà, đây là chân phẩm đây, linh hoàng ngũ phẩm bình thường táng ra bại sản cũng không có nổi một món trang bị như vậy đâu. Đôi bao tay mà Diệp Sư Tỷ lấy ra nhìn có vẻ cũ kỹ lắm rồi, chẳng phải là pháp bảo gì cả, cho nên Diệp Sư Tỷ thoải mái đưa cho Tống Thư Hàng ngay. Cảm ơn Diệp Sư Tỷ, để ta đeo lên thử xem sao, Tống Thư Hàng vui vẻ nhận đôi bao tay màu trắng, trong lòng đã chuẩn bị tốt cho giám định thuật thế nhưng lần này giám định thuật thần bí kia lại không bị kích hoạt. Cứ như là nó khinh không thèm giám định đôi bao tay này vậy. Tống thư hàng, gạch nối, đùa nhau hả? Ngươi không chủ động kích hoạt, ta lại càng muốn kích hoạt ngươi một lần đấy. Thế là Tống Thư Hàng chủ động bắt đầu nhớ lại 88.888 88, âm thanh rồi nhìn chầm chầm vào đôi bao tay nọ. Đồng thời hắn lặng lẽ nghĩ trong lòng, ta thấy rất hiếu kỳ về đôi bao tay này, muốn biết lai lịch và cấu tạo của nó. Một lát sau, bí thuật được kích hoạt thành công. Trên cổ tay phải của Tống Thư Hàng xuất hiện mấy vết thương nhỏ. Băng vải trên tay phải vẫn chưa được tháo ra, máu nhiễm đỏ cả một tầng băng. Cảm giác đau đớn chích thẳng vào thần kinh, Tống Thư Hàng cắn răng chịu. Tiếp đó, phù văn trong mắt Tống Thư Hàng rơi xuống bao tay, biến thành một chiếc đồng hồ. Kim giờ quay ngược, phù văn lại trở về trong mắt hắn. Bao tay tình yêu, 600 năm trước, một tên trộm cướp xưng danh Mộc Nhiêu Kiếm Khách đã đánh rơi đôi bao tay này ở Bích Thủy Các. Bao tay là do người yêu hắn Dược Tiên Tử dùng băng tàm ti tự tay dệt nên, từng đường kim mũi chỉ đều đong đầy tình yêu của Dược Tiên Tử. Đeo nó, người sẽ gặp được may mắn. Bao tay đong đầy tình yêu của người yêu chắc là vị Mộc Nhiêu Kiếm Khách 600 năm trước bất cần đánh rơi bao tay lúc về phải quỳ bàn giặt sấp mặt ấy nhỉ? Không đúng. Hình như ở tu chân giới này ưa chuộng sầu riêng vô cực kim cương thì đúng hơn. Trong nhóm Cửu Châu số 1, Tống thư hàng từng thấy có tiền bối đăng một tin tức giới tu sĩ với nội dung đại loại là, tông chủ của Trường Sinh kiếm tông danh môn giới tu chân, đứng ở phía nam trong kiếm môn tứ phái, xảy ra mâu thuẫn với phu nhân của hắn. Tông chủ nóng máu buột mồm bảo là sẽ đoạn tuyệt quan hệ với phu nhân, thế nhưng sau này thì chính ông tông chủ đáng thương ấy đã phải quỳ trên vỏ sầu riêng kim cương vô cực một ngày. Tống Thư Hàng chưa nhìn thấy quả sầu riêng kim cương vô cực tròn méo ra sao, nhưng chắc hẳn nó phải oai hơn quả sầu riêng bình thường nhiều chứ. Đau đớn từ cổ tay truyền tới lại làm Tống Thư Hàng phải cắn răng lần nữa. Hắn hồi thần, đồng thời trong lòng hắn cũng nảy ra nghi hoặc một nghiêu kiếm khách đánh rơi đôi bao tay này ở Bích Thủy Các từ 600 năm trước, vậy vì sao một tháng trước Diệp Sư Tỷ mới có được nó? Hơn nữa Diệp Sư Tỷ căn bản còn không biết lai lịch đôi bao tay này. Tống Thư Hàng chỉ nghĩ thế chứ không hỏi nhiều. Sau đó hắn mau chóng đeo đôi bao tay tình yêu kia lên. Kích thước vừa như in, xem ra tay của vị mộc nghiêu kiếm khách kia cũng xem xem như tay hắn. Đã thế thì Tống Thư Hàng sẽ không khách khí mà nhận lấy đôi bao tay này luôn. Sau khi rời khỏi bích thủy các mà có cơ hội gặp được tiền bối mộc nghiêu kiếm khách thì hắn nhất định sẽ trả cho ông. Bao tay tình yêu được dệt từ băng tàm ti, lúc đeo lên tay nhẹ như không có. Tống Thư Hàng thử hoạt động ngón tay một chút, đôi bao tay này gần như không ảnh hưởng gì tới độ linh hoạt của ngón tay hắn. Khuyết điểm duy nhất là độ ấm của bao tay khá thấp, đeo lâu sẽ có cảm giác tê cứng cả tay. Đôi bao tay này không tồi, Tống Thư Hàng khen. Diệp sư tỷ cong cong mắt cười, tuy Diệp sư tỷ tu luyện thiên cấp bảo điển, thế nhưng bình thường cô là một cô gái thích cười đấy. Sau khi đeo bao tay, Tống Thư Hàng vội vàng sờ thử bàn ghế, sàn nhà, tinh thạch xung quanh. Sau đó hắn còn lấy phong hồn băng châu, các loại đan dược, phù bảo, con rối ngân long trong túi thu nhỏ của mình ra sờ hết lượt. Sờ phong hồn băng châu, không có phản ứng gì. Sờ đan dược, phù bảo, không có phản ứng luôn. Sờ con rối ngân long cũng không có phản ứng. Sau khi sờ hết lượt đồ đạc trong túi thu nhỏ một tấc, bí pháp giám định thuật cũng không có dấu hiệu bị kích hoạt. Có tác dụng rồi. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Tuy rằng không biết đôi bao tay này có ngăn chặn được giám định thuật hay không, thế nhưng ít ra cũng có thể làm giảm khả năng kích hoạt của nó xuống rất nhiều. Trước khi tìm ra phương pháp giải quyết tác dụng phụ phọt máu của giám định thuật, hắn phải đeo đôi bao tay này mãi không rời mới được. À không được, lúc làm ba việc gấp của đời người thì vẫn phải cởi ra chứ. 5 phút sau, Tống Thư Hàng cầm một viên linh thú tinh loại, ngựa, lên xoa xoa. Hắn cần thôn phệ linh thú tinh. Diệp sư tỷ ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn cả quá trình hắn sử dụng kình thôn thuật. Cô rất hiếu kỳ với môn công pháp có thể cắn nuốt và tiêu hóa linh thú tinh này. Mặt khác, có cô ở bên cạnh quan sát, nếu trong quá trình Tống thư hàng sử dụng kình thôn thuật mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng có thể ra tay giúp đỡ kịp thời. Tống thư hàng điều chỉnh trạng thái của mình lên mức tốt nhất. Sau đó hắn đưa viên linh thú tinh loại ngựa vào trong miệng sau khi kình thôn thuật làm việc, răng của Tống Thư Hàng có thể cắn vỡ cả linh thú tinh, dạ dày và hệ tiêu hóa có thể tiêu hóa hết chúng. Hơn nữa kình thôn thuật còn giúp hắn dẫn năng lượng trong linh thú tinh vào đan điền một cách hoàn mỹ. Trên thực tế, khi tu luyện kình thôn thuật, Tống Thư Hàng vẫn nghĩ ngoại trừ công dụng cắn nuốt và hấp thu linh thú tinh thì nó là một môn tuyệt học cắn người cực ngầu. Bởi vì khi khởi động nó thì răng của Tống Thư Hàng cứng như dao búa vậy, nếu mà cắn lên người kẻ địch thì có thể cạp thịt tước ra ngon ơ. Khổ khổ, môn tuyệt học này hại người quá, nếu không cần dùng thì tốt nhất là không dùng vẫn hơn. Hắn nghiến răng, rắc rắc rắc. Linh thú tinh cứng đờ bị cắn nát. Nuốt xuống nuốt xuống. ực ừ một cái nuốt luôn tương đương. Lần này là vị thịt nướng à, vị cứ chát chát thế nào ấy. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Lần trước khi hắn nuốt linh thú tinh cá mập thì có chút mùi của cá, còn lúc ăn linh thú tinh hệ dê thì có vị giống ăn sườn cừu thế bây giờ vị thịt nướng trong miệng là vị thịt ngựa đó hả? Diệp sư tỷ ở bên cạnh nói. Ăn thật à, lợi hại ghê. Muốn lấy được linh lực trong tinh hạch của linh thú tinh là một việc rất khó nhằn, thế mà lại có thể dùng cách đơn giản là ăn luôn tinh hạch để giải quyết. Tiền bối nào sáng tạo ra tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đúng là thiên tài. Nhưng mà thư hàng này, cho dù có ăn linh thú tinh thì nó vẫn ở trạng thái tinh hạch. Người có tiêu hóa nổi không? không bị tiêu chảy đấy chứ? Diệp sư tỷ hỏi Han, cô đang đứng ở góc độ thảo luận học thuật để suy nghĩ về vấn đề này đó. Tống thư hàng, gạch nối. Chẳng lẽ khi mọi người thấy mình dùng kình thôn thuật để nuốt linh thú tinh thì đều chỉ nghĩ đến việc mình có bị tiêu chảy hay không thôi à? Lúc trước Diệp Phượng tiền bối đã hỏi thế rồi, bây giờ Diệp sư tỷ lại hỏi tiếp. Hắn lắc đầu cười khổ mà đáp. Kinh thôn thuật có thể tiêu hóa toàn bộ linh thú tinh, không có gì còn lại để gây ảnh hưởng đâu. Thì ra là thế, Diệp Sư Tỷ gật đầu. Kinh thôn thuật được tiến hành thuận lợi. Tống Thư Hàng không dám coi thường, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, dẫn linh lực trong linh thú tinh vào trong đan điền, sau đó lại dẫn chân khí bản nguyên loại ngựa dung nhập vào trạng thái ban đầu của tiên thiên chân khí. Hết thảy đều rất thuận lợi, trừ việc tinh thần lực quá khổng lồ gây ra đau đớn trên mi tâm thì không có hiện tượng lạ gì xảy ra. Cuối cùng, bên cạnh trạng thái ban đầu của tiên thiên chân khí ở khí hải đan điền của Tống Thư Hàng cũng xuất hiện một ảo ảnh con ngựa nhỏ. Nó cùng với ảo ảnh của dê và cá mập quay thành một vòng quanh trạng thái ban đầu của tiên thiên chân khí. Tống Thư Hàng mở to mắt. Tiếp theo chính là bước cuối cùng. Sau khi hoàn thành kình thôn thuật, thì dùng tứ chi chạy 5.000 mét, có thể dung hợp linh thú tinh một cách nhanh nhất. Phải làm như thế thật hả? Thấy cứ xấu hổ làm sao ấy, có một diệp sư tỷ đang đứng ngay cạnh nè. Thế nhưng ở địa hạ thành trong thì quang thành không chỉ có một con đường và không gian. Tống Thư Hàng có thể lặng lẽ tìm một không gian khác rồi tha hồ chạy một mình ở đó. Thế là Tống Thư Hàng đứng lên và nói với Diệp Sư Tỷ. Diệp Sư Tỷ tương đương ta đi ra ngoài vận động một chút rồi về ngay nhé. 5.000 mét thôi mà, cho dù là sử dụng cả chân và tay thì cũng chỉ mất vài phút là chạy xong thôi. Đi cẩn thận nha, đúng rồi, Người mang cái huy chương này theo thì sẽ không sợ lạc đường này, Diệp Sư Tỷ đưa cho Tống Thư Hàng một chiếc huy chương nhỏ như cúp áo. Tống Thư Hàng cầm chiếc huy chương rồi rời khỏi không gian thư viện của Diệp Sư Tỷ. Đi thẳng theo thông đạo, hắn đến một không gian trông có vẻ là một lôi đài rất rộng. Lôi đài rộng minh mông không khác gì sân vận động trường, đường chạy quanh nó cũng phải 300.400 mét. Tầm 20 vòng nhỉ, Tống Thư Hàng thử dùng cả hai tay hai chân dùng tư thế này mà, chạy, có vẻ không dễ dàng gì. chương 560, phát sóng trực tiếp quá trình tu luyện của đạo lữ nhà Diệp Sư Tỷ. Tống Thư Hàng chống hai tay xuống đất rồi trồng mông lên. Sau đó Tống Thư Hàng dồn lực nhảy trồm lên. Trong tưởng tượng của hắn thì giá người hắn bây giờ chắc phải ngập tràn cảm giác bùng nổ sức mạnh y như một con báo săn. Nhưng mà trên thực tế thì tư thế của Tống Thư Hàng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, động tác chống tay xuống đất rồi nhảy lên cao nhìn không giống báo săn, mà giống hệt loài động vật lưỡng cư thích bơi lội nào đó vậy. Đây chính là sự khác biệt giữa tôi trong mắt tôi, tôi trong mắt em, và tôi trong hiện thực. Thế nhưng do dù dáng dấp của Tống Thư Hàng trông như thế nào thì không gian lôi đài lúc này cũng chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi, chẳng có ai nhìn thấy cả. Cho nên hắn có thể phóng túng cả thể xác và tinh thần để bay nhảy thỏa thuê, muốn nhảy thế nào thì nhảy thế đó, chỉ cần hai tay hai chân đều chạm đất mà chạy hết 000 m là ok. Sau khi huồng chân huồng tay chạy được khoảng 200m thì Tống thư Hàng đã dần dần thích ứng với kiểu chạy bằng tứ chi này. Tốc độ chạy của hắn càng lúc càng nhanh, thậm chí sau 200m đầu tiên thì hắn còn vận dụng một vài bí quyết di chuyển trong quân tử vạn lý hành. Nắm giữ một môn công pháp không phải là sử dụng cứng nhắc một chiêu một thức, mà càng phải tách chúng ta vận dụng thuần thục linh hoạt sau đó tiếp thu chọn lọc kỹ xảo của nó để tích lũy thành kinh nghiệm của chính mình. Tống Thư Hàng càng chạy càng nhanh, càng chạy lại càng thuận lợi. Nội dung giám định của giám định thuật thần bí không hề sai, khi chạy như bay bằng cả tay và chân, năng lượng của linh thú tinh loại, ngựa, trong cơ thể hắn đã mau chóng dung hợp vào thân thể. Tuy không biết nguyên lý là gì, thế nhưng phương pháp này rất chi là hữu hiệu. Mau thêm một chút, chỉ 5.000 mét mà thôi, loáng cái là xong ấy mà, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong không gian thư viện của Diệp Sư Tỷ ở ngay sát đó. Diệp Tư Tiên Tử không đọc sách mà đang lắp một pháp khí nho nhỏ. Đó là một món pháp khí dạng gương, mặt sau khắc họa đồ bát quái. Diệp Sư Tỷ đang trang bị lên nó thêm rất nhiều linh kiện. Thứ này cực kỳ giống với pháp khí, máy thu thập tin tức bát quái, phụ trách truyền hình trực tiếp trận đua máy kéo có tay cầm cách đây không lâu, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Cuối cùng cũng xong, tiếp theo chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Diệp Sư tỷ nhẹ giọng nói: "Pháp khí này dùng để định vị chiếc huy chương cúp áo của Tống thư hàng. Pháp khí có thể thành lập liên hệ với Tống thư hàng, cho dù vị trí của thời quang thành thay đổi cũng không sợ Tống thư hàng đi lạc." Thế nhưng sau khi lắp ráp xong pháp khí này thì còn phải kích hoạt nó cùng với huy chương cúc áo của Tống thư hàng nữa. Thế là Diệp Sư tỷ đưa một thông tin vào chiếc pháp khí nhỏ. "Xin phép kích hoạt huy chương định vị và gương định vị." Đạo hiệu của người giữ huy chương định vị, 1. Kim cương quân tử đao, 2. Bá đao tống nhất, 3. Mộc đạo nhân, 4. Bạch kình đao khách, 5. Thư sơn cư sĩ, 6. Tầm đạo thư sinh, 7. Thiện tâm tu sĩ, ghi chú, 7 đạo hiệu trên là của một người. Thân Phật, 1. Khách nhân của Bích Thủy Các, do các chủ tự mình đưa tới thời quang thành. 2. Đạo lữ song tu của ta. Người yêu cầu, Diệp Tư. Sau khi làm xong, Diệp Sư Tỷ ấn nhẹ một chút, để trình thông tin này qua pháp khí gương định vị. Đây là trình từ cuối cùng để kích hoạt gương định vị và huy chương định vị. Yêu cầu xin kích hoạt sẽ được chuyển tới đại điện khống chế cả thời quang thành thông qua gương định vị. Ở đó, các tu sĩ quản lý thay phiên nhau trông coi, đại điện khống chế thời quang thành sẽ xác định thân phận của người giữ huy chương thông qua tin tức xin kích hoạt, rồi kích hoạt pháp khí của hai người. Đây là một phương tiện dùng để quản lý hệ thống thời quang thành. Sau khi Diệp Thư Tiên Tử trình tin tức của Tống Thư Hàng lên thì các quản lý viên luân phiên của thời Quang Thành đã nhanh chóng nhận được. Quản lý viên hôm nay là một nữ tu sĩ cấp bậc ngũ phẩm, sư muội của Diệp Thư Tiên Tử. Ủa, người được đệ trình là một tu sĩ có bảy đạo hiệu liền, lợi hại thật đó. Nữ tu sĩ cười hì hì nói. Sau đó cô tiếp tục xem tin tức. Thì ra là khách mà các chủ tự mình đưa vào thời Quang Thành, chẳng trách lại vào thẳng mà không cần thông qua thủ vệ. Ủa, 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 Chờ tí, chờ tí, đạo lữ song tu của ta là có ý gì? Người đệ trình là Diệp Sư Tỷ, chẳng lẽ người khách mới tới này là đạo lữ của Diệp Sư Tỷ sao? Quái lạ, Diệp Sư Tỷ có đạo lữ lúc nào? Sao cô lại không biết gì cả vậy? Đừng nói là cô, trong toàn bộ bích thủy các này cũng không có ai biết, mỹ nhân rơi lệ, giọt nước mắt chứa trị của bích thủy các đã có đạo lữ song tu từ lúc nào đâu. Đây là tin tức lớn đó, tin sấm rền luôn đó. Nữ tu sĩ kích hoạt gương định vị và huy chương định vị trước. "Yo yo yo, để ta định vị thử một chút xem đạo lữ song tu của Diệp sư tỷ đang ở đâu nào. Nếu có thể biết hắn đang làm gì luôn thì tốt quá." Nữ tu sĩ bắt đầu thao tác trên một chiếc pháp khí gương. Đồng thời, một ý tưởng dâng trào trong lòng cô. "Ôi ôi ôi, phải cho tất cả người trong Bích thủy các biết tin tức như xét đánh này mới được. Mình không thể ích kỷ nha tương đương." thế là tay còn lại của cô lại mau mắn thao tác trên một mặt gương khác. Chiếc pháp khí gương bên trái có thể định vị vị trí của người nắm giữ gương định vị tống thư hàng, hơn nữa sau khi được người giữ huy chương đồng ý, quản lý viên còn có thể quan sát được vị trí của hắn và hình ảnh cụ thể ở xung quanh hắn thông qua pháp khí gương. Bên cạnh pháp khí gương là những chiếc gương trình chiếu rất lớn kết nối với khắp mọi nơi ở Bích Thủy Các. Vốn dĩ những chiếc gương trình chiếu này được dùng để thông báo tình huống khẩn cấp nhưng sau này thời gian dần trôi, những chiếc gương chiếu này cũng dùng để thông báo một số tin tức lớn nữa. Kết nối thành công, tiếp theo, gửi, yêu cầu kết nối định vị, đến cho đạo lữ của Diệp Sư Tỷ đi. Vị nữ tu sĩ gõ giao diện khống chế trước mặt, gửi mệnh lệnh yêu cầu kết nối tới huy chương của Tống Thư Hàng. Lúc này, trong lúc Tống Thư Hàng đang chạy như điên thì hắn đột nhiên phát hiện chiếc huy áo trước ngực mình có ánh sáng đỏ lấp lóe. Cái gì thế này? Tống Thư Hàng vừa duy trì tư thế cắm đầu chạy, vừa vừa thò tay ấn lên chiếc huy chương khuy áo một cái. Ngay sau đó, huy chương khuy áo lại không lóe sáng nữa. Lạ quá vậy, chuyện gì thế này, Tống Thư Hàng không hiểu gì sất. Trong lòng hắn đang tính toán khoảng cách mà bản thân vừa chạy, còn lại khoảng 3.000 mét nữa thôi. Sau khi chạy xong rồi, hắn sẽ đi hỏi Diệp Sư tỷ chuyện chiếc huy chương này phát ra ánh sáng đỏ là sao cũng được trong phòng quản lý của thời quang thành. Đôi mắt của vị nữ tu sư muội kia sáng lên, chấp nhận kết nối định vị, đạo lữ song tu của Diệp sư tỷ hảo phóng quá đi. Dù sao thì không phải ai cũng chấp nhận cho phép để người khác dò ngó tình trạng của bản thân cả, cho dù đó loại dò ngó này chỉ có mấy phút. Nói xong, cô vừa cười vừa mở định vị tống thư hàng ra. Sau một lát, trên mặt gương bát quái xuất hiện một đường vân gợn sóng như làn nước gợn. Thời gian trôi qua từng chút một, có một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong gương, phỏng chừng bóng người này đang tu luyện thì phải. có lẽ đây là một người đàn ông rất chăm chỉ nhỉ? hình ảnh trong gương bắt đầu rõ ràng dần. nhân lúc này, nữ tu sư muội kia gõ gõ vào bên phải gương bát quái, đồng bộ hình ảnh bên phải gương bát quái với hình ảnh ở bên trái. cùng lúc đó, cô lại còn ghi một tiêu đề cực kỳ vang dội cho lần phát trực tiếp này. trực tiếp toàn bộ quá trình tu luyện vất vả của đạo nữ nhà Diệp Tư sư tỷ. Người đẹp vì lụa, tin tức dựa vào tiêu đề, một tiêu đề nổi bật thường hấp dẫn được thêm sự chú ý của nhiều người hơn. Trong Bích Thủy Các, các đệ tử vốn dĩ đang tu luyện hay nghỉ ngơi thì đều dừng lại. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía màn hình gương bát quái được bố trí khắp nơi trong Bích Thủy Các, nhìn chằm chằm vào cái tiêu đề tin tức đầy kích thích này. Trên gương bắt đầu xuất hiện một thân ảnh đàn ông mơ hồ, hình như đang tiến hành tu luyện. Hình ảnh đang hiện lên rõ ràng hơn quá trình tu luyện của đạo lữ diệp sư tỷ à giọt lệ chữa trị của bích thủy các chúng ta có đạo lữ từ khi nào thế này nói đùa cái gì thế là cái tên đàn ông đáng chém nghìn đao nào dám trở thành đạo lữ của diệp tư sư tỷ thế đi ra đi ra đây ngay cho ta để chúng ta nhìn rõ cái bản mặt của ngươi nếu để bọn ta thấy ngươi có chỗ nào không được thì đến lúc đó đừng có trách chúng ta chém chết ngươi nhé chỉ một thoáng hình ảnh trên mặt gương bát quái đã trở nên rõ ràng Người đàn ông xuất hiện trên màn ảnh, mặt mày thanh tú, nét mặt hiền lành. Với gương mặt dạng này rất khó để khiến cho người ta xuất hiện địch ý. Lúc này, chàng trai trẻ tuổi này đang dùng cả tứ chi chạy với tốc độ cực nhanh. Có đôi khi lại giống như đang leo trèo, chân sau hơi cong lên, phi tốc độ nhanh. Có đôi khi, lại bắt đầu bật nhảy, bật nhảy, bật nhảy. Bật nhảy bật nhảy kiểu này cũng chia ra làm mấy kiểu, có lúc giống với kiện tướng bơi lội trong đám động vực lưỡng cư, có lúc lại giống như chú chuột túi, lại có lúc giống như những con báo săn ngầu lòi trên màn ảnh. Hắn đang làm cái gì thế nhỉ? Lúc này, có một phần ba số người trong toàn bộ đệ tử Bích Thủy Các trở lên đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn với đôi mắt sáng ngờ, nhìn tư thế tu luyện quái dị của vị đạo lữ của Diệp Sư Tỷ này. Chẳng lẽ hắn đang tu luyện một loại thần công đặc thù nào đó à? Trước kia ta có nghe người ta nói đến, ếch xanh đại pháp, gì gì đó hoặc là thú nhân nghĩ hình thuật chăng, nghe nói có một số tu sĩ mang huyết mạch yêu tộc thượng cổ trong cơ thể, trong khi tu luyện hàng ngày sẽ có hành động giống hệt dã thú, để kích thích thú huyết trong cơ thể mình càng hoàn mỹ hơn. Ta nghe nói kế bên có một vị tu sĩ cũng bắt trước con trâu đi ăn cỏ hơn 30 năm rồi đó. Các đệ tử trong bích thủy các đều đang bàn tán xôn xao. Cảm giác rất thú vị đấy chứ. Chấm chấm. Bên kia, ở bên ngoài không gian lôi đài chỗ tống thư hàng, Trùng hợp có một bóng người đi ngang qua. Là Sở Sở, vì để tránh trở thành bóng đèn điện công suất lớn, cô cố ý rời khỏi không gian thư viện lớn kia, để Tống Thư Hàng và Diệp Sư tỷ có không gian riêng tư hơn. Bởi vì lòng tò mò, sau khi rời khỏi đó một thời gian ngắn, cô lặng lẽ vòng lại, muốn nhìn thử xem giữa Tống Thư Hàng và Diệp Sư tỷ có xuất hiện tia lửa nóng bỏng nào không. Lúc này, trên đường cô trở về, đi ngang qua không gian lôi đài chỗ Tống Thư Hàng. Sau đó, cô nhìn thấy Tống Thư Hàng đang chạy như điên bằng cả tứ chi. Sở sở đần mặt ra. mươi 561, đánh giá chính mình. Tống Thư Hàng đang chạy như điên bỗng có cảm giác không tự tại một cách kỳ lạ. Tại sao hắn lại cảm thấy như có vô số con mắt đang theo dõi mình vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì mình chạy bằng cả tứ chi hơi bị xấu hổ nên tâm lý sinh ra ảo giác sao? Vẫn còn một nghìn mét, Tống Thư Hàng thầm nói rồi cắn chặt răng, mau chạy cho hết đi thôi. Thế là Tống Thư Hàng nâng cao tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy nốt 1.000m còn lại. Tuy rằng tư thế không đẹp cho lắm, thế nhưng khi dùng cả tay cả chân mà chạy thì Tống Thư Hàng lại phát hiện ra mình đã càng ngày càng lý giải thông suốt thân pháp quân tử vạn lý hành. Khi bạn nhìn và suy ngẫm bất cứ việc gì dưới một góc độ khác, bạn sẽ có được thu hoạch không ngờ. Không thể chỉ nhìn duy nhất một mặt của sự việc được. Có lẽ đây chính là thu hoạch bất ngờ đấy nhỉ sở sở cô nương đang đứng ở cửa chớp mắt mấy cái rồi lặng lẽ lui vào tuy không biết rằng tống thư hàng tự nhiên chạy bằng cả hai tay hai chân trong không gian này làm cái gì thế nhưng đây là đam mê của người khác thì cô còn nói gì được hơn nữa có khi thư hàng đạo hữu đang tu luyện công pháp gì đó cũng nên thôi dù thư hàng đạo hữu làm gì thì cô cũng cứ coi như mình chưa nhìn thấy là được một cô gái thông minh là phải biết cách âm thầm bảo vệ tôn nghiêm cho đàn ông con trai xây dựng và bảo vệ tôn nghiêm đều là chuyện quan trọng lắm đó. Cùng lúc đó, trên màn hình mà tất cả các đệ tử trong Bích Thủy Các đang nhìn, tốc độ hình ảnh bắt đầu tăng nhanh. Thời gian trong Bích Thủy Các và thời gian trong địa hạ thành là một một. Hình ảnh với tốc độ bình thường mà bọn họ nhìn thấy lúc ban đầu, nói thì nói là phát sóng trực tiếp, thế nhưng thực tế là hình ảnh được lưu trữ bởi pháp thuật trong gương bát quái rồi phát lại đến khi phát lại được một khoảng thời gian nhất định thì tốc độ hình ảnh bắt đầu tăng nhanh. Khi phát lại được một nửa, Tống Thư Hàng bắt đầu hành động với tốc độ gấp 12 lần. Nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ? Cho dù là hình ảnh gì mà phát với tốc độ nhanh gấp 12 lần thì cũng sẽ trở nên rất kích thích, rất hổ báo. Hình ảnh mà các đệ tử của Bích Thủy các nhìn thấy cũng là như thế, cảnh tượng Tống Thư Hàng dốc toàn lực chạy vèo vèo được phát với tốc độ gấp 12 lần đúng là ấn tượng vô cùng. Một vài đệ tử trong Bích Thủy Các bắt đầu lấy các bảo vật linh tinh như pháp thuật thác ấn, ảnh tượng thủy tinh, chĩa về phía gương bát quái rồi quay hình ảnh lại. Cảnh tượng thú vị thế này đáng để bảo tồn. Trong thành thời gian, 5.000 mét kết thúc, trong nháy mắt ấy, Tống Thư Hàng cảm thấy một luồng ấm áp trào lên trong khí hải đan điền. Linh lực trong linh thú tinh loại, ngựa, đã bị hấp thu hết, thậm chí phần chân khí này còn không cần phải ôn dưỡng như thể nó là do chính tống thư hàng tự tu luyện ra vậy. Vốn dĩ, cho dù là dùng linh thạch hay đan được phụ trợ tu luyện thì chân khí gia tăng trong cơ thể đều cần tu sĩ ôn dưỡng lại vài lần. Đây là một quá trình, thuần hóa, làm cho chân khí ngoại lai hoàn toàn trở thành chân khí của chính mình qua quá trình ôn dưỡng, thì mới có thể điều khiển như tay chân mình được. Nhưng giờ đây sau khi chạy như điên 5.000 mét, phần chân khí ngoại lai trong người tống thư hàng không cần ôn dưỡng mà đã hệt như chân khí hắn tu luyện ra trừ việc tư thế hơi ngu ngu hiệu quả đúng là tốt thật thư hàng lẩm bẩm sau đó hắn nghỉ ngơi một chốc rồi trở về không gian thư viện của diệp sư tỷ trong không gian thư viện không biết diệp sư tỷ đã biến ra một chiếc ghế dựa lớn từ bao giờ bây giờ cô đã cuộn mình thành một cục nho nhỏ trên ghế to hai tay ôm bộ sách cổng cành mà đọc mê mẩn không gian không có gió nhưng bím tóc gọn gàng của cô vẫn hơi lúc lắc theo mỗi động tác nhỏ không gian chất đầy sách vở đẹp như một bức tranh. Tống Thư Hàng vào trong không gian, nhìn thấy hình ảnh này thì ngẩn ra ngắm nhìn trong chốc lát. Diệp Sư Tỷ đang cuộn mình đọc sách dường như cảm giác được có người bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng với đôi mắt đỏ hoe, dường như vừa mới khóc xong. Sau đó cô nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: "Về rồi đấy à?" Nét cười bừng lên trên vẻ mặt vẫn còn rưng rưng nước mắt. Tống Thư Hàng cũng dịu dàng đáp lại: "Ừm." Um, Ta về rồi, vận động một chút sảng khoái hơn nhiều. Sau đó Thư Hàng đến bên Diệp Sư Tỷ, tiện tay rút một quyển sách dày. Hắn hơi cúi người định ngồi xuống đất cạnh cô. Nhưng đúng lúc này thì Diệp Sư Tỷ nhích người, nhường một nửa chiếc ghế dài cho hắn. Hai người họ là đạo lữ, hơn nữa còn theo hướng đạo lữ song tu, cho nên ngồi cùng với nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tống Thư Hàng cười cười rồi ngồi xuống chiếc ghế lớn ấy theo ý Diệp Sư Tỷ, hai người áp sát vào nhau ngọt ngào ơi là ngọt ngào. Hình ảnh này cũng được huy chương định vị trên người tống thư hàng chiếu ra ở khắp các ngóc ngách trong bích thủy các. Trong bích thủy các ngập lụt thành sông. Cho dù là hình ảnh với tốc độ gấp 12 lần thì cũng chẳng là gì trong mắt các tu sĩ cường đại, đại não của họ có thể chuyển thẳng hình ảnh tua nhanh này thành hình ảnh bình thường. Nước mắt chứa trị của bích thủy các bọn họ, mỹ nhân suốt mướt trong lòng họ thật sự đã là của nhà người khác rồi. Buồn quá, muốn khóc quá hình ảnh này phải cắt đi chứ sao lại chiếu ra làm gì mau cắt đi sao lại tình tứ công khai tàn nhẫn thế hả nhún hết cả chân rồi đứng không vững nữa rồi không không cả người ta đều nhún luôn rồi ta cần sư tỷ sư muội đáng yêu hô hấp nhân tạo cho ta sức mạnh tự nhiên ta muốn đi tu luyện thiên khắp bảo điển quá không nếu như người tu luyện thiên khắp bảo điển mỗi lần tu luyện đều nghĩ đến diệp sư muội thì chỉ càng đau khổ hơn thôi vậy thì tốc độ tu luyện thiên cấp bảo điển càng nhanh hơn chứ sao? Ừ ha, người nói cũng có lý lắm. Trong không gian thư viện, Tống Thư Hàng tháo huy chương định vị xuống. Diệp Tư, ta định hỏi câu chuyện này. Diệp Sư tỷ chuyện gì thế? Lúc trước khi ta bắt đầu tu luyện thì chiếc huy chương này bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ lấp lóe đó là gì vậy? Sau đó ta ấn vào cái huy chương một chút thì nó không lóe sáng nữa. Tống thư hàng hỏi: "Diệp Tư tiên tử?" Gạch nối. Cô nhận lấy huy chương định vị của Tống thư hàng, để trước mắt nhìn một chút. Sau đó cô vươn tay, dứt khoát ấn xuống vị trí chính giữa của nó. Công năng phát sóng trực tiếp của huy chương định vị bị cắt đứt. Các đệ tử Bích Thủy Các đang vây xem tự nhiên ngứa ra. Sau đó, Diệp Tư tiên tử nói: "Ánh đỏ lấp lóe kia là yêu cầu xin định vị của ban quản lý thời quang thành." sau khi thư hàng người ấn một cái nghĩa là đồng ý, định vị, đấy. Đồng ý định vị, vậy sẽ có chuyện gì xảy ra? Trong lòng tống thư hàng nhất thời trào lên dự cảm không ổn. Lúc này hắn nghĩ ngay tới ảo giác bị vạn người nhìn trộm khi đang dùng cả tay và chân để chạy ban nãy. Đừng có nói với hắn đó không phải là ảo giác đấy nhé. Diệp tư tiên tử đáp. Không sao đâu, không tạo ra tổn thương gì cho người đâu mà sau khi ngươi đồng ý định vị thì ban quản lý thời quang thành có thể định vị vị trí của ngươi. Nếu ban quản lý muốn thì có thể nhìn thấy hình ảnh xung quanh huy chương định vị thông qua pháp khí gương bát quái. Nói cách khác là nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi. Cảm giác bị vạn người nhìn trộm, thật sự không phải là ảo giác sao. Tống Thư Hàng ôm trong lòng một tia hy vọng may mắn nhỏ nhoi mà hỏi. Diệp Tư, ta hỏi một câu nhé, sau khi ta bật huy chương định vị lên thì ban quản lý có thể nhìn thấy cả người ta hay là chỉ nhìn thấy một phần của ta thôi? 30 chưa phải là tết. Đương nhiên là cả người rồi. Công năng định vị này dùng khi cứu viện, phạm vi lớn nhất của nó có thể bao quát hết thảy sự vật trong phạm vi 200m tính từ huy chương định vị đấy. Diệp Tư Tiên Tử trả lời. Tất cả mọi thứ trong bán kính 200m. Nói cách khác, cảnh tượng hắn dùng cả tay và chân để chạy như phát cuồng bị người ta thấy hết rồi. Tống Thư Hàng muốn khóc quá. Thấm thoát đã ba ngày trôi qua ở địa hạ thành. Mấy ngày nay, bộ não của Tống Thư Hàng tự động từ chối hồi tưởng sự kiện huy chương định vị. Mà sở sở ngày ngày được Diệp Tư Tiên Tử chỉ điểm, sau đó sẽ rời khỏi không gian thư viện rồi tìm một chỗ để lặng lẽ tu luyện. Đối với sở sở mà nói thì mấy ngày nay chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tu luyện của cô. Có một vị kim đan linh hoàng chu đáo chỉ điểm, còn có nơi tu luyện dày đặc linh khí sánh ngang với không gian bí cảnh, cảnh giới của cô tiến triển và tăng lên rất nhanh. Có lẽ nếu ở đây tu luyện một năm thì cô chắc chắn có thể trùng kích đan điền thứ sáu của nhị phẩm long cảnh đan điền. Muốn ở đây tu luyện cả đời luôn quá. Vì sở sở chế tạo không gian riêng cho Tống Thư Hàng và Diệp Thư Tiên Tử theo bản năng, cho nên tình cảm giữa hắn và Diệp Thư Tiên Tử cũng ngày một thắm nồng. Tình cảm giữa người với người là phải có thời gian bồi dưỡng. Suốt mấy hôm nay, bọn họ ở bên nhau, xít lại gần nhau, cùng nhau, đọc sách. Giữa hai người lại có đề tài chung, có thể nói chuyện với nhau về mọi thứ từ trời Nam đến Bể Bắc cho nên đương nhiên tình cảm phải tốt hơn rồi. Diệp Tư Tiên Tử giảng giải cho Tống Thư Hàng nghe rất nhiều chuyện thú vị từ thời đại thượng cổ và đủ thứ bí quyết tu luyện. Tống Thư Hàng thì kể cho Diệp Tư Tiên Tử nghe những chuyện vui ở thế giới bên ngoài, các sản phẩm hiện đại và một vài chuyện hay ho trong giới tu chân đương thời. Như cuộc thi máy kéo có tay cầm chẳng hạn. Lại ví dụ như hắn đang chuẩn bị quay một bộ phim nhỏ, đã có mấy vị đạo hữu và tiền bối muốn tham gia rồi. Diệp Tư Tiên Tử rất có hứng thú với bộ phim mà Tống Thư Hàng muốn quay. Và thế là họ tựa lưng nhau gần gũi, rồi trò chuyện với nhau về đề tài phim ảnh. Khí kịch mà lại phát triển tới trình độ như vậy, thật là khó mà tin nổi. Diệp Tư Tiên Tử cảm thán, trước kia tuy rằng giới tu chân cũng có ảnh tượng thủy tinh và thác ảnh pháp thuật nhưng các tu sĩ chưa bao giờ nghĩ tới việc quay một bộ phim cả. Tu sĩ Trung Quy vẫn khác với người phàm, việc chính của họ vẫn là tu luyện. Bao giờ người đóng phim, ta cũng muốn tham gia. Diệp Thư Tiên Tử Hạ quyết định, đã lâu ta không rời khỏi Bích Thủy Các rồi, thời gian vừa vặn lắm. Hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ bọn ta vẫn đang chuẩn bị kịch bản, bao giờ bọn ta về sẽ bảo tác giả kịch bản viết một nhân vật thú vị cho cô. Tống Thư Hàng nhẹ giọng đáp quyết định như thế nhé. Diệp Tư Tiên Tử cười vui sướng. Tống Thư Hàng cũng mỉm cười. Nếu đưa Diệp Tư Tiên Tử rời khỏi bích thủy các về địa cầu, mình phải giới thiệu Diệp Tư Tiên Tử với cha mẹ như thế nào đây nhỉ? Đương nhiên không thể giới thiệu là đạo lữ được rồi. Cho nên, chắc là dùng thân phận bạn gái nhỉ? Bạn gái à? Ôi đờ mờ, đây chính là nguyện vọng khi mình vừa mới vào đại học mà. Nguyện vọng nhất định phải tìm được bạn gái trong thời gian 4 năm đại học đó. Nguyện vọng này thành hiện thực rồi sao? Sao đột nhiên lại thấy như không thực thế này? Buổi trưa sở sở không về, tiếp tục dành không gian riêng cho Tống Thư Hàng và Diệp Tư Tiên Tử. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lưng dựa vào tường, tay ôm một quyển sách giới thiệu về thiên ma ngoại vực. Diệp Tư Tiên Tử dựa vào vai hắn. Khi cô vừa nhìn thấy một chuỗi ký hiệu và công thức thì chẳng biết chạm phải dây xúc động nào mà khóc hòa lên. Thế là Tống Thư Hàng ôm lấy cô, để cô dựa trong lòng mình. Sau khi khóc thoải mái một hồi, Diệp Tư Tiên Tử ngượng ngùng dựa sát vào vai Tống Thư Hàng không nhúc nhích gì, giả vờ làm một con đà điểu. Tống Thư Hàng cười nhẹ rồi tiếp tục lật cuốn sách viết về thiên ma trong tay. Lật lật một hồi, hắn dở đến trang viết về Long Ma. Long Ma cũng là một loại thiên ma ngoại vực, có sức chiến đấu còn cường đại hơn cả huyết ma. Thế nhưng chúng cũng là một loài đặc biệt trong thiên ma ở ngoại vực những thiên ma khác xuống địa cầu đều mang theo trang bị và tài liệu gì đó. Thế nhưng Long Ma lại nghèo mặt dẹp nổi tiếng xa gần, sau khi giết chúng mà tìm được trên người chúng mấy viên linh thạch đã là hời lắm rồi. Tuy Long Ma không có bảo vật gì, thế nhưng thân thể chúng nó chính là bảo vật. Ra Long Ma là tài liệu tốt để chế tạo pháp y. Không biết Long Ma dược tề của hiến công tiền bối đã được phối chế thành công chưa? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng thứ dược tề thần kỳ có thể tăng cường thể chất nhanh chóng ấy là thứ mà Tống Thư Hàng muốn nhất ở thời điểm này. Cảm giác đau đớn do tinh thần lực mang tới nơi mi tâm mỗi ngày một gia tăng. Cho dù hắn đã cố gắng luyện môn công pháp luyện thể cương thủ, thế nhưng lượng tăng cường thể chất vẫn không đủ. Hiện tại Tống Thư Hàng chuẩn bị dùng thêm mấy viên linh thú tinh trong vài ngày tới, sau đó mau chóng đẩy cảnh giới lên đến đan điền thứ tư là long khu đan điền. Tiểu cảnh giới tăng lên kéo theo thể chất tăng lên, sẽ giảm đi đau đớn trên mi tâm gây ra bởi tinh thần lực. Nghĩ đến linh thú tinh và thể chất của mình, trong đầu Tống Thư Hàng lóe lên một ý. Hắn nhìn đôi tay mang bao tay của mình, bao tay tình yêu của Mộc nghiêu kiếm khách thật sự không tồi, sau khi đeo nó thì Tống Thư Hàng không còn phụt máu nữa. Lúc trước khi mình dám định linh thú tinh hệ, ngược thì dám định thuật không chỉ dám định ra linh thú tinh loại ngựa, mà còn kết hợp với công pháp của mình để đưa ra phương án hấp thu càng nhanh hơn sau khi dùng kình thôn thuật để hấp thu linh thú tinh. Nhớ lại thì đáp án của giám định thuật lần trước đã không chỉ đơn giản là giám định bản chất vật phẩm nữa rồi. Nếu, nếu thôi nhé, nếu mình dùng giám định thuật để giám định trạng thái hiện tại của mình một chút, thì có thể có phương án giải quyết chuyện, giải quyết tinh thần lực quá cường đại, không? chương 562, con đường là biển khơi công đức. Tống Thư Hàng có được bí pháp giám định thuật thần kỳ, với mỗi vật phẩm có cấp bậc khác nhau thì cái giá phải trả cũng khác nhau. Cho nên nếu mình muốn giám định chính mình thì hẳn là cái giá sẽ không lớn lắm đâu nhỉ. Vì là chính mình mà, mình khá là hiểu bản thân mình, giờ mình chỉ cần biết phương pháp giải quyết chuyện tinh thần lực quá tải mà thôi. Có khi làm được thật đó. Tống Thư Hàng thuộc phái hành động, khi hắn đã quyết định muốn làm gì thì sẽ nghĩ cách làm ngay đang nghĩ gì thế? Diệp Tư Tiên Tử đang dựa vào Tống Thư Hàng cảm nhận được trạng thái của hắn thay đổi, bèn tò mò hỏi. Thế là Tống Thư Hàng nói lại cách nghĩ của mình cho Diệp Sư Tỷ nghe. Bí pháp giám định của ngươi có thể giám định ra cả chuyện ấy ư. Ừ. Thế thì nó đã không đơn giản chỉ là giám định nữa rồi. Diệp Sư Tỷ suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói, nếu ngươi thật sự muốn thử thì ta hộ pháp cho. Để ta chuẩn bị một trận pháp trước đã. Trận pháp gì thế, Tống Thư Hàng hỏi, Diệp Sư Tỷ đáp, một trận pháp chỉ rũ loại nhỏ khi đứng trong đó có thể giảm bớt nỗi đau của ngươi khi bị thương và làm tăng tốc độ khép miệng vết thương. Hơn nữa nó có thể khiến chỉ rũ thuật của ta tăng lên gấp khoảng 2 lần. Như vậy cho dù bí pháp của ngươi có xảy ra chuyện bất chắc gì thì ta cũng có thể hỗ trợ sớm cho ngươi. Cô cũng rất ngạc nhiên với hiệu quả của giám định thuật mà Tống Thư Hàng nói. Bí pháp giám định của Tống thư hàng dường như đã đề cập đến cả phương diện đại đạo rồi. Diệp sư tỉ dọn ra một mảnh đất trống giữa biển sách minh mông, sau đó lấy kiếm làm bút khắc một trận pháp đơn giản trên mặt đất. Tống thư hàng chuẩn bị xong xuôi rồi đứng vào trung tâm trận pháp. Hắn tháo bao tay xuống. Hắn hít sâu, sau đó đặt tay lên lồng ngực của mình. Bí pháp giám định thuật không chủ động kích hoạt, vì thế trong đầu Tống Thư Hàng bắt đầu nhớ lại 888.888 888, 888 âm thanh kia, mấy ngày nay chỉ cần hắn vừa mới ngủ thì âm thanh này sẽ quanh quẩn trong đầu hắn. So với lúc mới có được bí pháp giám định thì bây giờ Tống Thư Hàng đã lý giải nó càng thêm sâu sắc. Vừa nhớ lại 8 vạn âm thanh kia, Tống Thư Hàng vừa lẩm bẩm Ta muốn biết cách giải quyết việc tinh thần lực của bản thân quá lớn, ta chỉ muốn biết phương pháp giải quyết việc đó mà thôi. Sau năm hơi thở, đây rồi, sắp tới cảm giác của bí pháp giám định đang tới đây thế nhưng trên người tống thư hàng lại không hề có vết thương nào cả rõ ràng dù chỉ giám định một viên đá nhỏ nhưng trên tay hắn đã xuất hiện vết thương vì sao khi giám định chính mình lại không có gì xảy ra cả chẳng lẽ mình chẳng có chút giá trị nào à còn không bằng một viên đá ư hay là khi giám định chính mình thì không cần trả giá không có vết thương nào ư hay là bí pháp vẫn chưa khởi động Diệp sư tỷ hiếu kỳ hỏi. Tống thư hàng đáp, bí pháp giám định đã thi triển thành công rồi, thế nhưng chưa hề xuất hiện vết thương, có lẽ ta muốn xem tin tức về chính mình nên không cần trả giá chăng. Thế nhưng khi vừa nói được một nửa thì cơ mặt của Tống thư hàng giật một cái thật mạnh. Đau quá, đau quá, đau quá. Không phải không cần trả giá, mà là cái giá này ung dung đến muộn. Đau đớn đến muộn này lại mãnh liệt vô cùng. Kỳ lạ một điều là rõ ràng Tống Thư Hàng đã đau đến chết đi sống lại, thế nhưng trên người hắn lại không hề xuất hiện vết thương nào. Thậm chí Tống Thư Hàng còn không thể cảm giác được mình đau ở đâu, chỉ thấy cả người đều đau nhức nhối. Diệp sư tỷ vội vàng hỏi, có vết thương sao? Đồng thời cô dồn chỉ rũ thuật vào người Tống Thư Hàng. Chắc hẳn phải có vết thương xuất hiện, được chỉ rũ thuật của Diệp sư tỷ hỗ trợ, Tống Thư Hàng mới thở được một hơi, thế nhưng ta không biết vết thương nằm ở đâu toàn thân đều kêu gào đau đớn thế nhưng hắn nhìn khắp tay chân và ngực mình đều không thấy chỗ nào bị thương hơn nữa phù văn lưu trong mắt hắn không hề xuất hiện bí giám định thuật phát động thất bại rồi ư không biết vết thương ở đâu vết thương của ngươi cũng kỳ quái quá đấy diệp sư tỷ nói nói đoạn bàn tay trắng ngần của cô tản mát ánh sáng của trì dũ thuật phủ lên người tống thư hàng để kiểm tra vết thương trên người hắn thế nhưng cô kiểm tra toàn thân của tống thư hàng mà vẫn không thấy vết thương nào trên người hắn cũng không hề có vết máu diệp tiên tử nhíu mày kỳ lạ thật thư hàng người cởi quần áo ra cho ta nhìn kỹ xem nào tống thư hàng hơi ngại ngùng ngượng gì mà ngượng chúng ta sắp thành đạo lữ song tu rồi đấy diệp sư tỷ nói không phải ngượng chỉ là ta không quen thôi tống thư hàng bắt đầu cởi đồ cuối cùng cởi đến mức chỉ còn chừa lại cái quần xà lòn Diệp Sư Tỷ lại kiểm tra cho hắn một lượt từ đầu đến chân. Thế nhưng vẫn không có vết thương nào. Ta đã về rồi, thư hàng đạo hiếu, Diệp Sư Tỷ, ta vừa tìm thấy một không gian nhà bếp, trong đó có đủ loại nguyên liệu nấu ăn, trưa nay chúng ta có thể ăn chút thức ăn khác được rồi, vừa may dược hiệu của tích cốc đan cũng sắp qua. Sở sở cô nương cao hứng phấn chấn nhảy vào không gian thư viện. Sau đó cô lại dùng tốc độ gấp 3 lần tốc độ nhảy vào để nhảy vọt ra. Xin lỗi, xin lỗi, ta không nhìn thấy gì hết. Thư hàng Đạo Hữu và Diệp sư tỷ cứ tiếp tục đi. Từ giờ đến giữa trưa ngày mai ta sẽ không về đây quấy rầy hai người đâu. Bye bye. Chúc mừng thư hàng Đạo Hữu và Diệp sư tỷ, nhất định hai người sẽ sinh được một bé con đáng yêu. Sở Sở Đạo Hữu đừng đi mà, không phải như cô nghĩ đâu, đừng có hiểu lầm như thế." Tống thư hàng vươn tay gọi lớn. Thế nhưng Sở Sở đã chạy mất hút từ bao giờ. Hi hi hi, Diệp Sư Tỷ cười nhẹ thành tiếng, chỉ rũ thuật không hề ngừng lại, vẫn chẳng rời người tống thư hàng. Cô nói, ta vẫn không tìm được bất cứ vết thương nào, loại đau đớn này có phải là ảo giác tâm lý của ngươi không? Ảo giác tâm lý, không, không phải, cả người ta đều đau, đau kinh khủng, tuyệt đối không thể là ảo giác được. Tống Thư Hàng đáp, Diệp Sư Tỷ nói, thế thì vết thương có khả năng là ở chỗ cuối cùng chưa kiểm tra tới. Chắc không phải chỗ đó đâu, Tống Thư Hàng nói, chưa nói xong thì một cơn đau kịch liệt đã tràn tới. Cơn đau này vượt qua cả giới hạn chịu đau lớn nhất của Tống Thư Hàng. Nỗi đau này còn đau đớn hơn gấp ngàn lần khi bị kình bát, ôm em đến chết, lúc Tống Thư Hàng đi vào giấc mộng của sở sở cô nương. Hắn cảm thấy như mình nằm dưới xe lu rồi bị nó nghiền lên vậy. Thế nhưng cố tình là trên người hắn lại không có bất cứ vết thương nào. Mẹ nó chưa phụ gì vậy đúng lúc này thì trong đầu hắn xuất hiện một tin tức, tin tức về thân thể hắn. Giám định thuật không hề thất bại. Tống Thư Hàng, nam, 18 tuổi, cao 1m82, người ở đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu, cảnh giới đan điền thứ ba long trảo đan điền của nhị phẩm. Song thuộc tính lôi, hỏa. Tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, bất động kim cương thân, chân ngã minh tưởng kinh, thánh quang kiếm thuật, nghịch lân đao pháp, phần thiên hỏa diễm giao, sư tử hống công, quân tử vạn lý hành, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên, thuật kình thôn, cương thủ. Đạo Pháp, trường tâm lôi, thuật sạc điện, thuật quy tức, khống hỏa quyết, tăng phát thuật. Đạo hiệu, một tuần bảy đạo hiệu. Những tin tức này Tống Thư Hàng đều tự biết. Trừ việc mình đã cao hơn 2cm và hỏa diễm đao mà xích tiêu tử đạo trưởng truyền thụ biến thành phần thiên hỏa diễm đao ra, thì không còn gì thay đổi. Thì ra mình đã tu luyện được nhiều công pháp đến thế rồi cơ à. Trong lúc suy tư thì tin tức trong đầu hắn lại ngừng lại. Hết rồi à? Cứ thế hết luôn á? Ta chịu đau đớn khôn xiết như thế chỉ để đổi lại mấy tin tức này thôi à? Mấy cái đó ta đều biết cả, vì sao lại phải trả cái giá lớn đến như thế? Chẳng lẽ đây là cái gọi là quẻ sư chỉ tính cho người chứ không tính được mình? Nếu tính quẻ cho chính mình thì phải trả giá siêu lớn như thế ư? Vậy thì mình chịu đau chịu khổ có ý nghĩa gì chứ? thiệt to rồi. Đúng lúc này trong đầu Tống Thư Hàng lại có thêm vài tin tức bí pháp giám định tiếp tục. Trạng thái thân thể dị thương, trạng thái tinh thần lực quá cao. Đề cử phương án giải quyết. một Loại dược tề, long ma dược tề, bá thể dược tề, huy hoàng đan. 2. Loại công pháp, tu luyện công pháp luyện thể cường đại chiến Phật chân thân, long vương thể, huyết ma hóa thân đại pháp. 3. Loại phong ấn, phong ấn tinh thần lực. 4. Tu luyện ánh sáng công đức, luyện tàng độ hồn kinh, độ hóa 10 vạn oan hồn, ánh sáng công đức sinh ra biến đổi về chất, tăng cường thể chất và tinh thần lực. Ánh sáng công đức có thể chia sẻ áp lực của tinh thần lực đối với thể chất. Đây chính là thứ mà Tống Thư Hàng muốn. Hắn xoa nhẹ huyệt Thái Dương, lúc này giám định thuật mới thực sự kết thúc. Một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng đặt lên dây nhẹ trên Thái Dương Tống Thư Hàng, Diệp Sư Tỷ hỏi. Có hiệu quả không? Có bí pháp giám định đã khởi động thành công. Tống Thư Hàng thở dài kể lại kết quả của bí pháp giám định một lần. Về loại dược tề thì hắn chưa nghe qua loại nào khác ngoài long ma dược tề, có lẽ cũng khó lấy chẳng kém gì long ma dược tề đâu. Nếu hắn có thể tìm được tung tích của một con long ma hoặc là một ít máu long ma thì hắn có thể hợp tác cùng hiến công tiền bối, lấy một phần long ma dược tề từ chỗ tiền bối rồi. Các loại dược tề khác thì khỏi cần nghĩ tới luôn đi. Về loại công pháp thì hắn mới chỉ nghe qua chiến Phật chân thân tuyệt kỹ giữ nhà của linh hồn ca thần tạo hóa Pháp Vương, trừ việc lần nào sử dụng cũng khiến tóc tai lìa chỉa thì cơ hồ không có khuyết điểm gì. Thế nhưng muốn tu luyện công pháp này thì hắn phải gia nhập môn phái đấu chiến Phật Tông của tạo hóa Pháp Vương. Trước mắt Tống Thư Hàng không muốn làm thế, nếu phải gia nhập Tông môn nào đó thì cũng là chuyện trong kế hoạch vài chục năm tới của hắn kia. Hai loại công pháp còn lại có thể sánh cùng với chiến phật chân thân thì cũng chính là công pháp luyện thể số một số hai trong thiên hạ. Làm sao mà dễ lấy cho được? Cách phong ấn tinh thần lực thì khi chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tống thư hàng sẽ không làm. Bởi vì cách này tựa như tự chói tay chân, không có lợi với việc tu hành. Cách tu luyện ánh sáng công đức lại khiến cho hai mắt tống thư hàng sáng ngời lên. Có còn nhớ hòa thượng tây bên bờ đại minh không? Nhầm nhầm. Là ông Hòa thượng Tây ngầu lòi gánh nhỏ ở tàu điện ngầm chứ? Ông Hòa thượng Tây kia có ánh sáng công đức dày đặc quanh người. So với các phương án trước đó thì cách thứ tư này dễ làm nhất rồi. Ánh sáng công đức, chỉ cần học được kinh văn độ hóa như tàng độ hồn kinh rồi tìm vong hồn để độ hóa là được. Nếu Tống thư hàng muốn công pháp thì cũng không khó lấy lắm, nhưng độ hóa 10 vạn oan hồn thì không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên nói là 10 vạn oan hồn nhưng không phải cứ độ hóa đủ 10 vạn oan hồn mới đủ. Có một vài oan hồn cường đại như quỷ tướng thì đã đáng hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn oan hồn bình thường rồi. Vì rất thích ánh sáng công đức quanh người Hòa thượng Tây và hiệu quả thối thể của nó, cho nên Tống thư Hàng đã từng tìm hiểu về ánh sáng công đức. Nếu không có được Long Ma dược tề, thì có lẽ có thể suy xét đến ánh sáng công đức một chút. Tống thư Hàng lẩm bẩm, tốt nhất là tiến hành hai việc cùng một lúc, vừa tu luyện ánh sáng công đức, vừa xem xem có thể tìm được tin tức gì về Long Ma hay không nếu có thể có được long ma dược tề thì là tốt nhất, nếu không thì tu luyện ánh sáng công đức đi. Đang lúc Tống Thư Hàng chìm vào suy tư thì một cơn đau nữa lại kéo tới. Cơn đau này còn chia thành từng đợt ập tới như sóng chiều, cơn sóng sau lớn hơn cơn sóng trước. Đau đớn dồn dập còn mãnh liệt hơn ban nãy gấp chục lần. Nỗi đau trước đó đã vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của Tống Thư Hàng, mà nỗi đau lúc này đây còn lớn hơn khi ấy không chỉ 10 lần. Tống Thư Hàng cảm thấy mỗi bộ phận trên người mình đều đang bị nghiền nát. Ngón tay ngón chân không ngừng bị cắt đứt, cổ không ngừng bị bẻ gãy, cứ thế lặp đi lặp lại. Tống Thư Hàng cắn chặt răng chịu đựng hai giây, cuối cùng bỏ mặc mình lăn lộn trên mặt đất. Thư Hàng, Thư Hàng, Diệp Sư Tỷ lo lắng gọi to, cô không ngừng dồn chỉ rũ thuật lên người Tống Thư Hàng, thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Ngay vào khoảnh khắc Tống Thư Hàng hôn mê, có một bóng hình hư ảo chui ra từ sau lưng hắn như bươm bướm phá kén. Cái bóng này giống tống thư hàng y hư đúc, chỉ có điều kích thước chỉ nhỏ bằng một nửa hắn mà thôi. Linh hồn xuất khiếu, tống thư hàng thực sự áp chết ư. Linh quỷ, diệp sư tỷ hỏi, cái bóng ấy chính là linh quỷ trong người tống thư hàng. Lúc này đây, linh quỷ chui ra, vẻ mặt đong đầy đau đớn. Trên tấm lưng trần của nó có hai vết thương sâu thấy cả xương hai vết thương này vô cùng kỳ quái, tuy trong vết thương có thể nhìn thấy cả xương của linh quỷ, thế nhưng những chỗ khác lại tối om như hố đen, không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ vết thương xuất hiện khi Tống Thư Hàng giám định chính mình đã chuyển sang người linh quỷ ư? Khó trách mình dùng chỉ rũ thuật lên bản thể của hắn lại không có hiệu quả gì cả. Diệp sư tỷ cười khổ, sau đó vội vàng chuyển sang một loại chỉ rũ thuật đặc biệt chuyên dùng để chữa khỏi vết thương cho linh quỷ. Đạo thuật dùng để chữa trị cho linh quỷ và con người hoàn toàn khác nhau. Ánh sáng chữa trị phủ lên người linh quỷ, vết thương như hai cái hố đen trên lưng nó bắt đầu khép lại. Vẻ đau đớn thống khổ trên mặt linh quỷ cũng giảm đi một chút. Vết thương mau chóng khép miệng. Diệp Sư Tỷ ngừng trì rũ thuật. Thế nhưng ngay khi cô dừng lại, vết thương trên lưng linh quỷ lại nứt ra một lần nữa. A a a a a a, linh quỷ kêu gào thảm thiết. A a a a a a a. Tống Thư Hàng đang hôn mê cũng thốt lên tiếng kêu thống khổ. chương 563, Hòa Thượng Tây ra tù. Tống Thư Hàng đang hôn mê lại mơ một giấc mơ. Lần này không phải hắn rơi vào trạng thái nhập mộng mà chỉ là mơ thấy cuộc đời mình. Toàn bộ cuộc đời của hắn bắt đầu từ khi có ký ức tới nay được chiếu ra từ từ như một bộ phim. Rất nhiều ký ức vụn vặt mà Tống Thư Hàng tưởng chừng như đã quên từ lâu đều nhất nhất hiện về thậm chí còn có rất nhiều việc hắn muốn quên đi cũng xuất hiện lại một cách rõ ràng trong trí nhớ, quả thực là lúc ngọt lúc chua. Trong cơn mơ khi hôn mê, Tống Thư Hàng dường như nghe thấy tiếng khóc của Diệp Sư Tỷ. Hắn cũng muốn tỉnh lại thật nhanh, thế nhưng cảnh mộng của hắn mới chỉ tới lớp 7 mà thôi, còn cách thời điểm học đại học sau này cả nửa đời người, muốn tỉnh lại hãy còn lâu lắm. Đúng là cái đồ dám định thuật bịp người, Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Thế nhưng tuy lần này đau đớn tới chết đi sống lại, suýt nữa thì teo luôn cái mạng quen, xong rốt cuộc cũng có ít nhiều thu hoạch. Ít nhất thì hắn cũng biết được vài cách giải quyết vấn đề tinh thần lực quá tải, đợi khi tỉnh lại, hắn có thể bắt đầu tích tụ ánh sáng công đức. Trước đó thì hắn sẽ phải tu luyện pháp thuật độ hóa như tàng độ hồn kinh cái đã. Nếu có thể gặp lại hòa thượng Tây kia thì tốt rồi. Trên người cha đó có ánh sáng công đức dày như sắp kết thành thực thể, chắc là cũng phải độ hóa mấy vạn người rồi ấy chứ thậm chí nói không chừng số lượng vong hồn mà ổng độ hóa đã vượt quá 10 vạn, thay đổi về chất luôn rồi cũng nên. Ở cảnh giới dược long môn nhất phẩm mà đã độ hóa được nhiều oán quỷ để tích góp được ánh sáng công đức nhiều như thế, thì chắc là Hòa Thượng Tây phải có kinh nghiệm đầy mình. Nếu có thể gặp lại Hòa Thượng Tây, nói không chừng Tống Thư Hàng còn có thể học được một ít kinh nghiệm độ hóa oán quỷ từ hắn đấy. Tống Thư Hàng đang nghĩ thế thì tự nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng trong không gian thư viện ở thời quang thành. Diệp sư tỷ nước mắt lã chã gào ầm lên. Hu hù hu hu tương đương ta nói trước với người nhé, ta khóc không phải vì người bị thương nặng như thế này đâu. Hù hu hu chỉ đơn thuần là khóc vì bi thương trong lòng trào dâm thôi. Ta không muốn khóc, hức hức hức, nhưng mà không dừng lại được. Diệp sư tỷ vừa khóc vừa vung chỉ rũ thuật lên người linh quỷ của Tống Thư Hàng. Chỉ rũ thuật cuồn cuộn không ngừng phủ xuống ức chế vết thương của linh quỷ thế nhưng chỉ cần Diệp Sư Tỷ ngơi tay dừng lại một cái thì vết thương sẽ nứt ra ngay. Rốt cuộc thì bao giờ vết thương này mới lành chứ? Nó không rách mãi ra vậy chứ? Hu hu hu, Diệp Sư Tỷ nghĩ thầm. Lúc cô đang nói thì vết thương trên lưng Linh Quỷ lại toạc ra. Lần này rõ ràng Diệp Sư Tỷ vẫn đang thi triển trì rũ thuật, thế mà vết thương trên lưng Linh Quỷ lại mỗi lúc mỗi rách to hơn. Vết thương tối thấm sâu không thấy đáy như một hố đen. Sao lại thế này? Diệp sư tỷ tăng mạnh hiệu quả của trì rũ thuật, thế nhưng vết thương của linh quỷ chẳng hề có dấu vết khôi phục lại. Vết thương không lành được sao? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải đi tìm thầy nhờ giúp ư? Đúng lúc ấy, tiếng kêu thảm thiết của linh quỷ lại ngưng bặt. Vết thương trên lưng còn nguyên, nhưng nỗi đau thì đã biến mất. Linh quỷ yếu ớt cúi đầu trôi nổi trên lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trong cơn hôn mê cũng ổn định lại, Diệp sư tỷ nhỏ giọng hỏi: "Hết đau rồi à?" Linh quỷ hơi gật đầu. Diệp sư tỷ hiếu kỳ vươn ngón tay ra chọt lên vết thương của Linh quỷ. Thế nhưng cô còn chưa kịp chạm vào thì Linh quỷ đã mau chóng lẩn sang một bên. Thị giác của Linh quỷ khác với con người, thị giác của nó là hình trụ với 360 độ không góc chết. Cho nên nó có thể nhìn thấy Diệp sư tỷ vươn tay muốn chạm vào vết thương của mình. "Chạm vào là đau à?" Diệp sư tỷ hỏi linh quỷ của tống thư hàng gật đầu sau đó dường như nó nghĩ ra một việc gì đó nó lẻn đến trước mặt diệp sư tỷ đánh vèo một cái rồi vươn tay ra đưa về phía cô diệp sư tỷ nghi hoặc đưa tay mình chạm vào tay nó sau đó một ý niệm truyền từ linh quỷ tới cho cô hả người muốn rời khỏi thời quang thành và bích thủy các à diệp sư tỷ hỏi linh quỷ gật đầu diệp sư tỷ người rời khỏi bích thủy các rồi định đi đâu về địa cầu linh quỷ tiếp tục truyền ý niệm sang thân thể của thư hàng ở đây người về địa cầu không vấn đề gì chứ diệp sư tỷ lo lắng hỏi không thành vấn đề ta đi chấp hành một mệnh lệnh của bản thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề tinh thần lực quá tải linh quỷ yếu ớt trả lời diệp sư tỷ gật đầu được rồi để ta nói cho ngươi biết cách rời khỏi đây diệp sư tỷ chỉ cách cho linh quỷ rời khỏi thời quang thành và bích thủy các sau đó linh quỷ bay ra khỏi thời quang thành, rời khỏi Bích thủy Các. Vì linh quỷ là linh thể nên tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, còn nhanh gấp mấy lần tu sĩ tứ phẩm ngự kiếm phi hành. Thậm chí linh quỷ còn có thể xuyên thẳng qua một vài mảnh thiên thạch thuần vật chất. Chỉ khoảng nửa ngày sau, nó đã về đến địa cầu, trở lại Hoa Hạ. Trên đường đi, linh quỷ vẫn duy trì cảnh giác cẩn thận, không để cho bất cứ tu sĩ nào chú ý đến mình. Sau khi về Hoa Hạ, Linh Quỷ về nhà của Tống Thư Hàng ở đường Bạch Kinh thành phố Văn Châu trước. Sau khi xác định được cả ba và mẹ đều bình an, nó mới bay tới núi Nhiêu Đỉnh gần đường Bạch Kinh. Có một đoàn phim đóng quân ở đây, đang dựng giá đạo cụ đặt máy quay các thứ. Đây đúng là đoàn phim của đạo diễn bản thân nhà giáo sư Smith thích nuôi chó. Xem ra đoàn phim vẫn chưa bắt đầu quay. Linh Quỷ bay vòng trong không trung trên đoàn phim một lát rồi lại lặng lẽ bay đi bao giờ đoàn phim bắt đầu quay thật thì nó lại về vậy. Tiếp đó Linh Quỷ muốn đi tìm Ngư Kiều Kiều xem cô đã bắt được tay tác giả thú vị kia về hay chưa. Thế nhưng nó không cảm ứng được khí thức của Ngư Kiều Kiều. Linh Quỷ không có cách liên lạc với Ngư Kiều Kiều, chỉ trong điện thoại của Tống Thư Hàng mới lưu số điện thoại của cô thôi. Xem ra đành chờ bản thể tỉnh lại rồi gọi cho Ngư Kiều Kiều sau đi. Linh Quỷ từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm Ngư Kiều Kiều, Cuối cùng thì nó chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của bản thể thôi. Linh quỷ tiếp tục bay, bay nữa, bay mãi. Lần này về địa cầu, chủ yếu là nó muốn tìm ông Hòa thượng Tây kia. Tống thư hàng đang hôn mê vẫn luôn nghĩ đến việc tìm kiếm Hòa thượng Tây để học cách độ hóa oán quỷ và tích lũy kinh nghiệm. Không hiểu sao linh quỷ lại coi ý nghĩ này của hắn thành mệnh lệnh. Cho nên nó mới rời khỏi Bích thủy Các rồi ngàn dặm xa xôi chạy về địa cầu tìm Hòa thượng Tây cho hắn. Song chẳng biết vị hòa thượng Tây này bây giờ đang ở phương trời nào, hai bên cũng chẳng có cách để liên lạc với nhau, hoa hạ rộng lớn thế này thì biết đi đâu mà tìm người ta đây. Linh quỷ bắt đầu suy tư, cảm quan và tư duy của nó và Tống thư Hàng đồng bộ với nhau. Chỉ cần Tống thư Hàng cho phép thì nó có thể có được toàn bộ ký ức của Tống thư Hàng. Trong trí nhớ của Tống thư Hàng, vị hòa thượng Tây kia cuối cùng bị các chú cảnh sát bắt đi, giam vào nhà tù của Giang Nam. Mình đến nhà giam Giang Nam xem thử, biết đâu lại thu hoạch được gì." Linh quỷ thầm nghĩ như thế. Thế là nó bay về hướng Ga Văn Châu, chuẩn bị quá giang xe về địa khu Giang Nam. Trên bảng thông báo giờ tàu chạy ghi chuyến tàu gần nhất về địa khu Giang Nam cũng phải 3 tiếng nữa mới xuất phát, thời gian dài quá, hay là quá giang máy bay nhỉ? Thế nhưng đúng lúc này, Linh quỷ thấy cảm giác mệt mỏi ùa tới hôm nay bay từ vũ trụ về địa cầu rồi lại vòng vèo ở Văn Châu nửa ngày trời, nó đã mệt muốn chết rồi. Phải nghỉ ngơi một lát để tích lũy thể lực thôi. Trung Quy bây giờ cảnh giới của nó cũng giống như bản thể, mới chỉ ở đan điền thứ ba của nhị phẩm mà thôi, mức tiêu hao này quá lớn so với nó rồi. Tranh thủ ba tiếng này để nghỉ một tí vậy. Vết thương trên lưng còn nguyên đó, chỉ là không còn đau nữa thôi, chẳng biết bao giờ mới khỏi được. Linh quỷ lơ lửng ở khoảng không trên nhà ga, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Mà cùng lúc này, Hòa Thượng Tây đang đứng giữa nhà ga tàu cao tốc của địa khu Giang Nam. Hắn đã được thả ra khỏi nhà giam Giang Nam mấy ngày rồi. Thực ra thì hắn đã có thể ra khỏi nhà giam từ lâu, chỉ vì hắn chọn ở lại trong nhà giam để độ hóa kẻ ác và độ hóa quỷ hồn nên mới nấn ná đến tận bây giờ. Hòa Thượng Tây bây giờ đã vượt được Long Môn và trở thành một tu sĩ nhị phẩm rồi hắn có một vòng ánh sáng công đức hộ thể hùng hậu đến mức khiến cho người ta phải giận sôi, cho nên cảnh giới dược long môn như cái lạch trời trong mắt tu sĩ bình thường chẳng qua cũng chỉ là nước chảy thành sông với hắn. hắn thoải mái phóng qua long môn mà cơ hồ chẳng gặp cản trở gì, cứ thế mà lên nhị phẩm luôn. Sau khi thăng cấp thành công, hắn lựa chọn rời khỏi nhà giam Giang Nam. khi hòa thượng Tây rời khỏi nhà giam thì người vui vẻ nhất chính là đệ tử hắn nhặt được trong ngục triệu không luật đây cũng chính là đệ tử ngoại môn Nguyệt Đao Tông cả gan ăn cướp hàng chuyển phát nhanh từ tay ông trùm tư mã giang của, chuyển phát thu phong, sau đó bị người của tư mã giang tóm về đánh quẻ cả hai chân. Tiểu triệu đáng thương vừa bị nhốt vào nhà giam giang nam thì gặp ngay hòa thượng Tây. Cuối cùng bị ổng độ hóa bằng bạo lực, ép phải xuất ra làm sư, bị ấn cho sáu vết nhang cháy rồi ngày nào cũng phải tụng kinh cùng ổng. Đau nhất là đồ ăn trong nhà giam giang nam vốn đã chẳng ngon lành gì rồi, ấy thế mà ông sư tây kia còn bắt hắn chỉ được ăn mỗi phần cơm chay triệu không luật đã nghĩ đến chuyện tự sát mấy lần đấy cho nên khi hòa thượng tây đi khỏi nhà giam thì triệu không luật là người vui sướng nhất nếu như hòa thượng tây có thể thu hồi câu nói chờ bao giờ ngươi ra tù vi sư sẽ đến đón ngươi thì lại càng tốt hơn trong một tuần đầu sau khi rời nhà giam hòa thượng tây vừa đi lang thang hóa duyên vừa củng cố cảnh giới nhị phẩm của mình đồng thời hắn còn nhận làm pháp sự đưa tang cho mấy hộ ven đường để kiếm tiền mấy bữa cơm chay. Giờ mình tấn chức lên nhị phẩm rồi, có nên về tông môn gặp sư phụ vô âm tử không nhỉ? Hòa thượng Tây lẩm bẩm nói. Nếu về gặp sư phụ vô âm tử thì người nhất định sẽ bắt mình thay áo cả xa ra, rồi đổi cả thiền trượng trong tay thành phi kiếm luôn mất. Nghĩ đến cảnh này, hòa thượng Tây mệt hết cả tim. Nán lại mấy hôm rồi hắn về tông môn vậy, về sớm chỉ tổ bị sư phụ mắng sớm thôi, Hòa thượng Tây xoa xoa đầu, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh ông thầy mình nổi cơn tam bành. Quyết định, không thèm về tông môn nữa. Cơ mà nếu không về sư môn thì mình đi đâu tiếp đây nhỉ? Hòa thượng Tây lấy điện thoại, mở bản đồ ra xem. Thế giới rộng minh mông, hắn muốn đi mỗi nơi một tí, giờ đi đâu thì hay đây? Đúng lúc này thì di động của hắn vang lên tiếng chuông báo, một thông tin quảng cáo nảy ra. Đạo diễn nổi tiếng Jacob đã đến thành phố Văn Châu, Hoa Hạ vào mấy ngày trước, đồng thời lựa chọn núi như đỉnh đường Bạch Kinh làm địa điểm quay bộ phim mới của mình. Gia Cốp tiên sinh tới Hoa Hạ quay phim mới à? Hòa Thượng Tây đọc tới đó thì động lòng rồi. Tuy rằng hắn coi mình là người quy y xuất gia nhưng vẫn còn giữ rất nhiều đam mê hưng thú đó. Trừ độ hoa oán quỷ ra thì Hòa Thượng Tây rất thích xem phim, mà đạo diễn hắn thích nhất chính là Gia Cốp tiên sinh đồng hương với hắn. Ông là đạo diễn nổi tiếng thế giới, là niềm kiêu ngạo của quê hương hắn đó nha nếu có cơ hội đóng vai quần chúng trong phim của gia cốp tiên sinh thì thích biết mấy. Hòa thượng Tây nghĩ thầm, quyết định, mục tiêu kế tiếp là đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu. Thế là Hòa thượng Tây leo lên chuyến tàu chạy tới Văn Châu. Ba tiếng rưỡi sau, gần nhà ga tàu cao tốc Văn Châu. Chu lực 46 tuổi mỏi mệt về đến nhà, dừng chiếc xe chạy điện mới tinh rồi khóa lại. Mấy ngày nay công ty tăng ca suốt, Chu lực rất phiền lòng hai hôm trước chiếc xe điện cũ của hắn bị trộm tháo mất, hắn lại phải tiêu mất hơn 3.000 để tậu con xe mới này đây, thế là đang không thì mất đứt nửa tháng lương quen. Đã thế bà vợ ở nhà còn càm già càm giảm suốt một đêm, làm hắn ôm một bụng uất ức. Tiên sư nó, đừng có để ông biết đứa nào tháo xe của ông, ông mà biết thì ông cho nó biết mùi nắm đấm. Đệch, chu lực vung mạnh nắm tay. Cứ nhớ tới thằng trộm là hắn lại hận đến nghiến răng ken két. Sau khi khóa chiếc xe điện mới, chu lực lết xác lên nhà ở trên tầng đúng lúc này có một bóng người gầy yếu đi về phía này ha ha hai hôm trước vừa thó con cố thì hôm nay mua con mới cơm chiều nay đây rồi người đó cười hì hì rồi đảo mắt láo liên nhìn quanh trong phạm vi mấy chục mét không có ai quả là cơ hội trời cho hắn lặng lẽ tiếp cận chiếc xe điện mới cứng khóa thêm một cái mới to hơn à chật chật người thơ khóa này ba giây ông mày mở được hai cái ấy chứ. Người gầy gò nọ tới gần chiếc xe rồi nhanh chóng ngồi xuống, trong tay cầm một thanh sắt nhỏ mở khóa thoăn thoát. Thế nhưng chiếc khóa to này nhìn có vẻ cũ mà bên trong lại khá là sáng tạo, hắn chọc ngoáy 5 giây đồng hồ mà vẫn chưa mở được. Chết tiệt, khóa gì thế này? Gã gầy gò buồn bực nói, hắn không mở nổi. Hắn cắn chặt răng, sau đó lấy một sợi xích từ trong túi ra. Đây là một thói quen của hắn, nếu gặp cái xe nào khóa không mở được thì hắn sẽ khóa thêm một cái nữa. Dù ông không trộm được xe cũng phải chọc cho mày tức chết. Nếu có cơ hội nhìn thấy chủ nhân chiếc xe nổi trận lôi đình thì hắn sẽ vui vẻ lắm. Tâm lý vặn vẹo méo mó thế này là bệnh, phải chữa. Đúng lúc ấy thì một hòa thượng Tây từ phía xa chậm rãi đi tới. "Thí chủ, xin hãy dừng tay." Hòa thượng Tây hô vang, tiếng như sấm nổ, "Thí chủ à, ăn cắp là không tốt." là tội ác phải ngăn chặn ngay. Xin hãy mau dừng tay để tránh bị trừng phạt. chương 564, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Để ta lên. Giọng nói của Hòa Thượng Tây vang vọng quá, làm cho tên trộm đang khóa xe giật nảy cả mình. Thằng mất dậy nào dọa ông đấy. Tên trộm quay đầu lại. Sau đó hắn thấy thân mình cường tráng như con gấu bắc cực và cái đầu chọc lóe sáng của Hòa Thượng Tây. Đây là bạo long hình người đấy à? Tên trộm âm thầm nuốt nước miếng sau đó hắn lập tức nghiêm mặt làm ra vẻ hung hăng rồi đe dọa hòa thượng Tây. Tên chọc kia, đừng có xen vào việc của người khác. Nếu không ông chọc tiết mày đấy. Đầu năm nay làm mấy trò trộm cắp này là phải thật dữ dằn. Anh phải giữ thì người ta mới sợ anh được. Thế nhưng chiêu này không phải lần nào cũng hiệu nghiệm. Thí chủ à, người định biết sai mà không sửa hay sao? Hòa thượng Tây trầm giọng nói. Một tay hắn bưng cái bát, tay còn lại cũng lộ ra khỏi áo cà sa sau đó hòa thượng Tây làm động tác nâng tay của một bậc thầy thể hình, cơ bắp lằn lên trên cánh tay phải hắn, mỗi một thớ cơ đều vằn vện gân xanh. Hòa thượng Tây nói một cách ôn hòa. Thí chủ à, đây là cánh tay phải độc thân 36 năm của bần tăng đấy, nếu ngươi còn ngoan cố không chịu sửa sai thì bần tăng sẽ cho ngươi biết sức mạnh của cánh tay này. Cánh tay phải độc thân 36 năm của hắn cường tráng khỏe mạnh, chỉ riêng bắp tay đã to bằng đùi của tên trộm luôn rồi tên trộm dám chắc người ta chỉ cần nện một đấm thôi là mình nắc ngoài. Thế là hắn, nhún ra như con chi chi. Đúng vậy, anh hung dữ thì người ta sợ anh. Hòa thượng Tây hung hăng thì tên trộm sợ rúm cả người. Mày nhớ mặt ông đấy, lần sau mà ông gặp mày, ông gọi anh em ra nện mày như tử. Tên trộm phun ra mấy câu hung tợn rồi đứng lên tính chuồn êm. Thế nhưng đúng lúc này thì một cánh tay rắn chắc mạnh khỏe khác vươn tới, túm lấy áo hắn rồi nhấc bổng hắn lên a a a tên trộm kêu lên sợ hãi vừa quay đầu lại nhìn thì thấy người túm mình là chủ xe chu lực ban nãy tiếng hô của hòa thượng tây đã đánh động tới chu lực trộm à hắn vừa mới mua được con xe mới mà đã có trộm sờ rồi hay sao điên quá mà hôm nay ông không tẩn mày cho má nhận không ra thì ông không phải họ chu nữa chu lực vội vàng phóng xuống lầu hai ngày nay hắn đã bực dọc lắm rồi bây giờ thằng trộm này đâm ngay đầu vào hỏng súng hắn muốn dùng nắm đấm của mình đánh dập mặt tên trộm kia, cho nó biết lửa giận của hắn đáng sợ tới chừng nào. Thằng danh kia, mày muốn trộm xe của ông sao? Chu lực cười lạnh mà nói, sau đó nắm chặt nắm tay. Nắm đấm này cực kỳ đáng sợ, nếu nện vào mặt thì chỉ cần một đấm thôi cũng đủ cho thằng trộm máu me be bét, chấn động não vào viện nằm rồi. Sắc mặt của tên trộm trắng nhất ra, chỉ cần nhìn thôi cũng biết Chu Lực là người có sức khỏe trâu bò, nếu ăn một đấm này thì hắn thấy có khi mình sẽ tèo luôn, không khéo nửa đời sau còn bị ngu ấy chứ. Ăn một đấm của ông đây, Chu lực vung một đấm đầy oán hận. À à, à tên trộm ôm mặt, bùn rùn cả người. Thí chủ hãy khoan. Khi sắp nện một đấm lên mặt tên trộm thì nắm tay của Chu Lực bị một cánh tay cường tráng khác bắt lại. Chu Lực thấy tay mình như bị ghim trong kìm sắt, chẳng động đậy được chút nào hắn phẫn nộ nhìn về phía hòa thượng Tây mồm to chủ nhân của cánh tay kia. Đại sư, Chu Lực Nhi hoặc nói, sao ông sư này lại ngăn hắn thế? Thí chủ, người không được đánh hắn, hòa thượng Tây nói với giọng bình thản. Sao lại thế, chẳng lẽ đại sư muốn bao che cho tên trộm này à? Chu Lực nói với giọng phẫn nộ. Hắn ghét nhất là cái loại người hiền lành thánh mẫu như thế này. Đám người này cái gì cũng bao che cho được, bất kể người ta thiện hay ác cũng ngu ngốc tha thứ hết chỉ tại mấy kẻ thánh mẫu ngốc nghếch này nên xã hội mới càng ngày càng nhiều kẻ xấu và kẻ xấu thì càng ngày càng kiêu căng không không phải bần tăng muốn bao che cho tên trộm này đâu hòa thượng tây mỉm cười nói nhưng thí chủ ạ à, nếu người đấm cú này thì tên trộm gầy yếu này sẽ bị thương nặng khó mà tránh khỏi chấn động não thế thì đã sao chu lực cả giận thốt ra hắn đang muốn đánh thằng trộm này thành thằng đần luôn đây làm vậy thì thí chủ sẽ phải trả giá đắt đấy theo quy định của pháp luật dù hắn là thằng ăn cắp nhưng nếu thí chủ đánh hắn bị thương nặng thì vẫn bị phạt tội hình sự. Nếu nghiêm trọng thì có khi còn bị xử đến trên dưới 3 năm tù giam. Mà ăn trộm thì cùng lắm chỉ bị tạm giữ 10 ngày thôi. Dùng 3 năm của người đổi lấy 10 ngày tạm giữ của hắn thì có lợi ư. Hòa thượng Tây bình tĩnh nói, tuy lời chẳng lọt tai nhưng lại là sự thật rành rành. Chu lực Audio điện tử võ tấn bền sao ông sư trọc này hiểu biết về luật pháp quá vậy? Thế tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ thế mà tha cho thằng trộm này à? Chu lực nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt tên trộm sáng ngời lên, đây đúng là núi hẻm non cùng ngờ hết lối, liễu thắm hoa tươi lại thấy là ngà. Thí chủ có thể đưa hắn ta tới đồn cảnh sát, hòa thượng Tây chắp tay nói. Tên trộm chẳng sợ vào đồn, chẳng phải chỉ tạm giam giam bữa nửa tháng thôi ư. Coi như đi nghỉ mát, cơ mà thế thì tôi không cam lòng chu lực cắn răng bảo một khi đã thế thì cứ giao cho bần tăng xử lý đi hòa thượng tây chắp tay vẻ mặt từ bi ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục sau đó hòa thượng tây tiếp nhận tên trộm từ tay chu lực chu lực nghi hoặc hỏi đại sư muốn xử trí tên trộm này thế nào chẳng lẽ ông muốn độ hóa hắn hay sao sau đó hắn thấy hòa thượng tây xách tên trộm lên bằng một tay rồi vươn cánh tay tráng kiện độc thân 37, à quên, 36 năm của ổng ra. Nếu trong lòng thí chủ có oán niệm không thể lắng xuống thì hãy để bần tăng bình ổn nó. Thế gian này có nhân thì có quả, nhân quả báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi. Lần này hãy để bần tăng đây kết thúc đoạn nhân quả ấy. Đại sư hiên ngang lẫm liệt, nói tiếp nếu có ai đó bị đầy vào lao ngục thì hãy để bần tăng vào đi. Chẳng phải chỉ là tù 3 năm thôi ư nháy mắt đã qua rồi. Hòa thượng Tây dứt lời, trên mặt đượm vẻ từ bi. Chu lực, gì cơ, tên trộm gào lên, đừng mà. Ngoá nó, ông sư Tây này đầu óc có vấn đề. Hắn đã mơ hồ đoán ra ổng muốn làm gì rồi. Thế nhưng đã muộn mất rồi. Ngay sau đó, một nắm đấm vô cùng đáng sợ đã nện xuống người tên trộm. Sức mạnh trên nắm đấm kia có thể so được với bò tót húp. Rắc, rắc, rắc tên trộm cảm thấy xương cốt của mình vỡ vụn hết ra. Thậm chí có khi nội tảng cũng bị thương rồi, bị thương nặng ấy, nói không chừng là bị thương ngắc ngoài luôn ấy. Ây 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 ây, tên trộm gào lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thân thể hắn vốn đã gầy yếu, làm sao mà chịu nổi đau đớn như thế cơ chứ? Đậu má, uy lực của một quyền này phá cả núi chứ chả đùa. Biết thế thì để chủ xe kia đập một trận cho rồi. Chủ xe bực tức cùng lắm cũng chỉ đánh hắn bị thương mà thôi, chứ một đấm của Hòa Thượng Tây này đúng là nện toi cái mạng già của hắn luôn mà. tèo sắp tèo rồi. Sau khi đánh tên trộm xong, Hòa Thượng Tây xem xét vết thương của hắn một chút. Không nhiều không ít, vừa chuẩn tổn thương cấp độ 2. Hòa Thượng Tây gật đầu thỏa mãn rồi lấy điện thoại ra gọi 110. A a a a a a a a, tiếng kêu gào bi thiết của tên trộm trở thành BGM của Hòa Thượng Tây lúc này thì chủ xe chu lực đã ngu mặt đứng được ra ở đấy. Hắn cảm thấy bộ nhớ não mình không đủ mà dùng rồi. Alo, 110 à, tôi muốn báo cảnh sát, chỗ tôi bắt được một tên trộm vật này. Đúng vậy, một tên trộm chuẩn bị trôm xe điện của người ta. Phiền các anh đến đây một chuyến rồi đưa hắn đi đi. Đúng rồi, trong lúc chúng tôi bắt trộm thì có chút chuyện xảy ra. Ừm đúng thế, tôi ra tay nặng quá đánh tên trộm đó gần chết rồi tổn thương cấp độ 2, có lẽ còn nặng hơn một tí. Theo luật có phải tôi sẽ bị xử tới 3 năm tù giam không? Gì, tôi không đùa đâu, nói thật đấy. Mấy anh qua đây nhìn thì biết ngay. Nếu không tôi chụp ảnh nó cho các anh xem nhé. Tổn thương cấp 2, đang túa mồ hôi lạnh trong tay tôi đây này. Các anh mau phái người đến đây bắt trộm với tôi đi. Không đùa thật mà, tôi nói thật hết đấy. Tôi là tăng lữ nên cũng biết sơ sơ về vết thương. Cho nên tôi có thể phán đoán ra hắn bị thương cấp 2 rồi đấy. Thật mà, tôi đi tu mà, người tu hành không nói dối. Anh nghe mà xem, tên trộm đó còn đang kêu á á á thảm thiết đây này. Gạch nối. Một lát sau, Hòa thượng Tây cười khổ rồi cúp máy. Hình như 110 không tin ta, họ tưởng là ta gọi điện gây rối, còn cảnh cáo ta là nếu còn dám gọi điện cản trở công việc của họ nữa thì sẽ phạt hành chính ta 200 tệ. Chu lập. Gạch nối thế nào cũng được, mau cứu tôi với a a a a a tên trộm đau khổ than khóc, muốn làm gì thì làm cũng đưa hắn đến bệnh viện trước đã được không? Hắn thấy nội tạng của mình đang chảy máu rầm rề, cứ kéo dài mãi là chết đấy. Ôi, thật là hết cách, hòa thượng Tây khiêng tên trộm lên rồi hỏi chu lực, thí chủ, đồn cảnh sát gần nhất ở đâu? chu lực ngu ngơ chỉ về một hướng. Cảm ơn thí chủ, ta sẽ mang tên trộm này đến đồn cảnh sát tự thú, đánh người đến mức bị thương nặng là phạm pháp, cho dù hắn là ăn trộm thì cũng vậy thôi. Thí chủ nhớ điều ấy nhé, về sau làm việc đừng kích động, hòa thượng Tây chắp tay nói, nói xong bèn khiêng tên kẻ trộm đi xa. Chu lực, gạch nối, hòa thượng Tây khiêng tên trộm đi mỗi lúc một xa. Đưa tôi đến bệnh viện đi đã á đau quá, sắp chết đến nơi rồi. Tên trộm trên vai hắn kêu lên tuyệt vọng. Không được, bần tăng đánh người bị thương nặng thế này, chúng ta phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai cái đã, hòa thượng Tây nói với giọng ôn hòa. Không khai, không cần khai gì hết, chỉ cần ông đưa tôi vào bệnh viện thì gì cũng được hết. Tên trộm vừa nói vừa khóc, khóc đến là đau lòng. Không được, người phạm tội ăn trộm, phải tạm giữ 10 ngày mới được, hòa thượng Tây nghiêm túc nói. Tên trộm tuyệt CMN vọng, hóa nó chứ tên sư cọ này bị ngu thật à. Để ra mình 10 ngày mà ổng chịu ở tù 3 năm luôn rốt cuộc thì đầu óc ổng có vấn đề nặng cỡ nào chứ? Hóa nó ổng bị thần kinh đúng không? Ủa khoan, từ từ. Tên trộm bỗng nghĩ tới một việc thật đáng sợ. Bệnh thần kinh. Đờ phát, bệnh nhân tâm thần giết người cũng không bị xử tội hình sự đúng không? Lần này tên trộm sợ quéo giò. Nếu mình thực sự bị thương quá nặng rồi chết giữa đường, thì tên sư trọc này cũng không bị xử tù đâu, cùng lắm chỉ bị nhét vào bệnh viện tâm thần thôi á á á linh quỷ của Tống Thư Hàng trên trời cao lặng lẽ nhìn mọi việc xảy ra. chương 565, đám quỷ tu lề mề. Linh quỷ của Tống Thư Hàng ở giữa không trung lặng lặng nhìn hòa thượng Tây. Không phải chỉ khi dùng tàng độ hồn kinh để độ hóa vong hồn mới làm dày thêm ánh sáng công đức. Mà dùng thủ đoạn kỳ quái để giải quyết nhân quả như hòa thượng Tây cũng có thể tích góp ánh sáng công đức ư. Hiểu biết của mình về ánh sáng công đức vẫn ít ỏi quá. Hơn nữa, xem ra đường đến với lớp ánh sáng công đức dày bịch như của hòa thượng tây kia còn rất dài nha đúng lúc trước khi lên tàu đi tới địa khu giang nam thì linh quỷ nhìn thấy hòa thượng tây đi từ trong nhà gaza phải nói là may thật linh quỷ còn đang định chạy tới giang nam tìm hòa thượng tây không ngờ lại gặp ổng ở đây dễ dàng như vậy thế là nó đi theo hòa thượng tây suốt cả dọc đường chờ ổng đi ra khỏi đồn rồi mình gặp ổng vậy linh quỷ nghĩ thầm trong lòng bản thể muốn thỉnh giáo tàng độ hồn kinh và kinh nghiệm tích góp ánh sáng công đức ở chỗ hòa thượng Tây kia mà. Thế nhưng khi nhìn thấy ông sư khờ khờ này thì linh quỷ cứ thấy bất an làm sao ấy. Nếu nó đùng một cái xuất hiện trước mặt hòa thượng Tây thì có bị ổng coi là oán quỷ mà tịnh hóa luôn không? Linh quỷ cảm thấy với thiết lập nhân vật của hòa thượng Tây thì 90% trở lên là ổng sẽ tịnh hóa nó mất. Vừa nghĩ thế, linh quỷ đã thấy đầu đau nho nhói, cả vết thương trên lưng cũng dưng dứt đau theo xong, bây giờ thì các chú cảnh sát trong đồn còn đau đầu hơn cả linh quỷ. Khi các chú nhìn thấy một hòa thượng Tây vạm vỡ khiêng một tên trộm nước mắt tèm lem bước vào, thì vừa căng thẳng lại vừa nghi hoặc. Chào các đồng chí, ta đến để tự thú đây. Đây là một tên trộm định trôm xe điện bị ta tóm được tại trận. Ta quay được toàn bộ quá trình lấy cắp của hắn cho các anh làm bằng chứng đây. Hòa thượng Tây lấy điện thoại di động ra rồi nói với vẻ đắc ý lắm các anh có thể tạm giữ tên này theo luật pháp. Cảm ơn. Đồng chí, thế nhưng sao lại là tự thú vậy?" Một chú cảnh sát nói, nhìn dáng người vạm vỡ cao to như con gấu của Hòa thượng Tây, chú thấy áp lực lớn quá đi mà. Tự thú vì ta tức giận quá nên đã lỡ tay, à không, đã cố ý đánh tên trộm này bị thương cấp độ 2 rồi. Ta đã xem quá, đúng chuẩn mức cao nhất ở cấp 2 luôn. Cho nên theo pháp luật thì chắc là ta bị xử tù khoảng 3 năm đúng không? Thế nên ta tới để tự thú này. Hòa thượng Tây ném tên trộm sang một bên rồi chắp tay nói với vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Tên trộm run rẩy rên lên: "Đưa tôi, đi bệnh viện, à a à, a." À. "Chú cảnh sát." Gạch nối. "Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi phải dùng vẻ mặt gì để cư xử với anh bạn nước ngoài này đây? Phải bắt người ta giam 3 năm à? Nhưng mà sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai." Sau một hồi lâu, chú cảnh sát nọ mới hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi tên trộm: anh có dám chắc là đại sư này đánh anh bị thương không? Thôi thì lấy lời khai rồi ghi chép lại đúng quy trình đi. Nếu tên trộm cũng thừa nhận là ông sư Tây kia đánh hắn bị thương thì, thì mang ổng vào bệnh viện tâm thần vậy. Không phải ổng đâu, không phải đại sư đánh đâu, tôi bất cần tự ngã nên mới bị thương đấy. Hu hu hu, thế nào cũng được, bắt giam tôi 10 ngày cũng được, cơ mà trước khi giam thì xin hãy đưa tôi đến bệnh viện đi hu 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 hu. Tên trộm khóc sướt mướt hắn không muốn có liên quan gì đến thằng cha tâm thần kia hết. Thế nào cũng được, làm gì cũng được, đừng để cho cha tâm thần này nói thêm gì nữa. Không được để ổng giảng giải, giam 3 năm, với, giam 10 ngày, gì hết, chỉ cần đưa hắn vào bệnh viện là tốt lắm rồi. Con chỉ muốn được vào bệnh viện thôi, thần linh ơi, xin hãy mang tên hòa thượng Tây chết tiệt này đi xa con một tí đi. Cả đời đừng để con gặp lại ổng là tốt nhất sau đó không biết trong đồn cảnh sát đã xảy ra chuyện gì nhưng mà hòa thượng tây thì ngơ ngác đi ra khỏi đồn và bạn trộm cũng được đưa vào bệnh viện hòa thượng tây vẫn không chịu từ bỏ các đồng chí các đồng chí không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của tên trộm kia được đúng là ta đánh hắn bị thương cấp hai thật mà tin ta đi mà người tu hành bọn ta không nói dối đâu các chú cảnh sát say dây huyệt thái dương nhức đầu quá này các đồng chí hay là tôi lại rộng cho thằng trộm kia một đấm nhé để tôi đánh hắn bị thương nặng hơn cho nhé giam thêm mấy năm tôi cũng nhận hết mà hòa thượng tây hô to sắc mặt tên trộm tái xanh tái xám dân tâm thần đáng sợ vãi tuyệt đối xin đừng làm như thế các chú cảnh sát hét lên cuối cùng hòa thượng tây bị tống ra khỏi đồn cảnh sát trong ánh mắt quan tâm thương yêu kẻ ngu si của các chú cảnh sát trong đồn hòa thượng tây thở dài u oán người tu hành không nói dối mà. Đương nhiên hắn cũng biết bị giam vào tù 3 năm chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng hắn đâu có sợ bị giam, hắn rất thích ở tù, hơn nữa dù sao thì vào mấy hôm là cũng được thả ra thôi mà. Quan trọng là người xuất gia thì không nói dối, và hòa thượng Tây cũng rất trọng nhân quả, nếu đánh người thì phải bị nhốt, ở nước nào thì phải tôn trọng pháp luật của nước đó chứ. Đáng tiếc là các chú cảnh sát không cho hắn được thỏa nguyện, xem ra bần tăng phải ước thúc chính mình, tìm chỗ nào tự giam 3 năm để kết thúc đoạn nhân quả này mới được, hòa thượng Tây lầm bẩm nói. Vậy bây giờ đi tìm chỗ tự nhốt 3 năm luôn, coi như bế quan 3 năm đi. Nghĩ thế, hòa thượng Tây bắt đầu đi về phía núi Như Đỉnh, đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu. Thuận đường tiện thể đi xem ông đạo diễn yêu thích của mình trước. Sau đó sẽ tìm một chỗ yên tĩnh trong núi như Đỉnh để làm một Mỹ Nam Tử, à nhầm, làm một Mỹ Hòa Thượng An Tĩnh. Đương nhiên là, nếu có thể được đóng một vai quần chúng trong bộ phim của đạo diễn thì không còn gì tốt hơn rồi. Thế là Hòa Thượng Tây bắt đầu đi về phía núi Như Đỉnh, đường Bạch Kinh. Hắn đi bộ tới nơi ấy, đây cũng là một loại tu hành. Linh quỷ trên trời, gạch nối. Thôi thôi, dù sao Hòa Thượng Tây cũng đã ra khỏi đồn cảnh sát rồi, mình xuống gặp ổng thôi. Linh quỷ đang định bay xuống gặp Hòa Thượng Tây, thì đúng lúc đó lại có mấy vị khách không mời mà tới chạm mặt Hòa Thượng Tây trước cả nó. Đó là bốn người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen. Trời nóng thế này mà ăn mặc thế, không sợ mọc rôm hả? Rốt cuộc cũng chịu chui ra khỏi nhà giam rồi à? Tên Hòa Thượng Tây chết tiệt này, bốn người đàn ông vest đen bao vây Hòa Thượng Tây. Hòa Thượng Tây ngu ngơ nhìn bốn người nọ. Chúng ta quen nhau hả? Bốn người đàn ông vest đen cười lạnh một tiếng, không nói nhiều lời trên lưng họ hiện lên một luồng xương đen. Giữa luồng xương đen nó có tiếng quỷ khóc thê thiết, đồng thời, một bộ vuốt sắc bén cũng lộ ra khỏi nó. Quỷ tu, linh quỷ bay giữa không trung nhìn mấy vị khách không mời. mươi 566, tu sĩ nhị phẩm rớt xuống từ tầng 35 thì có ngủm không? Rõ ràng bốn gã quỷ tu kia cũng biết sự lợi hại của Hòa Thượng Tây, mặc dù hắn ta là người nước ngoài, nhưng ánh sáng công đức chói lòa trên người kia quả thực khiến cho người ta thấy mà sợ sun vòi, còn hùng hậu hơn rất nhiều cao tăng trong giới tu chân nữa. Ánh sáng công đức chói lóa kia chính là chứng cứ về những việc làm công đức vô ngần của Hòa Thượng Tây mà đất trời đang chứng minh cho vạn vật trên thế gian biết này biết. Có ánh sáng công đức hộ thể, chứ tà đều bất xâm. Phải độ hóa cả ngàn vong hồn mới có thể gọi là công đức. Cần độ hóa hồn phách của cả vạn người thì mới có ánh sáng công đức hộ thể còn ánh sáng công đức trói lóa trên người của Hòa Thượng Tây thì đã đạt đến trình độ biến thành thực chất luôn rồi, nhất định là vào hàng độ hóa hơn vạn người mới được thế. Uy lực của ánh sáng công đức trói lòa cỡ này, đám quỷ binh nhất phẩm bình thường căn bản không thể nào phá vỡ được ánh sáng công đức của Hòa Thượng Tây. Hơn nữa, sau khi Hòa Thượng Tây thăng cấp lên thành nhị phẩm xong thì khả năng thao túng ánh sáng công đức này cũng được nâng cao thêm một bước. Quỷ binh nhất phẩm bình thường chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng công đức thì sẽ bị hóa thành cho bụi ngay lập tức nếu như hòa thượng Tây ở trạng thái im lặng ngồi đọc kinh văn thì ngay cả quỷ tướng nhị phẩm mà động vào ánh sáng công đức của hắn thì cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Hòa thượng Tây này đã hóa thân thành thiên địch của đám quỷ tu cùng dai mất rồi. Trước khi bốn gã quỷ tu chạy đến tìm hòa thượng Tây báo thù thì vẫn đang điều tra gốc gác lai lịch của hắn, bọn chúng chuẩn bị chờ khi hòa thượng Tây vừa mới ra khỏi nhà giam khu Giang Nam thì sẽ xử lý hắn ngay lập tức. Ở đây cần phải nói rõ một chút, bởi vì nhà giam khu Giang Nam này là địa bàn của một đại nhân vật nào đó trong giới tu sĩ, mà bọn chúng còn chưa ngu si tới mức chạy đến địa bàn của vị đại nhân vật kia kiếm chuyện. Cho nên mới phải kiên nhẫn ngồi chờ Hòa thượng Tây mãn hạn tù được thả ra ngoài. Chỉ là không thể ngờ Hòa thượng Tây vừa mới ra khỏi nhà giam thì tự dưng lại thăng cấp lên cảnh giới nhị phẩm mất rồi. Vậy cho nên bốn gã quỷ tu chỉ có thể thay đổi kế hoạch, chuẩn bị thêm một số thứ khác nữa. Vì thế nên mới kéo dài thời gian một chút mãi đến hôm nay mới đến tận cửa tìm hòa thượng Tây này để báo thù. Chấm chấm. Sau khi bốn gã quỷ tu xuất hiện thì không nói nhảm câu nào. Bọn họ đồng thời tế xuất quỷ vật ở sau lưng ra, bốn người giơ tay lên, cùng ném một nắm huyết sa màu đỏ sậm ra. Bọn họ vừa xuất hiện thì cũng đã âm thầm tính toán bao vây hòa thượng Tây kia, huyết sa bị ném ra từng mảng như thế, hòa thượng Tây căn bản không có đường nào để tránh né huyết sa này được luyện chế thành từ thứ dơ bẩn nhất trên thế gian này, chuyên môn khắc chế ánh sáng công đức. Chỉ cần bị huyết sa này với chúng thì dù là ánh sáng công đức có sáng ngời dày đặc cỡ nào đi nữa thì tạm thời cũng sẽ bị khắc chế. Đối với bốn quỷ tu kia mà nói, sau khi phá vỡ một thân ánh sáng công đức phiền phức nhất của Hòa Thượng Tây xong thì không khác gì phá hủy được cái mai rùa của đối phương. Huyết sa thuận lợi bị ném trúng người của Hòa Thượng Tây, ánh sáng công đức quanh người hắn lập tức bị lu mờ, ánh sáng công đức tạm thời bị phòng ấn, lại, nếu muốn khôi phục lại được như lúc ban đầu thì ít nhất cũng phải chờ 5-6 phút đồng hồ gì đó. Nghiệp chướng, mắt của hòa thượng Tây Long lên, tức giận gầm lớn một tiếng, hắn giật đứt chuỗi Phật châu trên tay mình, sau đó bắn chúng ra. Trên Phật châu phát ra ánh sáng màu vàng kim, bắn về phía bốn gã quỷ tu. Đây chính là một trong những tuyệt chiêu mà hòa thượng Tây dùng để đối phó với quỷ vật. Đáng tiếc chính là lực công kích của Phật châu lần này hơi thấp một chút. Bốn gã quỷ tu chỉ phun một phiến khói đen ra thì đã có thể cản lại đòn tấn công của Phật Châu. Hòa Thượng Tây nói với vẻ cực kỳ không cam lòng. Nếu như không phải vì mấy tháng trước Phật Châu cũ của Bần Tăng đã dùng mất ở trên chiếc tàu ngầm kia thì sao có thể bị các ngươi ngăn cản lại dễ dàng như thế chứ? Phật Châu ban nãy hắn bắn ra là do hắn mới vừa làm ra lúc ở trong tù, cho nên uy lực thấp hơn một chút. Nhưng mà đòn tấn công của Phật Châu cũng đã tranh thủ được chút thời gian ngắn ngủi cho Hòa Thượng Tây. Ngay sau đó, tăng bào rộng thùng thình của hắn bắt đầu bay bay, chợt có một thanh kim cương sử trượt ra, rơi vào tay của hắn. Hòa thượng Tây vung kim cương sử lên, xông mạnh về phía cái tên quỷ tu ở bên phải. Địch thì đông, ta chỉ có một mình, nên trước tiên phải đột phá vòng vây, sau đó lại đánh bại từng tên. Khắc khắc khắc, bốn gã quỷ tu đồng loạt phát ra một tràng cười quỷ dị. Ngay sau đó, phiên khói đen mà bọn chúng phun ra lại dung hợp lại với bốn quỷ tướng ở sau lưng quỷ tướng lại dung hợp lại cùng với bản tôn của bọn chúng. Trong nháy mắt đã hình thành một oán quỷ đại trận. Tu vi của bốn gã quỷ tu đều là nhị phẩm, oán quỷ sau lưng bọn họ cũng đều là quỷ tướng nhị phẩm, chàng diện này cũng tựa như tám đánh một vậy. Oán quỷ đại trận biến hóa, mặc kệ là hòa thượng Tây tấn công gã quỷ tu nào trong trận thì cũng chỉ như tấn công bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng liên thủ với nhau mà thôi. Keng, kim cương sử của hòa thượng Tây bị một đôi hắc đao chặn lại. Dầm, cỗ man lực từ cú tông mạnh kia cũng bị khói đen ngăn lại, nháy mắt mà cỗ khói đen kia đã trở nên cứng rắn còn hơn cả sắt thép, lực phản chấn khiến cho hòa thượng Tây nổ đom đóng mắt. Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến, sao có thể để cho hắn chạy thoát dễ dàng được kia chứ? Bọn ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát đâu. Hạt giống oán quỷ cực phẩm do tộc bọn ta tốn bao năm bồi dưỡng như thế, là hạt giống oán quỷ cực phẩm có hy vọng tấn chức lên thành quỷ vương tứ phẩm lại bị ngươi lén lúc tịnh hóa như thế, mối hận này thề không đội trời chung. Một gã quỷ tu cắn răng trầm giọng nói. Song đao trong tay của hắn ta điên cuồng chém về phía hòa thượng tây, thế tấn công dồn dập hệt như cối say thịt vậy. Kim cương xử của hòa thượng tây ngăn cản đôi song đao của đối phương chém tới, mặt thì đần thối ra. Hắn hoàn toàn không nhớ mình đã độ hóa hạt giống oán quỷ cực phẩm gì mà gã quỷ tu này vừa mới nói khi nào cả. Cả đời này hắn đã độ hóa rất nhiều oán quỷ, nên không nhớ cũng là chuyện thường. Khi một người bỏ ra mấy chục năm để lên cơn dở hơi đi giết mấy vạn con kiến thì sao mà hắn có thể nhớ được con kiến nào có vẻ hơi đặc biệt so với mớ còn lại trong số mấy vạn con kiến mà hắn đã giết được? Nếu như có thể nhớ được con kiến nào có khoang bụng bự nhất, con nào có chân dài nhất thì ấy là biến thái mất rồi. Để ta cản hắn, các ngươi mau vấy bẩn hắn đi. Phá hủy công pháp Phật môn của hắn gã quỷ tu dùng xong đao kia lạnh lùng nói. Ngoại trừ huyết sa dùng để tạm thời phong ấn ánh sáng công đức kia ra, đám quỷ tu còn chuẩn bị rất nhiều bảo vật có tính với bẩn. Khắc chế của tu sĩ Phật môn đối với quỷ tu thật sự quá lớn, cho nên, đám quỷ tu vẫn luôn nghiên cứu cách phá ngược lại công pháp của Phật môn. Bọn họ đã nghiên cứu ra đủ thứ dơ bẩn, độc vật chuyên dùng để đối phó với tu sĩ Phật môn, Phụt 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 phụt, bốn con quỷ tướng oán quỷ kia há miệng phun ra một thứ chất lỏng có màu xanh đen. Hòa thượng Tây bị nhốt ở trong trận không thể nào tránh né được, nên bị thứ chất lỏng màu xanh đen kia phun đầy mình. Cái này tên là nước diệt Phật, là kịch độc do quỷ tu bọn ta chuyên môn nghiên cứu ra. Dùng để phá chân khí nội công của Phật môn, chỉ cần bị dính nó thì nó sẽ xâm nhập vào thân thể của ngươi, trong vòng 3 giây sẽ cắn nuốt sạch sẽ chân khí Phật môn trong cơ thể của ngươi. Ha 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 bốn gã quỷ tu cười lớn, gã quỷ tu cầm xong đao lại tiếp tục tấn công ngăn cản hòa thượng tây để cho nước diệt phật kia phát tác. Ngoài ra lại có thêm hai gã quỷ tu canh thời cơ đục nước béo cò, chỉ cần hòa thượng tây để lộ sơ hở thì bọn chúng sẽ nhào lên tựa như một con rắn độc để lại vô số vết thương trên người của hòa thượng tây. gã quỷ tu cuối cùng không hề ra tay, hắn phải duy trì vận chuyển đại trận này để phòng hòa thượng tây thoát thân. lúc này gã quỷ tu không hề ra tay này mới mở miệng đếm. Một, hai, ba. Sau ba tiếng đếm, bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng đồng thời xông lên tấn công. Vừa ra tay thì dốc hết toàn bộ tuyệt học vào hàng võ kỹ kinh điển của quỷ tu như tam hồn quỷ thoái, diệt nhân quyền, bất tử thần công, hận sự đao, toàn bộ tuyệt chiêu phóng ra ảo ạt. Bốn con quỷ tướng thì huyễn hóa ra đủ loại quỷ trảo, quỷ vĩ, quỷ binh, đánh qua tới tấp. Nhân dịp nước diệt Phật phát tác, bọn họ nhất định phải một cú hốt trọn bắt cho bằng được hòa thượng tây chấm mẹ cái chất lỏng màu xanh này là gì đây bắn lên bẩn hết cả người của bần tăng rồi thích chơi dơ chứ gì các ngươi dám chọc giận ta hôm nay bần tăng sẽ khiến cho các ngươi xem rõ tuyệt học thật sự đây hòa thượng tây tức giận nói ngay sau đó chỉ thấy hắn vói một tay túm lấy một đầu của kim cương sử kia vuốt một cú thật mạnh tiếp theo có một mảnh kiếm nhận bị kéo ra từ bên trong kim cương sử cái kim cương xử này là pháp khí đã được cải tạo rồi, bên trong còn cất giấu cả nhuyễn kiếm nữa. Xem kiếm đây, Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm, Hòa Thượng Tây hét lớn một tiếng, tay run lên vẽ nên vô số đường kiếm. Mỗi một kiếm vẽ ra thì đều có một đạo cầu vòng tiên khí theo cùng. Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm này mới thật sự là võ khí chính thức của Hòa Thượng Tây, khi hắn tấn cấp lên cảnh giới nhị phẩm, mở được khí hải đan liền xong thì mới có thể chính thức thi triển môn kiếm thuật thần kỳ này mỗi một đạo cầu vồng tiên khí này đều cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm toàn bộ cầu vồng tiên khí này đều là kiếm khí được áp xúc lại chém rúng thì sẽ bị trọng thương đây chính là kiếm thuật nổi danh của một đại môn phái không thể nào sao hắn lại không bị nước diệt phật ảnh hưởng chứ nước diệt phật chẳng có chút hiệu quả nào cả sao lẽ nào mua phải hàng dởm rồi không thể nào Ta mua mớ nước diệt Phật này từ trong tay của một vị quỷ tu tiền bối được đánh giá 5 sao chất lượng cao đấy. Người ta buôn bán uy tín lâu năm, được cho hẳn năm sao luôn, tuyệt đối không thể nào là hàng dởm được. Keng 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 keng. Ken. Hòa thượng Tây Dùng một đỡ tám, tiên diệu đạo huyền kiếm một hơi ngăn cản toàn bộ tuyệt học của đám quỷ tu kia lại. Phẩm cấp của tiên diệu đạo huyền kiếm này cao hơn phẩm cấp phó học của đám quỷ tu kia nhiều lắm. Thậm chí cái gã quỷ tu dùng chân và dùng quyền kia còn bị kiếm khí có mang theo cầu vòng tiên trí kia của hòa thượng Tây gây thương tích, nắm đấm và bàn chân đều xuất hiện mấy vết kiếm, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả bộ vest chúng mặc trên người. Chạm đến là bị thương, hơn nữa, nếu như không xử lý cho nhanh thì kiếm khí của tiên diệu đạo huyền kiếm sẽ để lại thương tật vĩnh viễn nữa. Bốn gã quỷ tu này vĩnh viễn sẽ không thể nào đoán được, cái tên hòa thượng Tây này hay làm ra vẻ cao tăng đắc đạo chuyên tích góp 10 vạn ánh sáng công đức thế thôi chứ thực tế tên dở hơi này lại tu công pháp đạo môn chính cống, căn bản chẳng hề lan quyên khỉ khô gì với công pháp Phật môn hết. Kịch độc nước diệt Phật chuyên môn được tạo ra để nhằm vào công pháp Phật môn thì có thể làm gì được hòa thượng Tây chứ? Nói đùa cái gì chứ, đáng chết, cho dù nước diệt Phật không có hiệu quả thì bốn người chúng ta cộng thêm quỷ tướng lẽ nào lại không bắt được thằng lừa chọc này à? Dốc sức tấn công, cố gắng một chiêu bắt được hắn. Gã quỷ tu phía bên phải cắn răng nói bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tấn công. Thời gian của bọn chúng chẳng có bao nhiêu, nếu như quá 5 phút đồng hồ, ánh sáng công đức biến thái của đối phương khôi phục lại, không còn bị huyết xa vấy bẩn nữa thì bọn chúng sẽ không dễ gì mà bắt được hòa thượng Tây. Thế là những đòn tấn công của đám quỷ tu lại đổ xuống dồn dập như vũ bão. Hòa thượng Tây chỉ có thể cắn răng, thi triển tiên diệu đạo huyền kiếm thêm lần nữa, cố gắng gồng mình chống đỡ. Năm giây sau, Hòa Thượng Tây há mồm thở dốc. Trạng thái của hắn bây giờ không được tốt lắm, uy lực của Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm lại cực lớn, thậm chí đủ để khiến hắn lấy một đấu tám mà vẫn không rơi vào thế yếu. Nhưng uy lực cường đại cũng đại biểu cho tiêu hao cực lớn. Mỗi một đạo cầu vòng tiên khí của Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm đều là kiếm khí được áp xúc lại. Trông vừa đẹp mắt lại chí mệnh, tiêu hao cũng cực lớn. Hòa Thượng Tây vừa mới đột phá cảnh giới nhị phẩm không bao lâu, Số lượng chân khí ở trong khí hải đan điền chẳng được bao nhiêu. Bây giờ hắn chỉ đang cố gắng chống chọi mà thôi. Nếu như trước khi chân khí trong cơ thể tiêu hao toàn bộ mà vẫn không thể nào đột phá được vòng vây thì hôm nay cái thân hơn 300 cân, 150 kg của hắn sẽ phải bỏ lại đây rồi. Trước mắt, công kích của bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng lại mạnh thêm. Hơn nữa bọn chúng còn kết hợp với trận pháp, công thủ luân phiên rất có trật tự khiến cho hòa thượng tây không cách nào thoát ra khỏi trận pháp được lẽ nào hôm nay ta phải chôn đời ở đây hay sao hòa thượng tây nghĩ thầm trong lòng pháp bảo trên người hắn cùng lắm chỉ có thể đỡ nổi một kích toàn lực của tu sĩ nhị phẩm mà thôi cho dù có khởi động phòng ngự trên pháp bảo thì hắn cũng không thể nào chạy thoát được hắn vừa mới tấn cấp lên nhị phẩm vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu của tu sĩ cấp bậc nhị phẩm biết trước như thế thì lúc ra khỏi nhà giam ta cứ ngoan ngoãn về gặp sư phụ là được của nhiên, làm người thì phải biết hiếu thuận, một khi bất hiếu thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Móc lửng. Sư phụ, nếu như còn có kiếp sau thì ta vẫn xin làm đệ tử của ngươi. Móc lửng. Nhưng kiếp sau ngươi nhất định cũng phải cho phép ta quy y xuất ra đấy nhé. Móc lửng. Trong đầu hòa thượng Tây đang suy nghĩ nguyên man, bởi vì mới liên tục đỡ đòn của bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng nên cánh tay cầm kiếm của hắn cũng đang run lên. Đã đến cực hạn mất rồi, hòa thượng tây cắn răng, mắt lóe hung quang, ít nhất cũng phải để hắn chém chết được một tên mới được. Có chết thì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Cẩn thận đấy, có thể hắn đang muốn liều mạng phản kích kia. Bốn gã quỷ tu này có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhìn ra hòa thượng Tây đang muốn liều mạng. Thế nên kiểu tấn công của bọn chúng lại đổi thành đánh luân phiên, căn bản không cho hòa thượng Tây có cơ hội liều mạng. Thế giới này, ai cũng cáo giả cả. Chấm. Trên bầu trời, linh quỷ của Tống Thư Hàng lặng lắng đứng nhìn. Trận chiến bên dưới đã tăng thêm rất nhiều suy ngẫm cho nó. Sau này phải cẩn thận để ý mấy thứ dơ bẩn dùng để đối phó ánh sáng công đức này một chút. Kiếm thuật của hòa thượng Tây kia rất khá, đáng chết, rõ ràng hắn là một gã hòa thượng kia mà, sao lại có thể học được kiếm thuật ngầu lòi như thế? Thế mà, bọn ta, lại chỉ có thiên phú về đao pháp là sao? Cái trận pháp kia của đám quỷ tu mạnh thật, nhất định phải cảnh giác tuyệt đối không thể bất cẩn như gã hòa thượng Tây kia, sợ ý rơi vào trong trận pháp của đối phương, biến thành con thú bị nhốt trong lồng được. Xem ra hòa thượng Tây kia sắp chịu hết nổi rồi, cũng đến lúc ta phải ra tay rồi đây. Móc lửng, giữa không chung, linh quỷ khẽ khựng lại. Sau đó nó thi triển thân pháp, quân tử vạn lý hành, lướt nhanh xuống từ trên không chung. Theo một ý nào đó mà nói, thì linh quỷ chính là phân thân của Tống Thư Hàng những gì Tống Thư Hàng biết thì nó cũng biết, những thứ mà Tống Thư Hàng lĩnh ngộ được thì nó cũng có thể lĩnh ngộ được, đương nhiên, có một số kỹ năng bị giới hạn thể chất thì dù cho linh quỷ nó có biết rõ lý luận thì cũng không thể thi triển ra được. Trong quá trình bay xuống, hai tay của linh quỷ chắp lại, thi triển hai năng lực thiên phú của mình. Cái hộ thuẫn màu vàng nhỏ xuất hiện ở tay trái của nó, còn tay phải thì có cây kiếm nhỏ màu vàng. Trái thuẫn phải kiếm, thánh quang kiếm thuật, thánh quang chảm ác kiếm. Linh quỷ chọn dùng loại kiếm thuật đặc biệt này để mở đường. Nếu như là bản thể của Tống thư hàng ở đây thì thi triển trưởng tâm lôi chính là đòn tấn công phù hợp nhất, chỉ cần đắc thủ thì chớp mắt đã có thể phế bỏ một con quỷ tướng của đối phương. Nhưng bởi vì lý do thể chất, cho nên linh quỷ không thể dùng được trưởng tâm lôi mà Bạch Tôn giả đã truyền thụ được. Cho nên chỉ có thể lùi để cầu tiến, chọn dùng loại công pháp Thánh Quang kiếm thuật có hiệu quả khắc chế oán quỷ tương đương với công pháp Phật môn này. Tốc độ di chuyển của linh quỷ được, quân tử vạn lý hành, tăng cường, đã gần đạt đến đến tốc độ ngự kiếm phi hành của tu sĩ tứ phẩm luôn rồi. Chỉ trong nháy mắt thì nó đã xuất hiện ở sau lưng quỷ tu số 1 và con quỷ tướng của gã ta. Đồng thời, linh quỷ há miệng, môi mấp máy. Chỉ là không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào, nó chỉ lẳng lặng đọc nhầm, thánh quang ơi, thứ tạ ác kia thoạt nhìn đáng để đánh một trận. Cái bộ kiếm thuật cải biên từ kiếm thuật phương Tây này khá dở hơi, tuy rằng không cần đọc đoạn, kiếm quyết, này cũng có thể thi triển được kiếm thuật, nhưng nếu như đọc kiếm quyết thì uy lực của kiếm pháp có thể được tăng cường thêm chừng hai phần. Diệp Sư Tỷ đã từng chỉ đạo Tống Thư Hàng, đưa ra hai loại suy đoán về bộ kiếm quyết này, một là cái kiếm quyết này là một đoạn chú văn tương đương với, cấp cấp như luật lệnh, của đạo thuật, có thể khiến cho kiếm thuật có thêm hiệu quả tấn công pháp thuật, để gia tăng uy lực của kiếm thuật. Hoặc có thể nó là một loại khẩu lệnh kiểu thôi miên bản thân, khiến cho mình bộc phát ra được tiềm lực lớn hơn nữa. Tóm lại, chỉ cần ra mặt dày một chút, lớn giọng đọc đoạn chú văn kỳ quái này lên thì uy lực của thánh quang kiếm thuật thi triển ra sẽ có thể tăng mạnh. Thánh quang kiếm thuật chém thật mạnh lên sau lưng của con quỷ tướng nọ. Tốc độ quá nhanh, tuy rằng quỷ tướng và gã quỷ tu số một kia cảm ứng được có người đánh lén ở sau lưng rồi, nhưng chúng còn chưa kịp quay lại phòng thủ thì sau lưng của con quỷ tướng kia đã trúng một kiếm. À, 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 quỷ tướng rú lên thảm thiết một kiếm đánh lén này quá hèn hạ trong lúc không hề có phòng bị gì lưng của con quỷ tướng kia bị chém ra thành một vết thương dài gần một thước chiếu chút nữa là thân thể nó đã bị chém thành hai nửa rồi không chỉ có thế trên kiếm của đối phương lại mang theo sát thương thánh Diễm rất đáng ghét kia nữa thứ này đám quỷ tu cũng biết đây là thủ đoạn của phương Tây cũng giống như công pháp Phật môn nó cũng tăng thêm thương tổn cho quỷ vật Tuy rằng hiệu quả thương tổn vẫn thua công pháp Phật môn, nhưng nó ăn điểm ở chỗ cái gì cũng có thể đốt, tính dính người cao, nếu như không nghĩ cách dập tắt nó đi thì thánh diễm đó có thể cháy hoài cháy mãi đến khi quỷ tướng chết đi mới thôi. Trình độ dính người quả thực khiến người ta phát rồ. Hòa thượng Tây đang bị bao vây cũng trông thấy viện quân, lập tức kích động hẳn lên, nhìn thấy hy vọng thì hắn lại càng ra sức phản kháng hơn. Sau khi một kích đắc thủ, linh quỷ cũng thoáng nhíu mày một kiếm ban nãy lại không thể xử lý được con quỷ tướng của đối phương khiến nó hơi bất mãn. Bất quá, thôi bỏ đi, không giết được thì thôi vậy, chỉ cần đánh trọng thương được tới một trình độ nhất định thì cũng đủ rồi. Chỉ cần quỷ tướng bị thương đến một trình độ nhất định thì đã không còn sức phản kháng nữa, nuốt chừng nó sẽ không còn khó khăn gì. Ngay sau đó, linh quỷ há to miệng. Kinh thôn thuật. Rõ ràng kinh thôn thuật chỉ dùng để nuốt linh thú tinh, nhưng do linh quỷ thi triển ra thì lại vô cùng đáng sợ quả thực đúng là nuốt chửng thật sự, nó há miệng ra dùng sức hút thật mạnh, con quỷ tướng đang bị thánh diễm thiêu cháy kêu la oai oái kia đã bị một lực hút khổng lồ kéo tới, sau đó con quỷ tướng khổng lồ lại bị linh quỷ nuốt chửng cái một. Đấy là một cảnh tượng khá quỷ dị, linh quỷ há miệng ra thật rộng, nuốt chửng một con quỷ tướng to gấp đôi nó. Sau khi nuốt chửng con quỷ tướng kia xong, linh quỷ liên tục lùi lại phía sau, dựa vào tốc độ ngựa kiếm phi hành của tu sĩ tứ phẩm, bay vọt lên bầu trời. Bốn gã quỷ tu ở bên dưới chỉ có thể chố mắt nhìn nó bay lên cao mà chẳng thể làm gì. Biết bay đôi lúc lại là một năng lực rất khó giải thích. Tuy rằng quỷ tu có thể sai sử quỷ tướng của mình bay lên, nhưng tốc độ bay của quỷ tướng thì thua linh quỷ xa lắc xa lơ, có dí theo cũng chẳng kịp hít bụi của nó. Mất đi một con quỷ tướng, đại trận do bốn gã quỷ tu tạo thành đã không còn hoàn mỹ nữa rồi, áp lực của hòa thượng Tây ở trong trận cũng vơi đi phần nào, khả năng phản kháng lại cộng hai trên không trung hức linh quỷ thỏa mãn nấc một cái trong miệng phun ra một đoàn cặn của thánh diễm khi phát động kình thôn thuật thì khả năng tiêu hóa của linh quỷ cũng được cường hóa lên linh quỷ của tống thư hàng có hệ tiêu hóa đặc biệt của riêng nó hơn nữa cái hệ tiêu hóa này cũng có thể được kình thôn thuật cường hóa ba giây sau một con quỷ tướng nhị phẩm đã bị tiêu hóa sạch sẽ không còn sót lại miếng nào hức linh quỷ lại thỏa mãn nấc thêm một cái trên lưng nó hai vết thương không cách nào khôi phục nay đã hơi khép lại một chút rồi ánh sáng của linh quỷ sáng ngời nhìn chằm chằm vào ba con quỷ tướng còn lại tham lam liếm môi sau một khắc tay phải của nó cầm thuẫn tay phải cầm kiếm lại thi triển thân pháp quân tử vạn lý hành lần nữa lao xuống phía dưới tựa như con chim ưng săn mồi đám quỷ tu bên dưới vẫn luôn đề phòng linh quỷ cái thứ chết giấm kia lại dám xuống nữa kia lần này nhất định phải xử lý nó gã quỷ tu thứ hai tức giận gầm lên trên lưng quỷ tướng của hắn đột nhiên lại mọc ra một quỷ chảo trên quỷ chảo kia bốc lên quỷ diễm ngùn ngụt bắn về phía linh quỷ đang bay ở trên trời linh quỷ dơ hộ thuẫn màu vàng trên tay lên đỡ dễ dàng ngăn chặn mấy đoàn quỷ diễm kia lại còn cây kiếm nhỏ màu vàng khác ở trên tay nó lại xảy ra biến hóa khác thân kiếm hơi uốn lượn hóa thành một thanh đao màu vàng loại năng lực thiên phú có thể biến hóa hình thái này cũng là gần đây linh quỷ mới vừa lấy được. Tay cầm đao màu vàng, đao khí tung hoành, nghịch lân đao pháp, long vũ thức. Đao khí biến thành một con chân long trông rất sống động, bao phủ toàn bộ thân thể của linh quỷ ở bên trong. Linh quỷ được lớp phòng ngự đao khí chân long này bao phủ, đâm sầm vào trong trận pháp của bốn gã quỷ tu, đáp xuống trên đỉnh đầu của hòa thượng Tây. Đao khí chân long bao trùm cả hòa thượng Tây vào bên trong. Đáng chết, nó đang muốn cứu người. Bốn gã quỷ tu tức giận, lực độ tấn công lại tăng mạnh, toàn lực ra tay. Trong số mấy con quỷ tướng ở sau lưng của bọn chúng lại có thêm một con tế ra một lá phù bảo, cũng không biết cái phù bảo này có trình độ công kích cỡ nào nữa. Chỉ có thể cảm giác được công kích ở bên trong lá phù bảo này rất đáng sợ. Âm âm âm, công kích của đám quỷ tu giáng xuống trên đao khí chân long kia, nhưng lại hoàn toàn không thể nào phá vỡ được phòng ngự của đao khí chân long lực phòng ngự của cái nghịch lân đao pháp miễn dịch tấn công này quả thật mạnh tới mức người người khinh bỉ. Trên mặt linh quỷ lộ ra vẻ vui sướng, một tay nó nhấc hòa thượng tây lên, sau đó vèo một cái bay lên thật cao. Bốn gã quỷ tu hoàn toàn không thể nào đuổi kịp tốc độ của linh quỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh quỷ của ấm hòa thượng tây chạy khỏi vòng vây. Linh quỷ nhìn lại phía sau với vẻ lưu luyến không rời, tuy rằng nó rất muốn ăn hết ba con quỷ tướng còn lại, nhưng lá phù bảo do đối phương lấy ra khiến nó cảm thấy bất an lúc này không nên mạo hiểm làm gì. Lại nói, mục tiêu của nó vốn chỉ là muốn cứu hòa thượng Tây ra. Bây giờ đã đạt được mục tiêu rồi, vậy cho nên nó mang theo hòa thượng Tây, quyết đoán bỏ chạy. Chỉ để lại bốn gã quỷ tu đang tức giận kêu gào cực kỳ không cam lòng. Được cứu rồi, hòa thượng Tây thở vào một hơi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là về thành dưỡng sức rồi. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ân nhân cứu mạng mình cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối ơ ờ, quỷ vật à hòa thượng tây giật bắn cả mình nhưng ngay sau đó hắn lại trông thấy rõ ràng mặt mũi của quỷ vật này ân công hòa thượng tây lại giật mình thêm lần nữa đây chẳng phải là ân nhân đã cứu mạng hắn khỏi tay của gã quỷ tu đàn chủ đáng sợ kia lúc ở trong đường hầm hay sao sao tự dưng ân công lại biến thành quỷ vật thế này chẳng lẽ ân công đã ngủm củ tỏi rồi sao hốc mắt của hòa thượng Tây Đỏ ửng lên, trên mặt đầy vẻ thương cảm. Ân công, ngươi ỉa chết rồi hả? Tiếng chung của hòa thượng Tây không được tốt lắm, phát âm còn ngọng không được rõ ràng. Linh quỷ, gạch nối, lại nói, bây giờ nó đã xách hòa thượng Tây bay lên chừng 100 mét trên không, tương đương với một tòa cao ốc 35 tầng rồi. chương 567, nhật ký của cao tăng khổ hạnh. Linh quỷ của Tống Thư Hàng đã khôi phục đến phẩm cấp trung giai một lần nữa, ở trong cơ thể của nó còn có được một phần hạnh tâm phù văn, đó là thứ mà chỉ có linh quỷ thượng giai mới có được. Có được phần phù văn hạnh tâm này, linh quỷ của Tống Thư Hàng sẽ có được một phần tỷ lệ nhỏ có thể tiến hóa thành linh quỷ thượng giai. Linh quỷ trung giai có được trí lực khá cao, nhưng trí lực của linh quỷ thượng giai lại hoàn toàn không thua gì con người, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả tu chân giả bình thường, cũng có thể tu luyện một số pháp thuật quỷ đạo nữa. Kể từ sau khi Tống Thư Hàng hoàn thành đồng bộ với linh quỷ xong thì linh quỷ của hắn đang từ từ tiến hóa thành linh quỷ có phẩm cấp thượng giai. Tuy rằng nó vẫn là linh quỷ có phẩm cấp trung giai, nhưng đã có được trí lực cực cao. Hòa thượng Tây Căn Bản không hề chú ý nhận ra rằng bản thân mình đang đứng ở làn danh sinh tử, vẫn tiếp tục mở miệng hỏi dò. Ân công à, có phải ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không? Tu sĩ cường đại cỡ như Ân công mà biến thành quỷ vật thì chắc chắn là do oán niệm gì đó, hoặc là còn tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành chăng? Nếu như Ân công vẫn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì Hòa Thượng Tây cảm thấy mình có trách nhiệm hoàn thành tâm nguyện này giúp cho Ân công. Ơn cứu mạng này không gì báo đáp nổi, huống hồ gì đối phương còn cứu hắn đến tận hai lần. Linh quỷ, gạch nối. Hòa Thượng Tây chờ một lát, thấy Ân công mãi mà chưa nói tiếng nào thì nghi hoặc hỏi lại: ân công à, nếu như ngươi có tâm nguyện gì thì có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ hoàn thành giúp ngươi. Linh quỷ, gạch nối, ân công, nói gì đi chứ, hòa thượng Tây gọi thử, đột nhiên trong lòng hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ không phải vì ân công vẫn còn nguyện vọng gì chưa kịp hoàn thành, mà chẳng qua là vì hắn chưa được siêu độ thôi sao? Đây cũng là một chuyện bình thường, sau khi tu sĩ cường đại bất ngờ bỏ mạng, bởi vì tinh thần lực của bọn họ quá mức cường đại, nên rất dễ dàng khiến cho linh hồn của bọn họ biến thành quỷ hồn, lang thang khắp nơi. Quỷ hồn của ân công ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn, lẽ nào là vì muốn mình giúp đỡ siêu độ hắn hay sao? Ta hiểu rồi, ân công, ta nhất định sẽ dùng nghi thức long trọng nhất, siêu độ quỷ hồn của ngươi. Bây giờ ta sẽ im lặng đọc 300 biến kinh Phật làm nóng người cái đá, sau đó ân công tìm chỗ nào đáp xuống đi, ta sẽ chuẩn bị nghi thức siêu độ cho ân công. Hòa thượng Tây nói đầy vẻ chân thành. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu lặng lẽ đọc kinh Phật. Cũng không biết hắn đọc thứ kinh Phật gì nữa, hình như trong lúc đọc còn thêm thêm vài câu tiếng Anh với cả tiếng phạn vào. Lúc này, Linh Quỷ có xúc động muốn ném quách gã Hòa Thượng Tây này xuống từ trên không trung cho rồi. Không phải là nó không muốn nói, chỉ là nó không thể nào nói được mà thôi. Hòa Thượng Tây đã đọc xong một biến kinh Phật khá nhanh. Hắn chỉ chờ tụng xong 300 biến kinh Phật thì sẽ chuẩn bị nghi thức siêu độ cho Linh Quỷ. Khóe miệng của Linh quỷ co giật, giờ tay vung lên, hất hòa thượng Tây lên thật cao. Ớ, ờ, ân công, hòa thượng Tây gào lên oai oái đang ở giữa không chung đấy trời ạ. Bây giờ hắn đang ở giữa không chung đấy, cách mặt đất cả trăm mét lận. Hắn không có pháp khí phi hành, cũng chẳng biết bay luôn. Cho dù là tu sĩ nhị phẩm đi nữa, ngã xuống từ nơi cao như thế cũng sẽ bị nát bét ra mất. Có chân khí hộ thể cũng bằng thừa. Giữa không chung, hòa thượng Tây hoảng hồn la to ân công, có phải ta vừa nói sai cái gì rồi không? A à, à à, lúc này, linh quỷ bay xuống dưới người hắn giơ tay đỡ lấy hắn. Ân công, hòa thượng Tây khóc lóc lấm lem hết cả mặt mày. Nhưng ngay sau đó, linh quỷ lại hất mạnh cái nữa, mục tiêu của cú ném lần này là sân thượng của một tòa cao ốc 30 tầng. Cũng không phải là linh quỷ cố ý trả thù tên hòa thượng Tây ngốc nghếch này, mà là sách cái gã to như voi thế này bay mãi nó cũng sắp chịu không thấu rồi cường độ thân thể của linh quỷ cấp bậc nhị phẩm cũng có hạn. Sách theo một tên hòa thượng Tây to con phi hành với tốc độ gần bằng tu sĩ tứ phẩm lâu như thế, cũng đã gần đến cực hạn của nó rồi. Nếu như không đáp xuống thì hòa thượng Tây sẽ ngã xuống bẹp thịt từ trên không thật mất. Dầm! Hòa thượng Tây thuận lợi tiếp đất, nhưng bị dọa mướt hết cả mồ hôi lạnh. Lúc này, linh quỷ bay tới trước mặt hắn, vươn tay ra, dựng thẳng bàn tay trước mặt hòa thượng Tây. Hòa thượng Tây không hiểu mô tê gì, nhìn cánh tay của linh quỷ một hồi, sau đó hắn mới nghi hoặc vươn tay ra áp lòng bàn tay với linh quỷ. Tay của linh quỷ và hắn chạm vào nhau, hai bên tạo thành liên kết. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu của hòa thượng Tây, bản thể của ta còn chưa chết đâu, ta là linh quỷ, là linh quỷ đó. Móc lửng, hòa thượng Tây lập tức xấu hổ. Là linh quỷ à? Tuy rằng hòa thượng Tây chưa từng thấy linh quỷ, nhưng hắn từng nghe nói tới cái tuôn hách mà biết bao tu sĩ đều tha thiết mơ ước này rồi, cho dù là linh quỷ hạ cấp thì cũng có thể khiến cho tốc độ tu luyện của tu sĩ tăng lên gấp đôi. Có linh quỷ thì chẳng khác nào có thêm được một cái máy sạc điện di động hàng xịn ngon hơn so với mấy tu sĩ khác, có thể kéo dài lượng điện. Có linh quỷ thì không cần lo lắng chiến đấu thời gian dài nữa. Mà trước mắt, linh quỷ của ân công lại linh xảo như thế, hành vi và phong thái gần như không khác gì con người đây ít nhất cũng phải là linh quỷ có phẩm cấp trung giai đổ lên đúng không? Ha ha ha, hóa ra là linh quỷ à, ta đã bảo mà, với tu vi cường đại của ân công thì sao có thể ỉa chết, dễ như vậy chứ? Hoa ha ha ha, hòa thượng Tây chỉ đành cười gượng để che sự bối rối của mình. Sau đó, hắn cố ý bẻ lái sang chuyện khác. Ân công này, có phải ngươi tìm ta là vì có chuyện gì hay không? Linh quỷ ngồi thẳng dậy, ta tới tìm ngươi là vì muốn thỉnh giáo cách siêu độ vong hồn, móc lửng. Cách siêu độ à, ân công cũng có hứng thú với chuyện này sao? Hai mắt của hòa thượng Tây lập tức sáng rỡ lên, sau đó hắn lại moi moi móc móc ở trong tăng bào của mình, móc ra một quyển sách ố vàng cũ dích. Mặc dù cách siêu độ này rất quý báu, nhưng không thể sánh được với ơn cứu mạng hai lần của ân công. Thế là hòa thượng Tây cẩn thận đưa quyển sách cũ mềm kia cho linh quỷ. Ân công, đây chính là cách siêu độ mà ta lấy được, ta chính là tu luyện dựa theo nội dung ở trong này, sau đó là học được cách siêu độ vong hồn luôn. À đúng rồi, còn phải phối hợp chung với cái này nữa chứ. Hòa thượng Tây nói, sau đó lại móc ra thêm một quyển, Địa tạng độ hồn kinh, nói: Hai thứ này kết hợp với nhau thì có thể siêu độ đủ loại vong hồn luôn. Linh quỷ im lặng gật đầu, sau đó giơ tay giở quyển Địa tạng độ hồn kinh kia ra. Ở góc quyển sách có một dòng ghi chú của Hòa thượng Tây, độ hết chúng sinh, Bồ đề chứng giám, địa ngục chưa trống, thể không thành Phật. Linh Quỷ nhanh chóng lật qua vài trang, Tạng Độ Hồn Kinh này là một kinh văn bí truyền của một tông phái Phật môn nào đó, nội dung khá là thâm ảo. Chỉ mới đọc kinh văn thôi mà đã có thể dẫn dắt được linh lực trong đất trời dục dịch rồi. Cũng không biết Hòa thượng Tây này lấy được nó kiểu gì nữa. Vậy nên Linh Quỷ lật quyển kinh văn này ra đọc từ đầu chí cuối, nhớ kỹ nội dung của nó. Nó có trực giác rằng một ngày nào đó quyển Tạng Độ Hồn Kinh này sẽ phát huy công dụng rất lớn sau khi nhớ ký địa tạng độ hồn kinh xong, Linh Quỷ lại mở quyển sách ố vàng mà Hòa Thượng Tây vừa mới đưa. Nói là quyển sách thôi chứ nhìn nó chẳng khác gì một quyển sổ tay bình thường. Sau khi mở ra, Linh Quỷ lập tức trông thấy mấy chữ nhỏ ở phía trên. Nhật ký của Cao Tăng khổ hạnh. Linh Quỷ. Gạch nối. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Hòa Thượng Tây, tên này thật sự lĩnh mộ được cách siêu độ vong hồn từ trong cái thứ này sao? linh quỷ bán tín bán nghi mở quyền nhật ký này ra. Quyền nhật ký này cũng không phải do vị cao tăng khổ hạnh kia ghi, mà được ghi lại ở góc độ của người đứng nhìn, ghi lại quá trình khổ hạnh của vị cao tăng đó. Vị cao tăng ở trong quyền nhật ký này có quả đầu chọc lốc, người mặc quần áo vải đơn sơ, đi chân tần, người gầy gò ốm o, nhưng đôi mắt sáng ngời, tinh, khí, thần đều tràn trề. Nhật ký khá là dài dòng, hơn nữa nội dung của một số phần đều chỉ kể lại quá trình khổ hạnh của cao tăng kia mà thôi. Ví như cao tăng đi trong trời đông gió rét, hơn 10 ngày không ăn không uống. Chỉ riêng nội dung này thôi mà đã viết được tận 5 6 phần. Rồi lại như cao tăng đi trong khu rừng chỉ toàn đá vụn bén nhọn, đôi chân trần dẫm lên những viên đá bén nhọn kia, sống cảnh màn trời chiếu đất. Nội dung này cũng ghi lại hơn 5 phần. Trong đó cũng có kể lại quá trình chiến đấu lúc cao tăng gặp phải một số yêu quái nhưng cái quá trình khiến cho người ta cảm thấy hứng thú này lại bị người viết nhật ký tả lại rất sơ sài. Tác giả của nhật ký này thì lại thích tả lại quá trình chịu khổ của vị cao tăng này lắm, tả đủ kiểu hắn chịu đói, chịu khổ, chịu rét, chịu khát. Không biết có phải là ảo giác của linh quỷ hay không, chứ nó đọc mới một lát thôi đã cảm giác được cảm giác sung sướng từ trong từng câu văn con chữ của tác giả quyền nhật ký này. Mẹ nó, cái gã tác giả của quyền nhật ký nhất định là một tên ép nặng hắn trông thấy quá trình chịu khổ của cao tăng kia mà đã thấy toàn thân sướng run. Lật dở từng tờ từng tờ, thế là linh quỷ đã đọc quá nửa quyển sách mỏng tang này. Trong nhật ký viết vị cao tăng kia tiến vào trong một khu rừng già rất đáng sợ, bên trong chỉ toàn các loại trùng độc. Ngày đầu tiên sau khi cao tăng tiến vào bên trong đã bị trúng độc, thiếu chút nữa ngủm củ tỏi. Nhật ký dùng đủ loại từ ngữ hoa mỹ để tả chi tiết lại vị cao tăng này lúc trúng độc, môi tím ngắt, mặt bầm xanh, thở dốc rồn rập, đau đớn, tuyệt vọng giơ tay cào nát mặt đất. Quả nhiên tác giả của quyển sách này đang tìm niềm vui trên nỗi đau đớn của vị cao tăng này. Đây thật sự là một quyển nhật ký sao? Linh quỷ đã bắt đầu không tin lắm. Nó đang đồ rằng có khi nào đây là một quyển, tiểu thuyết, thời xưa do một vị cổ nhân nào đó viết ra hay không? Tác giả thông qua việc miêu tả kỹ lưỡng quá trình chịu khổ của vị cao tăng kia để thỏa mãn thú vui sở thích đen tối trong lòng của mình chăng? Hơn nữa, rốt cuộc là cái tên Hòa Thượng Tây này đứng ở góc độ nào để đọc quyển sách này để mà lĩnh ngộ ra được cách siêu độ vong hồn kia chứ? Linh quỷ lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Hòa Thượng Tây lần nữa, chỉ thấy hắn đang nhìn nó với ánh mắt tha thiết ngóng trông. Hơn nữa, ánh mắt của cái tên Hòa Thượng Tây kia khi nhìn quyển sách ố vàng này chẳng khác nào đang nhìn báu vật vô giá, sợ động tác dở sách của Linh quỷ mạnh quá sẽ làm rách quyển sách. Linh quỷ, gạch nối. Vậy nên, nó hạ quyết tâm cố nhịn, tiếp tục xem nốt quyền nhật ký này. Vị cao tăng ở trong quyền nhật ký này bị chúng độc cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng dựa vào ý chí kiên cường để áp chế kịch độc này, khôi phục sinh cơ một lần nữa. Áp chế mụ nội ngươi, kịch độc là thứ có thể dùng ý chí để áp chế à? Tả lại quá trình giải độc kỹ hơn tí thì chết ai à? Tốc độ dở sách của linh quỷ tăng lên thấy rõ. Vị cao tăng khổ hạnh nọ đi chân trần vượt qua bao núi cao đèo hiểm, lội qua biết bao sông sâu ao lầy, băng qua sa mạc, bơi qua biển rộng. Gặp phải rông gió, bị sấm sét đánh trúng, xông qua biển lửa, còn bị cả bão cát trôn sống nữa. Kinh nghiệm của hắn đúng là chịu không thấu luôn. Lật hoài lật mãi, đợi đến khi đã lật xong cả quyển, linh quỷ đột nhiên có được chút cảm ngộ. Nó nghĩ đến thân pháp quân tử vạn lý hành. Tuy rằng không muốn thừa nhận chút nào, nhưng nó luôn cảm giác kiểu khổ hạnh của vị cao tăng trong này rất hợp với quân tử vạn lý hành một cái là cách khổ hạnh của Phật môn, một bên là cách đi nhìn dặm đường của nho môn, giữa hai cái cũng có vài điểm chung. Có lẽ, khi nào rảnh thì bản thể cũng có thể thử đi lữ hành một chuyến chứ nhỉ. Không mang theo bất kỳ lương khô hay nước nôi gì, sau đó trèo đèo lội suối băng ngàn, sống cảnh màn trời chiếu đất giống như vị cao tăng khổ hạnh trong quyển nhật ký này vậy. Vượt núi, băng qua sa mạc, lội qua đầm lầy, bơi xuyên biển cả. Trải qua gió bão và sấm đánh, thể nghiệm bão cát và sóng thần. Sau đó, cũng giống như vị cao tăng khổ hạnh này, sau khi chấm dứt hành trình dài cả vạn dặm, toàn thân sẽ được thăng hoa, đây cũng là một cách tu hành khá hay chứ nhỉ? Trong lúc nghĩ thế, cuối cùng linh quỷ cũng lật đấy tờ cuối của nhật ký của cao tăng khổ hạnh. Tờ cuối cùng của nhật ký này rất ngắn. Cuối cùng, hắn đã tử ẹo. Ngay cả xương cốt cũng mục rũng ở trong đất sâu. Hắn dùng sinh mạng của mình làm điểm cuối cho chuyến khổ hạnh của đời mình. Linh hồn của hắn đã được thăng hoa đây chính là khổ hạnh tuyệt vời nhất, móc lửng, linh quỷ, gạch nối chấm. Ngay lúc này đây, trong lòng nó trào lên cơn xúc động muốn xé nát quyển sách này. Cái đệt con mợ nó cuối cùng hắn đã tử ẹo. Chết là sao? Còn có thể nói chuyện đàng hoàng nữa hay không đây? Vẫn là vấn đề kia, rốt cuộc cái tên hòa thượng Tây kia ngộ ra được cách siêu độ vong hồn từ chỗ nào chứ? Linh quỷ khép quyền nhật ký của cao tăng khổ hạnh lại, khóe miệng co giật, trả nó lại cho hòa thượng tây ân công có thu hoạch được gì không hòa thượng tây cẩn thận nhận lấy quyền nhật ký của cao tăng khổ hạnh này sau đó hỏi với vẻ mong chờ linh quỷ hỏi thẳng ta muốn biết ngươi làm cách nào để học được cách siêu độ từ trong quyển nhật ký này ơ ân công ngươi xem qua quyển nhật ký này rồi chẳng lẽ không thấy cảm động à hòa thượng tây hỏi ngược lại với vẻ kinh ngạc chẳng lẽ ân công không cảm thấy một vị cao tăng khổ hạnh như thế rất đáng được người người kính nể hay sao? Lúc ta xem đến cuối thì trong lòng lại dâng lên suy nghĩ muốn chúc phúc cho vị cao tăng khổ hạnh kia. Trong lúc ta đang có suy nghĩ này thì cuộc đời của vị cao tăng khổ hạnh kia lại xẹt qua đầu của ta giống như một bộ phim vậy. Sau đó, ta liền học được cách siêu độ vong hồn từ trên người của vị cao tăng khổ hạnh này. Hòa thượng Tây đáp lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Đây quả thực đang nói, hôm nay tôi giải đề số học" đột nhiên trong lòng sinh ra một cơn cảm động, trong đầu nghĩ đến định lý Pythagore, lại nghĩ tới hình tam giác từ trong định lý Pythagore này. Sau đó ta lập tức học được một môn thần công tuyệt thế tên là thần quyền hình tam giác. Linh quỷ thầm thở dài. Xem ra muốn tự mình lĩnh ngộ cách siêu độ vong hồn từ trong nhật ký của cao tăng khổ hạnh này là chuyện ẩn không thực tế. Chỉ có thể đổi sang cách khác. Hay là lát nữa quay về nhà một chuyến, lên nhóm cửu châu số một hỏi mấy vị tiền bối vậy. Trong số các tiền bối nhất định sẽ có người biết về cách độ hóa. Nghĩ tới đây, Linh Quỷ đang chuẩn bị tạm biệt Hòa Thượng Tây để quay về nhà một chuyến, đúng lúc nó còn muốn đi tìm Ngư Kiều Kiều nữa. Bích Thủy Các, thời Quang Thành. Kể từ sau khi Linh Quỷ rời khỏi Bích Thủy Các thì Tống Thư Hàng lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, nằm mê mang mãi đến tận bây giờ. Ở trong thời Quang Thành, Tống Thư Hàng đã hôn mê 5 ngày rồi. Cũng ngay lúc linh quỷ đọc nhật ký của cao tăng khổ hạnh thì phía sau lưng của Tống Thư Hàng đột nhiên toát ra 10 đạo vết thương. Máu tươi phun ra ảo ảo, nháy mắt đã thấm ướt cả bộ quần áo mới. Bộ quần áo mới này là do Diệp Sư tỷ thay cho hắn lúc hắn hôn mê. Tống Thư Hàng đang lâm vào hôn mê đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt có phù văn bay ra, phù văn lẫn vào hư không rồi biến mất tăm. Một lát sau, phù văn lại quay về từ trong hư không, chui lại từ trong mắt của Tống Thư Hàng chương 568, Bạch Đạo Hiếu, chưa có nhúc nhích. Sao tự dưng lại phun máu thế này? Lần này đâu có dám định gì đâu ta. Diệp sư tỷ lo lắng nói, một đạo chỉ rũ thuật trong tay cô nhanh chóng áp xuống lưng của tống thư hàng. Không phải là miệng vết thương của thư hàng bị nứt ra mãi nên thành quen đấy chứ. Cái thứ như vết thương này không thể nào vì hay bị toát ra mà thành thói quen đâu. Tống thư hàng mở to hai mắt, suy yếu cười khổ nói. Chào buổi sáng nhé, diệp sư tỷ tính thời gian thì đã là buổi tối rồi nên phải nói là chào buổi tối chứ thư hàng diệp sư tỷ thuần thục giúp tống thư hàng thay bộ đồ dính máu kia ra tống thư hàng chào buổi tối nhé diệp sư tỷ có đói không lúc ngươi đang hôn mê hình như vẫn luôn tiêu hao thể lực và năng lượng đấy dược sư nói tống thư hàng sờ bụng của mình hơi hơi cho ngươi này ít cốc đan của sở sở cô nương đấy lần này là vị hoa quả Diệp sư tỷ đưa một viên ích cốc đan cho hắn. Tống thư hàng nhớ đến một chuyện, bèn hỏi. Ơ ờ mà, ta nhớ sở sở có nói đã tìm được một không gian nhà bếp, ở trong đó còn có cả nguyên liệu nấu ăn mà. Diệp sư tỷ bình tĩnh nói. Ừ, nhưng đó đã là chuyện của năm ngày trước rồi. Tống thư hàng. Nguyên liệu nấu ăn trong không gian đó đã bị ăn hết sạch rồi. Dù sao cũng năm ngày rồi mà. Diệp sư tỷ cười nói. Tống thư hàng gạch nối. Chúng ta đừng có nói tới cái vấn đề đau lòng này nữa, bằng không thì ta sẽ khóc mất. Nguyên liệu nấu ăn chất đầy cả phòng mà chỉ mới ba ngày đã bị ăn hết sạch rồi. Khóc mắt của Diệp Sư Tỷ bắt đầu ửng đỏ lên. Đúng rồi, ban nãy ngươi lại dùng tới gì đi kia à? Sao tự dưng lại phun máu như thế? À, đúng là đã phát động, nhưng không phải là do ta làm, mà là do linh quỷ đã phát động bí pháp. Tống Thư Hàng cười khổ, nhìn cái bao tay tình yêu của mộc nghiêu kiếm khách ở trên tay mình. Vất vả lắm mới tìm được cách có thể ngăn cản cái bí pháp giám định này phát động, nhưng nào ngờ phòng được mùng một lại không phòng được 15. Sau khi Linh quỷ thỏa mãn một số điều kiện thì thứ mà nó tiếp xúc đến cũng có thể phát động bí pháp giám định của bản thể. Hơn nữa cũng có thể khiến cho bản thể phun máu ảo ạt. Mệt não quá đi mất, Xem ra trước khi nắm giữ bí pháp giám định này hoàn toàn thì sau này phải cố gắng quản thúc hành động của linh quỷ mới được. Tránh cho linh quỷ bất cần tiếp xúc với thứ gì đó đáng sợ, sau đó khiến hắn ngu ngu ngơ ngơ mất máu quá nhiều mà tự ẹo. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Sau đó, hắn nhớ đến kết quả giám định khi nãy. Nhật ký của cao tăng khổ hạnh, cuốn nhật ký miêu tả cuộc sống khổ hạnh của một vị cao tăng, lời dẫn siêu độ thuật của cứu thế Phật tông chỉ cần là kẻ trong lòng mang theo đại từ bi thì có thể lĩnh ngộ được cốt lõi của siêu độ thuật từ bên trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này. Người mang lòng từ bi mà đọc quyển sách này thì sẽ có được thu hoạch không tưởng. Móc lửng, mang lòng từ bi để đọc quyển nhật ký đó. Hiện tại Tống Thư Hàng đã hoàn thành đồng bộ với Linh Quỷ, chỉ cần hắn muốn thì cũng có thể đồng bộ với những thứ mà Linh Quỷ đã nhìn thấy và tiếp xúc qua. Bản nhật ký của Cao Tăng khổ hạnh này đã được Linh Quỷ nhớ kỹ rồi. Tống Thư Hàng có thể lật xem nhật ký của Cao Tăng Khổ Hạnh ở trong trí nhớ của mình tựa như xem sách thật sự vậy. Mang lòng từ bi để đọc quyển nhật ký này, Tống Thư Hàng xoa xoa huyệt thái dương. Như vậy thì có thể tìm được bí mật ẩn chứa bên trong nhật ký của Cao Tăng Khổ Hạnh này sao? Đang nghĩ gì thế? Diệp Sư Tỷ hỏi thử. Nghĩ phải làm sao để dùng lòng từ bi để đọc một quyển sách? Tống Thư Hàng cười nói. Diệp Sư Tỷ nghe thấy thế thì lập tức lên tinh thần. Sách gì thế? Tống Thư Hàng nói. Nhật ký của Cao Tăng khổ hạnh. Ở đâu vậy? Có thể cho ta xem cùng được không? Diệp Sư Tỷ vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Sư Tỷ muốn xem ta cũng không lấy ra được. Quyển sách này nằm trong đầu của ta. Nội dung có dài không? Diệp Sư Tỷ hỏi thử. Cũng không dài gì, hoặc nên nói là nó khá ngắn mới đúng. Tống Thư Hàng trả lời. Thế ngươi viết nó ra được không? Diệp sư tỷ vui vẻ dùng thủ tốc của tu sĩ, nhanh chóng lấy giấy và bút đến, cho dù dùng giấy bút để chép thì một giờ viết mấy vạn chữ cũng không thành vấn đề. Chép ra rồi thì cô cũng có thể cùng xem chung. Sau đó, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Diệp sư tỷ, Tống Thư Hàng bắt đầu viết nhật ký của cao tăng khổ hạnh ra. Thư Hàng viết một tờ thì Diệp sư tỷ xem một tờ. Diệp sư tỷ vừa xem vừa bình luận. Cái người tác giả này có thủ với vị cao tăng kia sao? Ta cũng nghĩ thế đấy, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nhưng đây chỉ là nội dung thể hiện ra mà thôi. Nếu như người có lòng nhân từ xem quyển sách này thì sẽ có thu hoạch không tưởng đỡ ở sắc gd của ta cho ta biết như thế. Vậy thì chúng ta hãy thử mang lòng từ bi đọc quyển sách này đi. Diệp sư tỉ sửa sang sắp xếp lại quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này lại thành một chồng, quay sang cười tươi giói với Tống Thư Hàng. Chỗ cửa ra vào của Vân Trung Các trong bích thủy các có ai không, làm ơn thả ta xuống có được không? Lý âm chúc muốn khóc quá đi mất, cô đã bị treo lên thành hình chữ đại mấy ngày liền rồi, nhưng chủ nhân của nơi này chẳng hề nghĩ tới việc thả cô xuống. Rốt cuộc còn muốn treo cô thêm bao lâu nữa dây? Cái tư thế này xấu hổ lắm đó được không? Hơn nữa mấy ngày rồi, giờ cô hơi bị mót tè. Lúc này, ở một khu vực xa tít bên ngoài hệ mặt trời con sứ phát sáng kia rời khỏi bích thủy các xong thì lập tức đi đến nơi này. Nơi này là một cái xào huyệt cũ của cô ta cách đây rất lâu, che giấu ở trong không gian nhị thứ nguyên. Bởi vì ẩn giấu khá tốt, nên suốt 3.000 năm nay cũng không bị ai phát hiện ra. Xét các góc độ mà nói thì đám mạo hiểm giả phải cảm thấy may mắn vì bọn họ không tìm ra được cái không gian nhị thứ nguyên này, bằng không dù có chết cả vạn người cũng đừng có hòng thuận lợi xông vào trong không gian nhị thứ nguyên này sau khi quay lại sào huyệt của mình xong, con sứ phát sáng kia lại lấy cái pháp thuật truyền thừa ám giả thời hoàn của tống đầu gỗ để lại ra, bắt đầu nghiên cứu món bảo vật này. Bao năm nay, cô đã làm bạn với viên cầu phát sáng này rất lâu ở trong thời quang thành rồi, cô vẫn luôn nghiên cứu viên ám giả thời hoàn này, chỉ là cho tới nay vẫn chưa có thu hoạch gì. Cái vật truyền thừa ẩn chứa pháp tắc thời gian này, trước khi bị kích hoạt thì nó chỉ là một viên cầu phát sáng bình thường mà thôi. Bất quá, sau khi tống thư hàng kích hoạt viên ám giả dạ thời hoàn này xong thì món bảo vật truyền thừa này rốt cuộc cũng xuất hiện một khe hở con sứa phát sáng này nghiên cứu dòng dã mấy ngày mấy đêm rốt cuộc cũng mỏ ra được chút ít nhưng trong lòng của con sứa phát sáng này không hề thấy vui mừng gì hơn nữa ngay tại lúc nghiên cứu về ám giả dạ thời hoàn có được chút khởi sắc thì con sứa phát sáng lại ngưng hết mọi hành động cô phong ấn viên cầu phát sáng này lại rất nhiều lớp một hơi đã tạo ra hơn trăm cái phong ấn bởi vì trong lúc cô ấy sắp sửa mở ra bí mật ẩn chứa bên trong ám dạ thời hoàn thì trong lòng lại dâng trào cảm giác xúc động bất an không thể nào tả được hơn ngàn năm nay cô không hề có cảm giác bất an này là do ta chuẩn bị chưa đầy đủ sao hay là bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để mở ám dạ thời hoàn này con sứa phát sáng lẩm bẩm dù sao thì truyền thừa có liên quan đến thời gian có hơi cổ quái cũng là chuyện thường nghĩ tới đây cô ta bỏ ám giả thời hoàn đã được phong ấn lại vào trong một cái dương báu. Trong nháy mắt khi cô ta bỏ viên cầu phát sáng này vào trong dương báu thì dường như xúc tua của cô đã xuyên thấu qua ám giả thời hoàn chạm phải thứ gì đó. Sau đó, có một bức ảnh chứa đầy oán niệm và sát khí đột nhiên xuất hiện ở trong tâm linh của cô ta. Thứ này cư nhiên có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm linh của cô sao? Suốt cuộc bên trong cái ám giả thời hoàn này chứa thứ đáng sợ gì đây? có khi ta phải tìm vài lão bằng hữu đến giúp một tay mới được. Con sứa phát sáng khẽ nói, sau đó cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía trái đất. Sau hàng xa số các trận hảo kiếp khi thiên đạo cũ và mới thay đổi, không biết đám lão bằng hữu của cô có còn bình an sống sót hay không? Trên trái đất, bên trong một di tích thượng cổ ở sâu dưới đáy biển. Tiểu đội mạo hiểm của Bạch Tôn Giả đang rè ra tiến lên từng bước một vô cùng thận trọng. Sau khi có được kinh nghiệm diệt đoàn một lần xong thì nhóm người của Bạch Tôn giả lại càng không dám khinh thường cái di tích thượng cổ này nữa. Mọi người nhớ kỹ mấy cái bẫy ở đây nhé, lần sau mang theo các đạo hữu khác ở trong nhóm đến đây thì cũng biết đường mà tránh." Bạch Tôn giả nói. Bên cạnh, Lạc Trần Chân Quân đang cầm một cái khung vẽ cứng ngắc, một tay đặt trên khung nhanh chóng vẽ bản đồ lại. Từ khi bọn họ đi vào đến nay đã gặp phải các loại bẫy dập gì, Lạc Trần Chân Quân đều vẽ ra rất kỹ càng. Sau khi Bạch Tôn giả kiểm tra qua thì linh điệp Tôn giả sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa, hai vị Tôn giả đồng tâm hiệp lực, nên mấy ngày qua mọi việc đều tiến triển hết sức thuận lợi. Trong quá trình đi sâu vào trong, thành viên của đội mạo hiểm ít nhiều gì cũng thu hoạch được rất nhiều bảo vật ở bên trong di tích này, có một số vật áp trận của trận pháp và bẫy dập đều là bảo bối cả. Sau khi phá giải trận pháp và bẫy dập xong thì có thể lấy được rất nhiều bảo vật. Lúc này, Bạch Tôn giả đang dẫn đường ở phía trước đột nhiên khựng lại, Linh điệp tôn giả đứng bên cạnh mới hỏi. Bạch đạo Hữu có bẫy gì à? Bạch tôn giả lắc đầu, hỏi ngược lại. Từ khi chúng ta tiến vào cái di tích này lại đến nay đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Lần thứ hai chúng ta tiến vào di tích cổ này là ngày 30 tháng 7, hôm nay là khuya ngày 4 tháng 8, đã gần qua sáng ngày 5 rồi. Tính ra thì đã 6-7 ngày rồi, còn nữa, qua sáng hôm nay thì đạo hiệu của ta chính là Vũ Kính Tử rồi hôm nay thì ta vẫn tên là tránh tinh tiên tử. Lạc Trần Trân Quân, Tuyết Lang Động Chủ, Bạch Hạc Trân Quân, Thông Huyền Đại Sư đứng kế bên đều lặng lẽ đưa mắt nhìn Linh Điệp Tôn Giả. Linh Điệp Tôn Giả im lặng quay đầu sang chỗ khác, lén thở dài. Nói cách khác là chỉ mới chừng 6 ngày thôi đúng không? Bạch Tôn Giả nhíu mày. Tuyết Lang Động Chủ nghi hoặc hỏi lại. Xảy ra chuyện gì à Bạch Tiền Bối? phù văn vạn lý phi độn thuật mà ta để lại cho Tống Thư Hàng đã tự động khởi động vì đến kỳ hạn 30 ngày rồi. Bạch Tôn giả nhíu mày nói. Hơn nữa, lại thêm bây giờ bọn họ đang ở bên trong di tích thượng cổ, nên tin tức từ bên ngoài mà muốn truyền đến đây cũng phải muộn một hai ngày. Nói cách khác, phù văn vạn lý phi độn thuật trên người của Tống Thư Hàng đã tự động khởi động từ một hai ngày trước vì đạt đến kỳ hạn 30 ngày rồi. Bạch Hạc Trân Quân giật mình. Kỳ hạn 30 ngày chẳng lẽ ở bên ngoài đã qua 30 ngày rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ đã tiến nhập vào trong một động phủ của một kẻ trường sinh viễn cổ cường đại có liên quan đến thời gian sao? Bạch tôn giả mở to hai mắt, sau đó, tôn giả lại lâm vào trong trầm tư. Lúc này, linh điệp tôn giả đứng bên cạnh lén con gái thở dài xong mới quay đầu lại. Ngay sau đó, linh điệp tôn giả kinh hãi. Ơ kìa, đợi đã, bạch đạo Hiếu, đừng có cử động. Hả, Bạch tôn giả nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ớ, sao mặt đất càng lúc càng gần mình thế này? chương 569, tiểu bạch, đợi ngươi. Dài, a à, dầm. Dù với tốc độ của linh điệp tôn giả thì cũng không kịp cứu vãn thảm kịch này xảy ra. Dưới chân của tiểu đội thám hiểm của bạch tôn giả bị sụp xuống thành một cái hố lớn. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất lại sụp đổ, dưới chân của mọi người cư nhiên lại ẩn chứa một vực sâu không đáy mọi người không kịp phòng bị nên rơi thẳng xuống vực a a a hôm nay lại sắp sửa bị diệt đoàn nữa hay sao cô nàng có đạo hiệu hôm nay là tránh tinh tiên tử kêu to tuyết lang động chủ một cảm giác thật đáng ghét thông huyền đại sư gạch nối lạc trần chân quân muốn thử ngự kiếm để giảm bớt tốc độ rơi xuống nhưng lại không được không thể nào bay lên được lẽ nào bị phù văn cấm không ảnh hưởng đến hay sao bạch hạc đạo hiếu người biến về nguyên hình dùng cánh bay thử xem có bay lên được không. Ta thử từ lâu rồi, nhưng ta cũng không thể nào biến về nguyên hình được. Bạch Hạc chân Quân cười khổ nói. Xem ra lại là một cái bẫy dập dạng hố rồi đây. Lúc này, Bạch Tôn giả đột nhiên lên tiếng. Ừm, mọi người cứ yên tâm đi, ta cảm giác sinh linh ở bên dưới chẳng có ác ý gì đâu. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên ngã xuống dưới là được rồi. Sinh linh ở bên dưới bên dưới có thứ gì à? Linh điệp tôn giả nghi hoặc hỏi lại, tại sao hắn lại chẳng cảm ứng được chút gì thế này? Khả năng cảm ứng của hắn không thể nào kém hơn bạch tôn giả được mà. Bịch 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 bịch, đội viên của nhóm mạo hiểm rất bình bịch xuống cái vực sâu kia từng cục như sủi cảo rơi vào nồi. Một lát sau, bạch tôn giả bình tĩnh leo ra khỏi hố, hắn vỗ vỗ quần áo, dùng pháp thuật tịnh y thuật, toàn thân lại biến thành trắng sạch như mới. Sau đó, bạch tôn giả lại bấm pháp ấn, khi triển một cái bình thổ chú ra, lấp đầy cái hố do mình ngã lún. Linh điệp tôn giả ôm Vũ Nhu tử chui ra khỏi hố, thực lực của Vũ Nhu tử lại yếu nhất, nếu như không phải có linh điệp tôn giả bảo vệ, rơi xuống từ nơi cao như thế thì cô khó mà tránh khỏi cảnh bị thương. Ngay sau đó, mấy người thông huyền đại sư, Lạc Trần chân quân, Bạch Hạc chân quân, giao Bá chân quân, Tuyết Lang động chủ đều leo ra khỏi cái hố kia. Tuyết Lang động chủ lên tiếng hỏi thăm, đây là nơi nào thế này? Lúc này, bạch tôn giả đột nhiên lại làm động tác im lặng. Ánh mắt của tôn giả nhìn về phía trước mặt, giống như đang chuyên chú nhìn cái gì đó. Mấy người linh điệp tôn giả cũng tò mò nhìn về phía mà bạch tôn giả đang nhìn, nhưng chỉ thấy nơi đó là một mảnh đất bị cháy xém đen thui, chứ chẳng hề có thứ gì hết. Linh điệp tôn giả dùng truyền âm nhập mật hỏi. Bạch đạo hiếu, phía trước có thứ gì à? Có đại năng viễn cổ đang khai đàn, chắc là nơi này có thứ gì đó tương tự như vật ghi lại hình ảnh, các người không nhìn thấy à? Bạch tôn giả tò mò xoay đầu lại, hỏi dò. Mọi người đều lắc đầu. Trong lòng mọi người đều hiểu được, đây là vấn đề do duyên rồi. Chỉ người có duyên mới có thể nhìn thấy những hình ảnh đó, người không có duyên thì dù có ở ngay trước mắt đi nữa thì cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hết. Trong lòng của các vị đạo hữu đều cảm thấy ngứa ngáy, đây chính là cảnh tượng khai đàn của đại năng viễn cổ đó, cho dù chỉ là hình ảnh được minh khắc lại đi chăng nữa thì cũng vô cùng quý báu. Đây chính là đại kỳ ngộ, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng bọn họ lại không thể nhìn thấy, thật sự khiến cho người ta sốt hết cả ruột. Lúc này, Bạch Tôn giả suy tư một lúc, đột nhiên nói: "Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi, có lẽ ta có cách có thể giải quyết được vấn đề này." Hắn quay đầu lại nói: "Các vị đạo hữu đừng có chống cự, ta sẽ triển khai năng lực thực tại ảo phạm vi nhỏ đấy." Nói đoạn, trên người bạch tôn giả như có một tầng, giới, nhàn nhạt tản ra. Linh điệp tôn giả nghĩ thầm trong lòng, không ngờ ở đây cũng có cơ hội được trông thấy thế giới sa mạc của bạch đạo Hữu ngóc lửng, mấy vị đạo Hữu khác cũng rất tò mò, bọn họ cũng biết chuyện thực tại ảo của bạch tôn giả là một thế giới sa mạc khổng lồ. Vài vị đạo hữu cấp bậc chân quân cũng rất tò mò với thực tại ảo này. Đây chính là thứ đặc biệt nhất của tôn giả thất phẩm thể nghiệm thế giới ảo giác này sẽ giúp ích rất nhiều cho bọn họ khi tấn chức tôn giả thất phẩm trong tương lai. Giới, nhàn nhạt kia trải rộng ra, nhưng cái thế giới sa mạc trong truyền thuyết lại không hề xuất hiện. Ớ, các vị đạo hữu cảm thấy khó hiểu, rõ ràng bọn họ cảm giác mình đã tiến vào trong phạm vi của thực tại ảo rồi mà, nhưng tại sao xung quanh lại không hề thay đổi gì hết là sao? Chẳng lẽ đây là một thế giới ảo giác trong suốt hay sao? Linh điệp tôn giả là người có kiến thức rộng rãi, thoáng cái đã đoán ra được lý do. Thật không thể ngờ Bạch Đạo Hiếu lại có tạo nghệ cao siêu ở thực tại ảo như thế, thế giới thực tại ảo của hắn đã không còn giới hạn riêng thế giới sa mạc kia rồi hay sao? Nhưng thế giới trong suốt này lại có nghĩa gì đây? Thực tại ảo chính là ảo giác có thể huyễn hóa ra thứ chân thực. Ở trong cái thế giới trong suốt này lại không huyễn hóa ra được gì thì còn làm ăn chi nữa? Trong lúc mọi người đang suy tư thì đột nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện giữa bọn họ, từ từ ngồi dậy. Thân ảnh đó có gương mặt bình thường, trông rất hiền lành, nói thẳng ra là mặt đúng chuẩn người tốt, cho dù có đi đóng vai ác thì cũng chỉ có thể đóng mấy vai kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm ấy. Tống tiền bối, tránh tinh tiên tử vũ nhu tử kinh ngạc kêu to. Thư hàng tiểu hữu á, sao tự nhiên hắn lại xuất hiện trong thực tại ảo của bạch tôn giả thế? Lúc này, sau khi Tống Thư Hàng xuất hiện thì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bạch chân Quân tiền bối, xin chào ngài, ta đang đứng ở bên cạnh ngài đây. Vũ Nhu Tử, hả? Bạch Hạc chân Quân, hả? Tuyết Lang Động Chủ, hả? Thông Huyền Đại Sư, gạch nối. Linh Điệp Tôn Giả, Lạc Trần chân Quân, Giao Bá chân Quân cũng như có điều suy nghĩ. Bạch Tôn Giả, gạch nối chính bản thân của bạch tôn giả cũng ngây ra không hiểu gì, khi nãy hắn đang thử triệu hồi thực tại ảo của mình. Nhưng nào ngờ không xuất hiện thế giới sa mạc kia, mà lại xuất hiện cái thế giới ảo giác kỳ lạ khó hiểu này. Hơn nữa, tự dưng xuất hiện Tống Thư Hàng là sao đây? Còn nữa, ban nãy Tống Thư Hàng vừa gọi là bạch chân quân tiền bối đúng không? Sao hắn thấy cảnh này quen quen thế nhỉ? Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Phanh lại, Mau phanh lại đi, tiền bối đừng nhảy, phía trước là vách núi đó. Trên mặt bạch tôn giả lập tức lộ ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng, hắn nhớ cảnh tượng này hình như là lần đầu tiên mình đi đua xe, sau đó chờ theo tống thư hàng lao xuống vách núi. Nhưng sao tự dưng lại xuất hiện thực tại ảo kiểu này chứ? Chúng đạo hữu trông thấy vẻ hoảng sợ trên mặt tống thư hàng thì không khỏi tự sờ lên ngực vấn lương tâm, khi đó tống thư hàng tiểu hữu phụ trách tiếp đón bạch tiền bối xuất quan đúng là đã phải chịu lắm gian chân rồi sau đó, ước chừng hơn 20 giây sau, Tống Thư Hàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngờ nghịch trông đến là ngây thơ con nai tơ, nói. Ví như tiểu bạch, đợi ngươi. Phụt, máu tươi phun trào. Vị Tống Thư Hàng tiểu hữu do thực tại ảo huyễn hóa ra bị bạch tiền bối tương cho một trường văn ra xa, máu tươi phun ảo ảo. Tất cả đạo hữu đều đần mặt ra, còn chưa kịp hiểu cóc khô gì. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng tiểu hữu bị đánh bay đi kia vẫn còn ngoan cường đứng dậy, tiếp tục nói lời thoại đợi ngươi dài lời còn chưa dứt thân ảnh của bạch tôn giả đột nhiên lóe lên nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh tống thư hàng tiểu hữu vỗ nhẹ lên người hắn một cái hờ hững nói hóa cát a à, vị tống thư hàng tiểu hữu này kêu thảm một tiếng lập tức hóa thành cát vàng rơi xuống đất cát vàng bay là tả đáng sợ quá má ơi bạch tiền bối giết người diệt khẩu kia mặc dù biết rõ Tống Thư Hàng tiểu hữu này chỉ là ảo giác huyễn hóa ra, nhưng Bạch Tiền Bối Ôn Nhu lại chọn giết Tống Thư Hàng tiểu hữu để diệt khẩu kia. Lượng tin tức của cảnh tượng này lớn quá trời quá đất. Tất cả đạo hữu đều cảm giác tim gan phèo phổi run rẩy, hình như trong lúc vô tình bọn họ đã thấy được thứ không nên thấy thì phải. Bất quá câu cuối cùng mà Tống Thư Hàng tiểu hữu nói là gì nhỉ? Mang ngươi à, hay là thay ngươi, đều là giai ni. Còn cái chữ dài cuối cùng là gì ta? hoàn toàn không liên quan khỉ khô gì với nhau hết ôi tò mò quá đi mất không biết câu cuối cùng mà tống thư hàng tiểu hữu chưa nói xong là cái gì nữa có đôi khi con người kỳ quái như thế đấy biết rõ rất có thể lời còn chưa nói hết ở trong miệng của tống thư hàng tiểu hữu chính là bí mật không thể bật mí thậm chí rất có thể sẽ khiến cho bạch tiền bối giết người diệt khẩu hoặc là bị bạch tiền bối đánh cho mất trí nhớ luôn ấy chứ nhưng bí mật càng nguy hiểm thì lại càng khiến cho người ta muốn thăm dò cây quả càng nguy hiểm thì càng ngon lành. Đáng tiếc, Tống thư hàng tiểu hữu lên sàn chưa kịp diễn xong đã bị đánh chết, chưa kịp nói hết câu. Trong lúc các đạo hữu đang suy tư, sau khi Tống thư hàng tiểu hữu số 1 bị hóa thành cát diệt khẩu xong thì thực tại ảo lại chuyển biến lần nữa, lại có thêm một Tống thư hàng tiểu hữu khác được sinh ra trong ảo giác. Tống thư hàng tiểu hữu số 2 vừa mới lên sàn đã lộ ra nụ cười khổ. Bạch chân quân tiền bối, xin chào ngài ta đang đứng ở bên cạnh ngài đây. Bạch tôn giả, lại đến nữa á. Ánh mắt của các đạo hữu sáng lên, lại đến nữa rồi kìa. Khóe miệng của bạch tôn giả co giật, sau đó tiền bối giơ ngón tay chỉ về phía tống thư hàng số điểm một cái. Cấm ngôn, đây là thực tại ảo của bạch tôn giả. Ở nơi này, hắn là người chấp trường tất cả. Hắn nói cấm ngôn xong thì vị tống thư hàng tiểu hữu số 2 vừa mới sinh ra kia lập tức im miệng, không hó hé tiếng nào trong lòng các đạo hữu lập tức dâng lên một loại cảm giác tiếc hùi hụi bạch tôn giả vỗ tay khiến các đạo hữu tập trung chú ý đến chỗ hắn sau đó hắn chỉ về phía xa các ngươi nhìn về phía kia xem thử đi các đạo hữu lại nhìn sang đó thêm lần nữa sau đó hai mắt của bọn họ sáng lên ở nơi đó vốn là một mảnh đất cháy đen thui nhưng bây giờ lại xuất hiện một cánh rừng rậm có cổ thụ che trời hoa cỏ xanh ngát suối chảy róc rách còn có một cái đạo tràng khổng lồ nữa. Sau khi bị thực tại ảo của Bạch Tôn giả bao vây xong thì có thể thông qua Bạch Tôn giả, nhìn thấy cảnh tượng đại năng viễn cổ này hay sao? Thực tại ảo còn có thể dùng như vậy sao? Ngay cả bản thân của linh điệp Tôn giả cũng không nghĩ được như thế. Các đạo hữu tạm thời bỏ qua chuyện tìm hiểu nội dung lời còn chưa tỏ của Tống thư hàng tiểu hữu, sự chú ý của bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Phía trên đạo tràng đó có thân ảnh của một vị đại năng như ẩn như hiện trên đầu hắn đội một đạo quan viễn cổ người mặc đạo bào kim vân ngồi trên một đài sen bằng bạch ngọc vị đại năng cổ xưa này đội một quang luân trông như một vầng trăng sáng bao phủ dung mạo của hắn khiến cho người ta không thể trông thấy rõ tướng mạo của hắn các vị đạo hữu chỉ mới trông thấy đạo quang luân trông như vầng trăng sáng kia thôi thì trong lòng cũng đã dâng lên rất nhiều cảm mộ rồi đạo quang luân tựa như mặt trăng kia chính là ánh sáng của đạo mà những trường sinh giả đã tạo ra nó giống như một mặt gương, bất kỳ tu sĩ trình độ nào, khi nhìn vào ánh sáng của đạo này thì đều có thể soi dọi ra chính bản thân mình, kết hợp với ánh sáng của đạo, có thể nhận được rất nhiều cảm ngộ khác nhau. Mà lúc này, vị đại năng cổ xưa kia đang kết ấn, một tay vẫy nhẹ phất trần, trong miệng đang giảng một thiên kinh văn được lưu truyền rất rộng rãi là Đạo Tạng. Chương 570, Trường Sinh giả bị nổ đầu rồi tất cả thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả đều biết sơ sơ về thiên kinh văn đạo tạng này, thậm chí mỗi người đều từng nghiên cứu về thiên kinh văn này rồi. Thế nhưng, đương khi vị đại năng cổ lão này mở miệng giảng giải thiên kinh văn đạo tạng kia thì tất cả mọi người trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả vẫn cảm giác được nó vô cùng huyền diệu. Nội dung của DTT được vị đại năng cổ lão kia dùng vài câu giảng giải thấu đáo, biến thành đại đạo tri âm. Từng chữ như châu ngọc, mỗi câu mà Điên kia nói ra đều như cộng minh với lực lượng đại đạo trong đất trời. Luận đạo mà có cả dị tượng xuất hiện, mây lành răng kín, trong hư không còn có cả vô số đóa sen vàng nở rộ, sau đó thì lục tục tiêu tán. Tất cả thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả, thực lực cao thấp khác nhau, nhưng mỗi người đều nghe vô cùng say xưa. Cùng một nội dung, nhưng lọt vào tai từng người khác nhau thì đều có thể sinh ra lĩnh ngộ riêng thích hợp với bản thân mình vị đại năng cổ lão kia còn chưa kết thúc buổi khai đàn thì trong lòng linh điệp tôn giả đã sinh ra xúc động muốn bế quan tu luyện ngay lập tức, gần như chỉ mới nghe vài câu thôi đã khiến hắn loáng thoáng bắt được bí quyết của huyền thánh bát phẩm rồi. Chuyến mạo hiểm vào di tích viễn cổ lần này, chỉ riêng mấy lời đại đạo tri âm này thôi cũng xem như khiến cho linh điệp tôn giả lời to rồi. Bạch tôn giả cũng tu hoạch được rất nhiều, hắn đang nhắm mắt suy tư. Trên người bạch tiền bối, linh lực đang tiếp tục áp xúc không ngừng, đang sinh ra một loại thoát thai hoán cốt khác. Mấy người vũ nhu tử, giao bá chân quân, lạc trần chân quân, tuyết lang động chủ, thông huyền đại sư, bạch hạc chân quân đều có thu hoạch riêng của mình, hoặc là trầm tư, hoặc là nghe say mê. Đợi sau khi bọn họ bình an rời khỏi di tích thượng cổ này, chỉ cần bế quan tu luyện, thì chuyện đột phá một tiểu cảnh giới, hay thậm chí là trùng kích một đại cảnh giới cũng không phải chuyện viễn vông. Vị đại năng viễn cổ kia thật sự chính là đại kỳ ngộ, đại tiên duyên chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Huống hồ gì, vị đại năng viễn cổ này không phải là kiếp tiên cửu phơ mơ bình thường, mà đây chính là một vị trường sinh giả. Sau kiếp tiên cửu phẩm, trong tình huống thiên đạo có chủ thì nếu như những nhân vật thiên tài có được thiên mệnh chi tư kia muốn tiến được thêm một bước thì phải tạo ra được đạo của riêng mình, thì mới có thể bước thêm được nửa bước, trở thành trường sinh giả. Thời kỳ thượng cổ, những người có thiên mạch chi tư tự tạo ra đạo của mình đều là những kẻ ưu tú nhất trong thời đại của mình. Vị Thiên Đế đã từng thành lập nên Thiên Đình Viễn Cổ, chính là dùng toàn bộ Thiên Đình Viễn Cổ ấy dựng nên Trường Sinh Chi Đạo khổng lồ của riêng mình. Trường Sinh Chi Đạo của hắn không chỉ có thể khiến cho mình trường sinh, mà còn có thể khiến cho những thành viên của Thiên Đình Viễn Cổ cũng có thể nhận được hiệu quả của trường sinh. Chỉ cần Thiên Đình vẫn còn thì chúng tiên trong Thiên Đình vẫn có thể được trường sinh, có thể tiếp xúc sớm với áo bí của trường sinh. Còn có vị tổ sư con rối thời viễn cổ của Mạc Môn kia nữa, hắn ta chơi một chiêu quá tuyệt, biến thân thể của mình thành con rối, tạo ra trường sinh chi đạo thuộc về chính bản thân mình. Vị đại năng thượng cổ đang khai đàn ở trước mắt này cũng là một thành viên trong số những trường sinh giả kia, chỉ là không biết đạo của hắn là gì nhỉ. Thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn giả đang suy nghĩ vấn đề này thì vị điên đột nhiên ngừng lại, kết thúc giảng giải thiên thứ nhất của đạo tạng kinh. Sau đó quang luân trên đầu của vị điên kia đột nhiên trở nên sáng rực. Đài sen bằng ngọc mà hắn đang ngồi chợt biến thành vô vàng đốm sáng, sau đó mất tâm không thấy đâu nữa. Trên thân thể của hắn lại, mọc ra một đóa hoa sen khổng lồ, bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn lại. Bạch tôn giả nháy mắt hiểu ra, nói. Đây chính là trường sinh giả đang diễn dịch đạo của mình. Trường sinh giả đang biểu diễn nguyên lý về trường sinh chi đạo của hắn cho mọi người ở đây. Trong quá trình vị DN này diễn dịch, mọi người cũng cảm ứng được một số pháp tắc vụn vặt. Đó là cảm ứng về một loại pháp tắc sinh ra mầm sống mới từ trong tử vong, hoặc nên nói là cây khô gặp xuân nhỉ. Ở bên trong thân thể vốn có của vị DN này, có một sinh mệnh mới đang được thai ngén mà thành, hiện tại đã sắp sinh ra thành công. Cái sinh mạng mới kia chính là con của cô ấy, cũng chính là bản thân cô ấy. Đúng vậy, là cô ấy. Từ trong thân thể của vị DN này mọc ra một đóa hoa sen, bên trong hoa sen loáng thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh mảnh khảnh, cũng là hình dạng của một cô gái. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại minh ngộ, có thể khả năng thai ngén ra sinh mệnh mới này chính là đạo của vị DN kia. Cũng giống như sinh con đẻ cái vậy, từ trong cơ thể của mình, lại sinh ra một mình khác. Mà sau khi sinh ra một mình mới kia, mình mới kia sẽ kế thừa toàn bộ của thân thể cũ bao gồm toàn bộ những thứ cần thiết như tri thúc, linh hồn, cảnh giới thực lực, cảm ngộ. Hơn nữa, mỗi một lần tân sinh đều khiến cho vị DN này trở nên cường đại hơn nữa. Đó cũng là một trường sinh chi lộ rất đặc biệt. Nhưng lúc này trong lòng mấy người bạch tôn giả vẫn có chút tò mò, rốt cuộc vị DN kia lưu lại đoạn hình ảnh này là muốn biểu đạt cái gì đây? Trước đó cô ấy đang giảng thuật đạo tạng kia cho ai chứ? Chỉ là, thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn giả bây giờ lại không có thời gian để nghĩ chuyện khác, tất cả mọi người đều căng mắt ra nhìn kỹ quá trình vị DN này thai ngén tân sinh. Cái quá trình này là trường sinh giả đang diễn dịch đạo của mình, so với khai đàn thì nó còn tuyệt vời hơn gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra được dù chỉ ít thôi thì cũng diệu dụng vô cùng. Trước mắt, đóa hoa trên trên người của vị DN kia hé mở, lộ ra một ngọc thể hoàn mỹ tuyệt vời ở bên trong thân thể này hoàn mỹ đến mức không thể nào tả nổi, không hề có chút tì vết nào. Đó chính là tân sinh của cô ấy. Còn thân thể vốn có của cô ấy thì lại dung nhập vào bên trong đóa hoa sen khổng lồ này, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Thân thể tân sinh kia đứng lên từ trong hoa sen, cánh của đóa sen kia biến thành một kiện đạo bào, khoác lên người của cô. Hạt sen thì biến thành đạo quan. Đài sen thu nhỏ lại, biến trở lại thành một tòa sen trắng để ngồi, lơ lửng dưới chân, nâng cơ thể cô lên. Hôm nay ta lại có thể sinh đẻ thuận lợi, thành công sinh hạ chính bản thân mình ra. Lần này ta đã thử, sinh, bản thân mình ra sớm một chút. Rất thành công, hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Trường sinh giả vừa mới chào đời ngửa mặt lên nói với không chung, nét mặt để lộ ra vẻ vui mừng. Giọng nói của cô mang theo khẩu âm địa phương khá nặng, nhưng cũng giống như lúc cô khai đàn vậy, trong thiên địa có một loại lực lượng tự động, phiên dịch, những lời do cô ấy nói ra, khiến cho tất cả những người nghe thấy giọng của cô đều tự động hiểu được ý tứ của cô ấy là gì. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhiều người trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả đều dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, lẽ nào vị trường sinh giả tự sinh ra bản thân mình đang tự sướng quay lại cảnh này đấy à? Chuẩn không cần chỉnh, đúng là cô ấy đang tự sướng đó. Cô đang ngửa mặt lên trời nói chuyện, nhưng bộ dạng lại giống như đang nói chuyện với rất nhiều người theo dõi vậy. Nếu thế thì có thể toàn bộ quá trình khai đàn lưu lại ở chỗ này cũng thành ra dễ hiểu rồi, đây có thể chính là do cô ấy tự quay rồi lưu lại. Trạng thái hiện tại của ta rất tốt, có thể ta của bây giờ có thể ứng đối với trận chiến tiếp theo rồi nhỉ. Vị trường sinh giả này nhìn về phía, màn hình cười ha hả nói. Tuy rằng bộ dạng cười tươi như thế, nhưng từ trong hình ảnh này cũng có thể thấy được một người thân là trường sinh giả như cô ấy nhưng hình như không mấy tự tin vào trận chiến sắp tới thì phải tránh né hắn hơn 300 năm rồi, nhưng vẫn bị hắn tìm thấy. Đúng là một gã đàn ông cứng đầu cứng cổ mà. Ái cha, tuy rằng ta không hề ghét mấy gã đàn ông cứng đầu như thế. Nhưng nếu như ở trong trường hợp đối phương một lòng một dạ muốn đuổi giết ta thì đau đầu lắm ấy chứ. Cô tiếp tục nói. Không nói chuyện này nữa. Tóm lại, trước khi ta chết, ta sẽ quay lại toàn bộ. Dù sao thì công việc của ta chính là ghi chép lại tất cả những gì ta thấy, lưu lại toàn bộ lịch sử thật sự nếu như có một ngày, ta thật sự muốn chết thì ta nhất định sẽ quay lại toàn bộ quá trình bản thân bỏ mạng. Đây cũng là một phần của lịch sự, vị trường sinh giả này vỗ vỗ đạo bào trên người mình, buộc cái đạo quan bị lệch của mình lại. Cảnh tượng lại trở nên nặng nề. Chừng 30 giây sau, nhưng có vẻ như thời gian trong hình ảnh đó lại trôi qua nhanh hơn, khung cảnh vốn đang sáng sủa lúc này lại trở nên nhá nhem. Tới rồi, vị trường sinh giả kia mỉm cười khẽ kêu một tiếng. Ở trước mặt cô, không gian đột nhiên bị một đôi tay khổng lồ đen thui xé toạc ra. Trên đôi tay này có vô số hắc khí quấn quanh, bên trong luồng ma khí đó loáng thoáng có thể trông thấy vô số đôi mắt đỏ quạch như máu, mọc khắp đôi tay này. Tìm thấy người rồi, trường sinh giả trình lâm, trong giọng nói của đôi tay màu đen nọ ngập tràn tức giận. Ờ, là ta đây, trường sinh giả được gọi là trình lâm kia thản nhiên đáp lời. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không hề có cảm giác thấp thỏm run sợ trả lời ta đi, trường sinh giả trình lâm, tại sao ngươi lại tiết lộ tình báo về thiên đình ra ngoài chứ? Tại sao lại bán đứng bọn ta? Trọng giọng nói của chủ nhân đôi tay màu đen kia mang theo cơn giận bị đè nén đến cùng cực, hắn tựa như một ngọn núi lửa đang xúc thế chỉ trực phun trào, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hóa ra là thế, người biết ta là kẻ đã tiết lộ tin tức của thiên đình ra ngoài cho nên mới bám giết theo ta không chịu buông đấy à? Rõ ràng ta làm kín kẽ lắm mà nhỉ, ha ha. Trường Sinh giả Trình Lâm mỉm cười, vô cùng xinh đẹp. Chủ nhân của đôi tay màu đen kia đẩy không gian bước ra. Tại sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh như thế hả? Bởi vì ngươi tiết lộ tin tức của Thiên Đình ra ngoài cho nên Thiên Đình mới bị hủy diệt. Ngươi là kẻ tội đồ không thể thứ tha. Ừ, đương nhiên là vì ta biết rõ Thiên Đình sẽ bị hủy nên mới tiết lộ tin tức ra ngoài đấy chứ, Trường Sinh giả Trình Lâm cười lớn rồi đáp. Trong lúc nói chuyện, chủ nhân của đôi tay màu đen kia thuấn di đến bên cạnh cô, giơ cánh tay rắn giỏi của mình siết chặt cổ của Trình Lâm. Trên đầu của chủ nhân của đôi tay màu đen kia cũng có một vầng quang luân tựa như ánh trăng, bên trong quang luân nọ ẩn chứa pháp tắc đại đạo của sự hủy diệt lẫn tử vong, đây cũng là một vị trường sinh giả. Thân thể khổng lồ của hắn sách cổ Trình Lâm dơ lên giữa không trung còn Trình Lâm thì lại không hề ra tay phản kháng. Hãy cho ta biết lý do khiến người phản bội mọi người đi hãy mau nói cho ta biết chủ nhân của đôi tay màu đen kia cắn răng nói giọng của hắn tựa như dã thú đang thấp giọng gầm lên cái này là bí mật à nha trường sinh giả trình lâm mỉm cười ngọt ngào còn tinh nghịch nháy mắt với chủ nhân của đôi tay màu đen kia hơn nữa thiên đình cũng bị hủy cả rồi nói cho ngươi biết lý do thì có nghĩa lý gì nữa đâu chẳng lẽ lý do phản bội của ta lại có thể khiến cho nỗi đau tâm hồn của ngươi đỡ hơn ở phần nào à đáng chết chủ nhân của đôi tay màu đen kia nổi điên, hắn siết chặt cổ của trường sinh giả Trình Lâm, một tay túm lấy đầu của cô, siết thật mạnh. Cũng dễ dàng như đang bóp nát đồ thường vậy, đầu của trường sinh giả cứ thế bị bóp nát. Trong toàn bộ quá trình này, trường sinh giả Trình Lâm không hề phản kháng chút nào. Rõ ràng trước đó cô ấy còn nói phải đối mặt với trận chiến sắp tới. Nhưng khi thật sự đối mặt với chủ nhân của đôi tay màu đen này, cô lại không hề có bất kỳ động thái gì, Cả hai đều là trường sinh giả, vượt xa kiếp tiên cửu phẩm, không lý nào cô lại không có khả năng chống cự được. Sau khi đầu của trường sinh giả Trình Lâm bị bóp nát xong thì hình ảnh được ghi lại trước mắt cũng hoàn toàn dừng lại. Tất cả lại trở nên yên tĩnh. Tuyết Lang động chủ không dám tin. Trường sinh giả lại chết như thế sao? Một người nữ nhân vượt xa cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm, đứng ở đỉnh cao của giới tu chân lại ngủm như thế sao? Hay chỉ là quay phim thôi? Linh điệp tôn giả thản nhiên nói. Chưa chắc đâu, chỉ là đầu bị bóp nát mà thôi. Cho dù là bản thân ta thì cũng có vài cách có thể khôi phục lại, huống hồ gì là một vị trường sinh giả như thế. Chuyện này có liên quan đến việc thiên đình viễn cổ bị tiêu diệt. Theo như những gì trong đoạn hình ảnh ban nãy thì bí ẩn trong sự sụp đổ của thiên đình viễn cổ có liên quan đến vị trường sinh giả trình lâm kia, mà bản thân cô ấy lại sắm vai nhân vật chẳng lấy làm tốt đẹp gì. Đôi mắt của lạc trần chân quân tối sầm lại chuyện của thiên đình viễn cổ, một vị lão tổ tông nhà hắn cũng biết được chút tin tức. Lão tổ tông nhà hắn chính là chủ nhân thứ năm của cửu tu Phượng Hoàng Đao, ngũ tu. Thất tu nhất mạch đời đời tương truyền, nhất tu hoặc nhị tu ngày xưa chắc chắn có trải qua sự kiện thiên đình bị hủy diệt, nên cũng truyền lại được chút tin tức cho đời sau. Bạch Hạc chân Quân Ta lại càng để ý tới trường sinh giả có đôi tay đen thui mọc đầy mắt kia hơn, hắn là ai nhỉ? Không phải là thiên đế đấy chứ? bạch tôn giả lắc đầu nói không phải thiên đế đâu năm đó thiên đế là một trong những vị trường sinh giả cường đại nhất trong số những người cùng lập nên thiên đình với hắn còn có vài vị đạo hữu có thiên tư không hề thua kém gì thiên đế về sau nghe nói trong số mấy đạo hữu của thiên đế kia cũng có vài vị tạo ra được đạo của riêng mình chủ nhân của đôi tay màu đen này chắc là một trong số mấy vị trường sinh giả kia thậm chí ngay cả vị trường sinh giả trình lâm kia cũng có thể là một trong số những đạo hữu của thiên đế Thông Huyền đại sư đứng kế bên chắp tay, thở dài. Phật môn đều để ý đến nhân quả. Mỗi một việc tu sĩ làm đều có thể vì nhân mà mang đến các quả khác nhau. Không thể nghi ngờ, e là vì việc này mà có thể mấy người bọn họ đã bị cuốn vào trong nhân quả của Thiên Đình Viễn Cổ rồi. Chuyện của Thiên Đình Viễn Cổ cách chúng ta xa xôi lắm, mọi người không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ bình tĩnh, cứ từng bước tu luyện lên là được. Nghĩ nhiều thì sẽ dễ sinh ra tâm ma nữa. Lúc này Linh Điệp Tôn Giả lại mỉm cười nói, Bạch Tôn Giả gật đầu, "Mọi người cứ nghỉ ngơi một lúc đi, sau đó lại chờ đoạn ghi hình đó chiếu lại lần nữa, trong đoạn phát ban nãy, trước khi Trường Sinh Giả trình Lâm giảng giải đạo tạng thì còn giảng giải vài loại kinh văn khác nữa. Đợi sau khi đoạn ghi hình đó phát lại thì chúng ta lại xem thêm lần nữa." Thành viên của tiểu đội đều gật đầu, trước khi Bạch Tôn Giả khởi động thực tại ảo thì bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều đoạn, nếu như có thể xem thêm lần nữa thì tốt quá nhóm người linh điệp tôn giả ngồi bên trong thực tại ảo của bạch tôn giả vừa chờ đoạn ghi hình kia phát lại vừa suy tư nhớ lại những thu hoạch có được trong quá trình nghe trường sinh giả trình lâm giảng đạo bạch tôn giả thì im lặng nhìn khu đất cháy đen ở phía xa trường sinh giả trình lâm trường sinh giả có đôi tay mọc đầy mắt thiên đế mất tích trong lúc thiên đình bị nổ tung thú vị thật đấy bạch tôn giả nói khẽ hơn nữa hiệu quả ghi hình của vị trường sinh giả ở đây quả thật rất tuyệt vời Trước tiên cứ nhớ kỹ cái chỗ này, đến lúc đó, nếu như các đạo hữu khác ở trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng có hứng thú thì có thể dẫn bọn họ đến đây nghe pháp rồi lĩnh ngộ. Đến lúc đó thì có thể kiếm thêm một khoản linh thạch xem như bán vé vào cổng rồi, cũng giống như khi Thông Huyền Đại sư phát hiện bên trong Kim Cương động phủ có một cái giếng cổ luyện tâm xong thì đại sư lập tức làm ra mớ kim cương lệnh để bán vé vào cổng vậy. Bạch Tôn giả chiếm cứ cái di tích thượng cổ này cũng có thể thua một phần tiền nhất định xem như vé vào cổng. Bởi vì nhóm Cửu Châu số 1 có quy định, có trả giá thì mới có thu hoạch. Nhưng muốn dẫn người vào đây nghe pháp thì Bạch Tôn Giả lại phải mở thực tại ảo ra cho các đạo hữu khác nữa, hình như món tiền này cũng chẳng ngon ăn tí nào nhờ. Nghĩ tới đây, Bạch Tôn Giả lại quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Tống thư hàng tiểu hữu số 2. À đúng rồi, còn có thư hàng tiểu hữu nữa. Phù văn vạn lý phi độn thuật của hắn bị kích hoạt rồi, thế bây giờ hắn đã quay lại trái đất rồi sao? Nếu như có thời gian thì đợi sau khi quay phim, xong thì sẽ dẫn hắn đến di tích cổ này xem như ban thưởng cũng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bộ phim kia phải khiến hắn vừa lòng cái đã. Bạch Tôn giả nghĩ thầm trong lòng. Trước cổng của Bích Thủy Các, Khốc lão nhân nghiêm mặt ngồi canh ở trước cửa, nếu cửa lớn của Bích Thủy Các mà không mở thì hắn sẽ không đứng dậy đâu. Lại nói, hình như hôm qua hắn thấy loáng thoáng có thứ gì bay ra từ trong Bích Thủy Các thì phải nếu như hắn không nhìn nhầm thì chắc thứ bay ra đó là linh quỷ thì phải. Nhưng khốc lão nhân cũng không hề đuổi theo linh quỷ, bây giờ với hắn mà nói, tìm được thiên khắp bảo điển bản hoàn chỉnh mới là chuyện quan trọng nhất. Linh quỷ gì đó hoàn toàn không khiến hắn có tí tẹo hứng thú gì. Thế nên khốc lão nhân chọn tiếp tục ngồi chờ ở cổng. Hắn muốn dùng ý chí kiên cường của mình để khiến người trong bích thủy các này cảm động, dù có phải trở thành đệ tử của bích thủy các thì hắn cũng chịu nữa, dù sao thì hắn cũng chỉ là một gã tán tu mà thôi. Dù là 10 ngày, một tháng, hay thậm chí là một năm, 10 năm, ta cũng có thể chờ được. Khốc lão nhân nghĩ thầm trong bụng, hắn không tin người trong bích thủy các 10 năm cũng không bước chân ra khỏi cửa. Hu hu hu, dù cho có chết thì ta cũng phải chết ở trước cửa của bích thủy các, hu hu hu, hãy cảm nhận ý chí của ta đi mà. Khốc lão nhân vừa khóc vừa nói. Bích thủy các, thời quang thành. Ku hu hu hu, mang tấm lòng nhân từ đọc bản nhật ký của cao tăng khổ hạnh này xong, tự dưng ta cảm giác vì cao tăng này thật là lợi hại. Ku hu hu, biết bao nhiêu đau khổ như thế mà hắn vẫn có thể kiên cường chịu đựng hết thảy. Đặc biệt là cái đoạn trúng độc này đây, sau cùng cao tăng còn có thể dựa vào ý chí kiên cường của mình để áp chế kịch độc nữa, đúng là cảm động quá đi mất, hu hu hu. Diệp sư tỷ vừa xem vừa khóc, nước mắt tuôn như mưa rào. Tống thư hàng vừa dịu dàng an ủi Vừa giúp cô lau nước mắt, mà ta bảo này Diệp sư tỷ ơi, mang lòng nhân từ xem quyển nhật ký của Cao Tăng khổ hạnh này thôi chứ không phải là bỏ hết luôn chỉ số thông minh với cả đầu óc để mà đọc đâu nha. Cái đoạn dựa vào ý chí để áp chế kịch độc tả bốc phét không chịu nổi. Chẳng lẽ chỉ Cao Tăng chỉ cần dựa vào ý chí kiên cường, dù cho là chất độc cực mạnh thiếu chút nữa lấy mạng hắn cũng có thể tự động khỏi à? Nếu như ý chí mà đáng sợ được như thế thì còn cần bác sĩ làm cái gì? Mà lại nói Diệp sư tỷ cũng khóc thành như thế rồi, chắc cũng phải đủ lòng nhân từ rồi ấy nhỉ. Đây là cả lòng nhân từ lẫn lòng thương cảm cộng lại luôn đấy. Trong lúc suy tư, Diệp sư tỷ lại dở sang tờ cuối cùng của quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này. Hu 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 hu, ôi xúc động quá đi mất, cuối cùng, hắn đã tử ẹo, ngay cả xương cốt cũng mục ruống ở trong đất sâu. Của nhiên, kiểu lãng mạn thế này mới là kết cục tốt nhất dành cho cao tăng mà. Hu hu hu. Diệp Sư Tỷ khóc đến dốc hết cả ruột gan. Tống Thư Hàng tiếp tục dịu dàng lau nước mắt cho Diệp Sư Tỷ, lại nói cái vụ ngay cả xương cốt cũng mục ruỗng ở trong đất sâu thì lãng mạn ở chỗ nào chứ hả? Hơn nữa không phải Cao Tăng có ý chí kiên cường lắm à? Ngay cả kịch độc cũng vượt qua được nữa mà, sao không vượt qua luôn cái chết nhảm nhí này dùm cho ta luôn đi? Tự dưng chết vớ vẩn như thế là lạ lắm à nha? Móc lửng. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng hiểu ra, Bây giờ Diệp Sư Tỷ không chỉ mang theo lòng nhân từ thôi đâu, mà nhất định là cô thời gian thương cảm của Thiên Khấp Bảo Điển của cô ấy lại phát tác nữa rồi. Cho nên lúc này đây cô ấy đang cực kỳ mẫn cảm, một chút xúc động nhỏ xíu thôi cũng có thể đâm mạnh vô điểm khóc của cô ấy, khiến cho cổ khóc tu tu luôn. Lại nói, Diệp Sư Tỷ ở trong trạng thái này thật sự rất thú vị. Nếu như điểm khóc của cô ấy có thể đề cao thêm được chút nữa thì càng tốt. Diệp Tư, cô có lĩnh ngộ được gì không? Tống Thư Hàng dịu dàng hỏi, theo như những gì mà giám định thuật nói thì mang lòng nhân từ để đọc quyền nhật ký của cao tăng khổ hạnh này thì sẽ có được thu hoạch không tưởng. Bây giờ Diệp Sư Tỷ đã đọc xong quyền nhật ký này rồi, không biết có thu hoạch hay lĩnh ngộ được gì không nữa. Diệp Tư Tiên sử dụi mắt, thi thoảng lại thút thít vài cái. Sau đó cô cố gắng ngẫm lại một lúc. Hình như lúc đọc xong thì ta có một loại cảm giác tựa như linh quang lóe lên ấy. Diệp Tư Sư Tỷ khẽ nói hai mắt của Tống Thư Hàng lập tức sáng rỡ lên. Đúng là nó rồi, thứ linh quang lóe lên đó chắc chính là bí quyết siêu độ đấy. Diệp sư tỷ xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng sau đó vì trong lòng ta đang buồn đau khôn xiết, nên khóc một trận cho đã, cái linh quang mới lóe lên kia ta cũng chẳng kịp bắt lấy. Tống Thư Hàng, gạch nối. Nhưng không sao đâu, chúng ta xem lại lần nữa là được thôi. Lần này nhất định có thể thành công. Diệp sư tỷ sụt xịt nói, tuy rằng sau khi xem qua một lần thì toàn bộ nội dung của quyển sách này đã khắc sâu trong đầu của cô rồi. Nhưng cô cảm giác nếu như xem lại lần nữa thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Được rồi, cũng chỉ có thể làm thế thôi. Tống Thư Hàng lại lật quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh kia qua. Lòng nhân từ, lòng nhân từ. Thư Hàng, người có thể đọc quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này cho ta nghe được không? Diệp Sư Tỷ đột nhiên nói. Tống Thư Hàng. Diệp Sư Tỷ dịu giọng ban nãy ta khóc dữ quá, giờ mắt hơi sưng, cho nên ngươi đọc cho ta nghe nhé, ta muốn nghe giọng ngươi đọc quyển sách này. Tuy rằng có thể dùng chỉ rũ thuật để hai mắt mình khỏi hẳn, nhưng Diệp Sư Tỷ cảm giác đây là một cách để gia tăng cảm tình của mình và Tống Thư Hàng. Cũng được, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thế nên hắn dở quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh kia ra bắt đầu đọc. Lòng nhân từ, lòng nhân từ. Chất giọng của Tống Thư Hàng chậm rãi vang lên trong không gian thư viện, hắn khoan thai đọc nội dung của quyển nhật ký này. Nội dung của quyển nhật ký cũng quanh quẩn bên tai. Vị cao tăng ở trong quyển nhật ký này có quả đầu chọc lốc, người mặc quần áo vải đơn sơ, đi chân tần, người gầy gò ốm o, nhưng đôi mắt sáng ngời, tinh, khí, thần đều tràn trề. Ví như cao tăng đi trong trời đông gió rét, hơn 10 ngày không ăn không uống. Cao tăng đói khổ lạnh lẽo. Diệp sư tỷ ôm gối nghiêng đầu, nhắm mắt lại nghe hắn đọc tiếng đọc sách của Tống Thư Hàng vẫn vang lên khoan thai trầm bổng. Đột nhiên, Thư Hàng đang đọc sách tự dưng lại dùng mình một cái. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 570.